Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 170. Đây là tàn hồn bị thương, ngay cả hồn phách cũng không tính. Đồ phu chứng kiến Dương Diệp, mỉm cười. Ngươi lại không đến, ta sẽ không chống đỡ nổi. Dương Diệp rung giọng nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Đồ phu lắc đầu. Người Vĩnh Hằng Quốc Độ đến. Vĩnh Hằng Quốc Độ, Dương Diệp gần giọng nói. Vĩnh Hằng Quốc Độ, vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn ra tay với các ngươi? Đồ phu lắc đầu. Đây không phải trọng điểm. Tiểu tử, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi có được một vị linh tổ hay không? Dương Diệp gật đầu. Nhìn thấy Dương Diệp thừa nhận, đột nhiên hắn thấp giọng thở dài. Không nghĩ tới ngươi thật có được một vị linh tổ. Dương Diệp lắc đầu. Sư phụ, nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sư phụ, đồ phu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trong mắt có vẻ phức tạp. Tiểu tử, ta biết ngươi là kiếm tu, đao đạo với ngươi mà nói, chẳng qua là phụ trợ, là ngươi vì hoàn thiện kiếm đạo của mình. Đáp ứng ta một việc, ngày sau nếu như gặp phải một người tốt, truyền xuống đao pháp của cổ đao tông ta. Bằng không thì, tiểu tử ngươi đi học kiếm, cổ đao tông ta sợ là sẽ tuyệt hậu. Dương Diệp nói, tại sao bọn hắn phải ra tay với các ngươi? Đồ phu trầm mặc một lát, sau đó nói. Trước đây không lâu, có ba người đi tới Vĩnh Hằng Tiên Thôn, bọn hắn nói bọn hắn đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mục đích của bọn hắn là muốn chúng ta thần phục bọn hắn, mà để báo đáp lại, bọn hắn nguyện ý để cho chúng ta đi Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nói đến đây, đồ phu cười khổ. Này vốn là chuyện tốt, cuối cùng có thể rời đi chỗ này, còn có thể đi Vĩnh Hằng Quốc Độ. Chúng ta không có lý do gì cự tuyệt. Vậy tại sao bọn họ còn muốn ra tay? Dương Diệp trầm giọng nói. Đồ phu cười khổ. Ta nói có thể mang thêm một người hay không, bọn hắn nói có thể, bất quá cần thực lực mạnh, hoặc thiên phú tốt. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Các ngươi nói ta, đúng không? Đồ phu gật đầu. Không nghĩ tới, sau khi nói ra ngươi, bọn hắn biến sắc. Cuối cùng, bọn hắn xuất thủ. Ba người bọn họ, tuy đều là cường giả tứ giới, nhưng ta có thể cảm giác được, bọn họ áp chế cảnh giới mình, bọn họ đều là ngũ giới. Dương Diệp thấp giọng nói. Vẻn vẹn chỉ bởi vì các ngươi nhận thức ta, bọn hắn liền muốn giết các ngươi. Đồ phu cười khổ. Bọn hắn nói ngươi đi hoang tộc, đã cấu kết với hoang tộc. Cho nên bên Vĩnh Hằng Quốc Độ, hạ xuống truy sát lệnh cao cấp nhất với ngươi, phàm là hết thảy có liên quan tới ngươi, đều phải chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Bọn hắn lôi kéo cường giả của Vĩnh Hằng chi giới, ở trong Vĩnh Hằng bí cảnh này. Cửu U Đế đã đứng ở bên bọn hắn, mà một ít yêu thú cường đại cũng đi theo bọn hắn. Còn nữa, phong ấn chi linh của Vĩnh Hằng chi giới cũng đi theo bọn hắn, không chỉ Vĩnh Hằng Tiên Thôn chúng ta, sợ là cường giả giới khác cũng bị bọn hắn lôi kéo, ngươi phải cẩn thận. Đồ phu. Lúc này, nhị nha đi tới trước mặt đồ phu. Bọn hắn đã giết gia gia của ta đúng không? Trong hốc mắt nhị nha, nước mắt không ngừng tuôn ra. Đồ phu nhìn thoáng qua nhị nha. Thấp giọng thở dài, hắn do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Kỳ thật, lão thần côn là vì nhị nha mà chết. Nhưng hắn không muốn để cho tiểu nha đầu này áy náy, có chút gánh nặng trên người, đặc biệt là gánh nặng trong nội tâm, đó là có thể đè sập người. Nhị nha không nên mang theo loại gánh nặng này. Hơn nữa coi như lão thần côn không vẫn lạc, sợ là cũng khó thoát một kiếp này. Nhị nha lau nước mắt trên mặt. Chỉ bởi vì các ngươi nhận thức Dương ca ca. Bọn hắn liền muốn giết các ngươi. Đồ phu thấp giọng thở dài. Nhà đầu, thế giới này, nhiều khi ngươi yếu là đáng chết. Còn lý do gì đó, kỳ thật đều là giả, nguyên nhân chân chính là yếu, mấy lão giả chúng ta yếu, đánh không lại người khác, cho nên đáng chết. Ngươi phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, mới không người dám lừa gạt, hiểu chưa? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi phải hiểu được tình cảnh của mình bây giờ. Bây giờ bọn hắn là đang trả thù ngươi, hoặc có lẽ là, bọn họ đang giết gà dọa khỉ. Bọn hắn muốn nói cho thế nhân, phàm là dám đối nghịch Vĩnh Hằng Quốc Độ, kết cục chính là như vậy. Bọn hắn lập uy, bắt ngươi đến lập uy. Nói xong, đồ phu càng ngày càng hư ảo. Ngay thời điểm hắn sắp hoàn toàn biến mất, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, lại nói. Chôn ba người chúng ta cùng một chỗ, bằng không thì, ba người chúng ta sẽ tịch mịch. Tuy chúng ta đều đã mất kiếp sau, nhưng kiếp này lại có thể một mực ở chung một chỗ,
ngẫm lại cũng không có gì tiếc nuối. Còn nữa, không nên áy náy. Nói xong, thân thể Đồ Phu triệt để trong suốt. Thần sắc Dương Diệp bình tĩnh lạ thường, hắn từ trong phế tích tìm được hai cỗ thi thể khác. Đúng là Thái Thẩm cùng lão thần côn kia. Đều máu thịt be bét, khó mà phân biệt. Dương Diệp chôn ba người ở trong Hồng Mông Tháp, hắn ở trước mộ của ba người chậm rãi quỳ xuống. Bên cạnh hắn là Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên cũng quỳ ở trước mộ, hai người cứ quỳ như vậy. Ngay lúc này, Nhị Nha chạy tới bên cạnh Dương Diệp, rung giọng nói. Dương ca ca, ta tìm không thấy thi thể của Gia Gia, bọn hắn nhất định là ăn Gia Gia của ta muốn ăn sạch bọn hắn, ta muốn báo thù cho Gia Gia và Đồ Phu, còn có Thái Thẩm, ta muốn báo thù. Tại sao bọn hắn phải giết Gia Gia và đám người Đồ Phu, tại sao phải giết người trong thôn, bọn hắn ngay cả đám người Nhị Đản cũng giết. Nói xong, nàng quỳ trên mặt đất, khóc lóc. Vì cái gì nhân loại tàn nhẫn như vậy? Lúc này đây, Nhị Nha khóc rất thương tâm. Tuy nàng không phải nhân loại, nhưng được nhân loại nuôi lớn. Đám người Nhị Đản là bằng hữu của nàng, bằng hữu nhân loại. Mà bây giờ đều chết hết, bị nhân loại giết. Trước mộ bia, Dương Diệp đi tới trước mặt Nhị Nha, hắn ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt Nhị Nha. Chúng ta đi. Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đi đâu? Dương Diệp nói. Giết người, giết người. Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó xoay người rời đi. Bạch Đế Thành. Dương Diệp trước tiên đi tới Bạch Đế Thành, giờ khắc này, Bạch Đế Thành sớm đã không còn phồn hoa như năm đó, phải nói có chút thê lương. Trong Bạch Đế Thành, rất ít người, cả tòa thành tựa như một tòa thành trống. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhíu mày, Bạch Đế Thành cũng xảy ra chuyện. Thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp biến mất. Trước Bạch Đế Điện, Dương Diệp chau mày, Bạch Đế Thành lão thành chủ đã không còn. Bạch Chỉ Tiên xuất hiện, trên mặt Bạch Chỉ Tiên vô cùng nhợt nhạt. Dương Diệp quay đầu, tay phải vồ một cái, bên ngoài mấy dặm, một thanh niên bị Dương Diệp chảo đến trước mặt. Thanh niên kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ngươi, xảy ra chuyện gì? Lúc này Bạch Chỉ Tiên đột nhiên hỏi. Thanh niên nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, khi thấy Bạch Chỉ Tiên, thanh niên vội vàng nói. Ngươi là thành chủ. Bạch Chỉ Tiên gật đầu. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? C. Bạch Chỉ Tiên nói. Ngươi đi đi. Thanh niên do dự một chút, sau đó xoay người rời đi. Bạch Đế Thành này là tuyệt đối không thể ở lại, bởi vì nghe đồn, Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ giết chết tất cả có liên quan người với Dương Diệp. Bạch Đế Thành lão thành chủ đã bị bắt, ai biết người Vĩnh Hằng Quốc Độ có thể hạ thủ với Bạch Đế Thành hay không? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. C. Dương Diệp khẽ cười nói. Không có việc gì, người nhằm vào ta, cơ bản đều chết sạch. Bọn hắn cũng không ngoại lệ. Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ngươi vẫn khí phách, tự tin như vậy, ta thích ngươi như vậy. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm Dương Diệp. Phong ba lại lớn, ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Dương Diệp ôm Bạch Chỉ Tiên thật chặt, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Một khắc sau, Dương Diệp đi ra Bạch Đế Thành. Ngoài thành, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Đế Thành, sau đó thân hình run lên, biến mất ở cuối chân trời. Có một số việc, tự nhiên không thể tính như vậy, có chút sổ sách, sớm muộn cũng phải thu về. Trong hư không vô tận, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cổ tay hắn khẽ đảo, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm chém ra, xùy, một đạo kiếm quang xé rách không gian. Một kiếm này, triệt triệt để phá hủy vùng không gian kia. Phá giới, một kiếm này chém ra, mảng lớn không gian vỡ vụn mai một, triệt triệt để mai một. Ở trong hư không vô tận, Dương Diệp một kiếm lại một kiếm. Rốt cuộc, sau khi Dương Diệp chém ra tầm 10 kiếm, một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đúng là thủ giới giả Thanh Hình. Thanh Hình nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Kỳ thật ở trong nội tâm Thanh Hình, hắn không muốn gặp Dương Diệp, đặc biệt là ngay lúc này. Nhưng không có cách nào, nếu như hắn không đi ra, coi như Dương Diệp không hủy Vĩnh Hằng chi giới, cũng sẽ trọng thương Vĩnh Hằng chi giới. Dương Diệp thu kiếm. Ta còn tưởng những cái gọi là thủ giới giả như các ngươi không ra. Thanh Hình trầm giọng nói. Dương Diệp, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái.
Nhưng ngươi nhìn xem, bây giờ tình cảnh của Vĩnh Hằng chi giới chúng ta như thế nào? Trước có Vĩnh Hằng quốc độ, sau có hoang tộc. Nếu như bây giờ Vĩnh Hằng chi giới chúng ta còn nội loạn, khi đó hoang tộc cùng Vĩnh Hằng quốc độ đại chiến, Vĩnh Hằng chi giới chúng ta là Vĩnh Hằng chi giới của các ngươi. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt lời của Thanh Hình. Không phải Vĩnh Hằng chi giới của ta. Thanh Hình gắt gao nhìn Dương Diệp. Bọn hắn nói rất đúng, Dương Diệp ngươi căn bản không cho mình là người của Vĩnh Hằng chi giới. Nếu như ngươi muốn cứu Bạch Đế Thành lão thành chủ, nếu như Dương Diệp ngươi muốn báo thù, vậy thì đi Vĩnh Hằng chi hà, nơi đó là khu vực cường giả Vĩnh Hằng quốc độ phải đi. Qua. Nói xong, thân thể Thanh Hình dần dần hư ảo. Cũng không phải bản thể. Hai mắt Dương Diệp híp lại, Thanh Hình tới chỉ là một phân thân. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Di ra. Cách đó không xa, một nữ tử lặng yên xuất hiện. Đúng là Nam Ly Mộng, Nam Ly Mộng đang muốn nói cái gì, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Nói cho ta thứ ta biết muốn biết, ta bảo vệ Nam Ly tộc bình an vô sự. Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nếu như ta không nói thì sao? Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng. Tùy ngươi. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Đúng lúc này, một tia bạch quang rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đều ở trong này. Nam Ly Mộng nói. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, rất nhanh, luồng bạch quang kia xông vào mi tâm hắn. Rất nhanh, trong đầu Dương Diệp xuất hiện rất nhiều tin tức. Lúc này, Nam Ly Mộng lại nói. Bảo trọng. Dương Diệp quay người nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng. Ngươi vốn có thể sớm nói cho ta, kể từ đó, giao tình của chúng ta vẫn còn, không phải sao? Nam Ly Mộng cười nói. Nam Ly Mộng ta, không thích đi đón ý nói hùa người khác, càng không thích đi đút lót người khác. Dương Diệp lắc đầu. Ta coi ngươi là bằng hữu. Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp. Ta là người của Vĩnh Hằng chi giới, tuy ta sẽ không lấy mạng đi bảo hộ thế giới này, nhưng không hy vọng nó hủy diệt. Dương Diệp, người muốn báo thù, ta có thể lý giải, nhưng xin ngươi hãy thủ hạ lưu tình với Vĩnh Hằng chi giới. Cho dù có một ngày, Vĩnh Hằng chi giới này hủy diệt, ta cũng không hy vọng là bị Dương Diệp ngươi hủy diệt. Nói xong, Nam Ly Mộng quay người rời đi. Tại chỗ, Dương Diệp lắc đầu, sau đó thân hình run lên. Biến mất ngay tại chỗ. Hủy diệt Vĩnh Hằng chi giới. Dương Diệp hắn còn không có điên cuồng như vậy, oan có đầu, nợ có chủ. Không đáng chết, Dương Diệp hắn sẽ không giết, nhưng đáng chết, hắn một cái cũng sẽ không tha. Bên kia, Nam Ly Mộng thấp giọng thở dài, nàng biết, nếu như không nói cho Dương Diệp biết tung tích của những thế lực kia, dùng tính cách của Dương Diệp, còn không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trong hư không, Nam Ly Mộng nhìn lướt qua bốn phía, thấp giọng thở dài. Vào năm đó, thời đại Thái Cổ có vô số cường giả đứng ra, cũng chính vì vậy, Vĩnh Hằng chi giới mới có thể ở giữa Vĩnh Hằng quốc độ và hoang tộc lưu lại, bởi vì lần kia các cường giả Thái Cổ rất đồng lòng, vô số cường giả vì Vĩnh Hằng chi giới mà chết trận. Cũng chính vì vậy, lần kia Vĩnh Hằng chi giới được linh tổ phù hộ, mà Vĩnh Hằng quốc độ cũng nổi lên lòng trắc ẩn, mặc dù không có triệt để cởi mở cho Vĩnh Hằng chi giới. Nhưng vẫn lưu một ít danh ngạch cho Vĩnh Hằng chi giới. Bố thí. Này quả thật có mùi vị bố thí, nhưng vậy thì thế nào? Ai kêu Vĩnh Hằng chi giới yếu hơn Vĩnh Hằng quốc độ? Cho dù là bố thí, Vĩnh Hằng chi giới cũng thỏa mãn rồi. Đã từng có vô số cường giả vì Vĩnh Hằng chi giới mà chiến, nhưng bây giờ, Vĩnh Hằng chi giới còn phải nội chiến. Vận mệnh của Vĩnh Hằng chi giới cực kỳ bấp bênh. Nam Ly Mộng lắc đầu. Tự gây nghiệt. Nói xong, Nam Ly Mộng biến mất ngay tại chỗ. Đây là một sơn mạch mịt mờ, ở chỗ sâu trong phiến sơn mạch này, có một đại điện huy hoàng, trước cửa đại điện, có một cánh cửa cao tới trăm trượng. Trường sinh môn. Cái này là trường sinh môn. Trường sinh môn, một trong số ít mấy thế lực thần bí của Vĩnh Hằng chi giới. Có thể nói, sau thời đại Thái Cổ, trường sinh môn, tung hoành đạo, tạo hóa tông, vô sinh giáo. Chính là bốn thế lực đứng đầu nhất của Vĩnh Hằng chi giới. Kỳ thật, Tiên Phủ cũng thiếu chút nữa trở thành thế lực siêu cấp thứ 5, bất quá đáng tiếc, Tiên Phủ từ sau sư tổ Dịch Thủy Hàn, Tiên Phủ liền không có xuất hiện thiên tài siêu cấp như vậy nữa. Đột nhiên, một nam tử thanh sam đi tới trước trường sinh môn. Nam tử thanh sam đúng là Dương Diệp ngẩng đầu nhìn trường sinh môn, cái này thật sự cao a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay lúc này,
một trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hai mắt trung niên híp lại. Các hạ là người phương nào? Dương Diệp thu hồi ánh mắt, đột nhiên hắn rút kiếm chém. Xuy, một kiếm rơi xuống, Trường Sinh Môn trước mặt Dương Diệp tách ra, đúng lúc này, hai đạo kiếm quang lóe lên. Xuy xuy, Trường Sinh Môn sụp đổ bị cắt cắt thành vô số đoạn. Trung niên kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ngươi là Dương Diệp. Ngay từ đầu, hắn nhìn có chút quen mắt, thời điểm Dương Diệp rút kiếm, hắn xác định. Thanh niên trước mắt này, đúng là Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trung niên. Trường Sinh Môn, nên biến mất khỏi thế gian này. Nói xong, kiếm ra. Kiếm vừa ra, một quả ấn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của trung niên kia. Chân giới ấn. Dương Diệp cũng không muốn lãng phí thời gian. Thời điểm chân giới ấn xuất hiện, cảnh giới của trung niên kia bị trấn áp đến tam giới. Giờ khắc này, sắc mặt trung niên như cho tàn. Đừng nói tam giới, coi như là tứ giới, hắn cũng không có lòng tin tiếp một kiếm này của Dương Diệp, còn tam giới, càng không cần phải nói. Xuy. Một đạo kiếm quang chém xuống. Kiếm thu. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía đại điện. Sau lưng Dương Diệp, một hơi sau, thân thể trung niên kia tách ra, máu tươi vung vãi trên đất. Một kiếm miễu sát. Có thể nói, Dương Diệp bây giờ, tăng thêm chấn giới ấn, có thể dễ như trở bàn tay chém giết cường giả tứ giới bình thường. Cho dù không cần chấn giới ấn, hắn cũng có thể chém giết cường giả tứ giới. Chỉ có điều, không có dễ dàng như vậy. Dùng chấn giới ấn, có thể thoải mái hơn chút, cũng có thể càng tiết kiệm thời gian. Xa xa, Dương Diệp cầm kiếm đi tới cửa đại điện. Một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão giả này, đúng là cường giả tứ giới còn thừa không nhiều trong Trường Sinh Điện. Lão giả trầm giọng nói. Dương Diệp, muốn chém tận giết tuyệt sao? Ta, xùy. Một đạo kiếm quang lóe lên. Thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, sắc mặt lão giả đại biến. Hắn sớm có đề phòng một cự thuẫn ngăn ở đỉnh đầu của hắn. Nhưng kiếm trực tiếp cắt ra cự thuẫn. Kiếm thẳng tắp rơi xuống. Xuy. Thân thể lão giả cương cứng, thoáng qua, thân thể hắn tách ra, máu tươi vung vãi trên đất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Trường Sinh Điện, chém xuống một kiếm. Xuy. Một tia kiếm quang chém Trường Sinh Điện thành hai nửa. Trong Trường Sinh Điện, mấy chục bóng người điên cuồng bỏ chạy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau một khắc, kiếm hồ lô bên hông hắn run lên kịch liệt, một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Xuy. Ở ngoài ngàn dặm, trong đám mây, một trung niên đột nhiên ngừng lại, hắn mãnh liệt xoay người, tung ra một chưởng. Răng rắc. Một chưởng này, trực tiếp chấn vỡ không gian xung quanh hắn. Nhưng một chưởng này không có khả năng ngăn trở kiếm kia. Xuy. Một thanh kiếm xuyên thủng tay trung niên, thuận thế xuyên qua mi tâm. Sau đó quẹo một cái, đường cũ trở về. Ở ngoài ngàn dặm, một tia kiếm quang tiến vào kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Trường Sinh Điện, thân hình run lên, trực tiếp phóng lên trời, sau một khắc, vô số đạo kiếm quang từ bầu trời như sao băng kích xạ xuống. Xuy 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 xuy. Trong nháy mắt, Trường Sinh Điện hóa thành một vùng phế tích. Từ đây thế gian này, không còn Trường Sinh Điện. Phía chân trời xa xôi. Từng tiếng kêu thảm vang lên, mỗi vang lên một tiếng kêu thảm, sẽ có một cái đầu lâu từ bầu trời rơi xuống. Giết! Phàm là đạt tới phá giới cảnh, tất cả đều bị Dương Diệp chém giết sạch sẽ. Về phần dưới phá giới cảnh, Dương Diệp không có đuổi giết. Những người này, giết cũng không có ý nghĩa gì. Ở trong bầu trời phía xa, mỗi khi Dương Diệp giết một người, sẽ có một tiểu cô nương đi thôn phệ tinh khí thần của những người chết kia. Tiểu cô nương này dĩ nhiên chính là Nhị Nha. Từ khi đi ra Vĩnh Hằng Tiên Thôn, Nhị Nha trở nên lạnh lùng, đặc biệt là khi chứng kiến nhân loại, sát ý trong mắt để cho Dương Diệp cũng tim đập nhanh. Bất quá khi Nhị Nha nhìn về phía hắn hay đám người An Nam Tĩnh, sẽ giống như trước kia. Nửa khắc sau, Nhị Nha đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ. Dương ca ca, ăn no rồi. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha. Chớ suy nghĩ quá nhiều, mối thù của tất cả mọi người trong thôn. Dương Diệp ta sẽ báo. Nhị Nha khẽ cúi đầu. Dương ca ca, ta rất không rõ. Không rõ cái gì? Dương Diệp hỏi. Nhị Nha nhìn về phía Dương Diệp. Bọn hắn đuổi giết ngươi, là vì muốn Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch rõ ràng là của ngươi, không đúng, Tiểu Bạch là muốn đi theo ngươi,
bọn hắn dựa vào cái gì muốn cướp Tiểu Bạch? Dương Diệp nói, bởi vì Tiểu Bạch rất lợi hại, có thể giúp bọn hắn rất nhiều chuyện. Cứ như vậy, bọn hắn liền muốn cướp Tiểu Bạch. Nhị Nha hỏi. Dương Diệp gật đầu. Nhị Nha nói, vậy nếu ta đói bụng, có phải có thể giết bọn hắn, sau đó ăn hết bọn hắn hay không? Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha. Nhị Nha, người không giống bọn hắn, người xem, người rõ ràng có thể ăn đám người Tiểu Ngưu và Tiểu Long, nhưng người sẽ không ăn, đúng không? Nhị Nha gật đầu. Dương Diệp nói, vậy thì đúng rồi, ở trong thế giới của chúng ta, người phải phân rõ hai điểm, ai là bằng hữu, ai là địch nhân. Bằng hữu là không thể ăn, nhưng địch nhân có thể ăn. Có chút đạo lý, hắn khó có thể nói với Nhị Nha rõ ràng, đã như vậy, không bằng đơn giản một chút. Địch nhân, bằng hữu. Nhị Nha nhẹ gật đầu, trong nội tâm nàng đã có một tiêu chuẩn. Nàng nhìn lướt qua bốn phía. Khi nào chúng ta đi giết những người đồ sát thôn trang của chúng ta? Dương Diệp mỉm cười. Rất nhanh. Nhị Nha tự nhiên là tin tưởng Dương Diệp. Nàng không có nói cái gì, tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch nhún nhảy tiến vào trong đại điện của Nhị Nha. Nàng đi tới trước mặt Nhị Nha, sau đó đưa cho Nhị Nha một sâu mứt quả. Nhị Nha nói khẽ, Tiểu Bạch, Gia Gia chết rồi, Đồ Phu chết, Thái Thẩm cũng chết, còn có lão đầu dơ bẩn kia cũng đã chết, đám người Nhị Đản cũng chết. Bọn hắn đều chết hết. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của Nhị Nha. Nhị Nha liếm liếm mứt quả. Ta nhất định sẽ giết sạch bọn họ, nhất định. Dương Diệp đi tới dưới một chân núi, ở trên không đứng tầm 10 kiến trúc hùng vĩ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, trên vách núi có ba chữ to, Tung Hoành Đạo. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, lúc này, một trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trung niên trầm giọng nói. Dương Diệp, chúng ta có thể nói chuyện không? Tung Hoành Đạo ta rất có thành ý, chúng ta. Ngay lúc này, một hắc ấn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của trung niên. Chân giới ấn. Sắc mặt trung niên đại biến, thân hình run lên lùi lại, mà lúc này, một tia kiếm quang đã tới bên cạnh hắn. Ngay thời khắc mấu chốt này, một ngón tay màu đen đột nhiên điểm lên kiếm quang. Kiếm quang bị đánh bay. Kiếm quang ở phía xa bay một vòng, lại trở về kiếm hồ lô của Dương Diệp. Giờ phút này, ở trước mặt trung niên kia đứng một lão giả. Tứ giới đỉnh phong cường giả. Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Nói chuyện, cũng phải cần xây dựng ở trên cơ sở thực lực song phương chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như chúng ta không thể hiện ra một chút thực lực, hắn sẽ không đàm phán với chúng ta. Nói xong, ở sau lưng lão ta lại xuất hiện một hắc y nhân. Đồng dạng tứ giới đỉnh phong. Cùng lúc đó, sau lưng Dương Diệp không xa, đột nhiên xuất hiện một màn sáng to lớn, màn sáng vừa vặn bao phủ Dương Diệp. Trận pháp. Lão giả đi tới cách Dương Diệp không xa. Phía sau ngươi, là Tung Hoành trận của Tung Hoành Đạo ta, năm đó sư tổ Tung Hoành Đạo ta lưu lại, uy lực của nó, có thể đơn giản đánh chết cường giả tứ giới. Lại thêm ta cùng với sư huynh, còn có tiểu sư điệt này, chúng ta có tất cả ba vị cường giả tứ giới. Dương Diệp, Tung Hoành Đạo ta xác thực đã từng đuổi giết ngươi, nhưng đó đã là quá khứ, chúng ta nguyện ý xin lỗi. Xin lỗi. Dương Diệp nở nụ cười. Ngươi cảm giác xin lỗi có ích. Lão giả trầm giọng nói. Dương Diệp, liều lưỡng bại câu thương đối với tất cả mọi người không có lợi. Lưỡng bại câu thương. Dương Diệp cười lạnh. Các ngươi cũng xứng. Nói xong, kiếm hồ lộ bên hông Dương Diệp run lên. Một đạo kiếm quang đâm vào quầng sáng sau lưng hắn. Toàn bộ màn sáng run lên kịch liệt, trong khoảnh khắc xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nhưng ngay lúc này, một cỗ lực lượng cường đại từ trong màn sáng chấn động ra, thanh kiếm kia của Dương Diệp bị chấn bay ngược quay về. Kiếm vào kiếm hồ lô, Dương Diệp liên tiếp lui về phía sau 10 trượng mới dừng lại. Cách đó không xa, lão giả kia gằn giọng nói. Nếu như ngươi muốn lưỡng bại câu thương, vậy thì tới đi. Nói xong, lão giả hóa thành một chùm sáng màu đen bắn về phía Dương Diệp. Thời điểm lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, một cái ấn trống rỗng xuất hiện. Thời điểm cái ấn này xuất hiện ở trên đỉnh đầu, lão giả lập tức bị chấn áp đến tam giới. Trong nội tâm lão giả hoảng hốt, muốn rút lui khỏi, nhưng mà đã muộn.
một thanh kiếm thẳng tắp rơi xuống. Xuỳ. Không gian ở trước mặt thanh kiếm kia giòn tựa như giấy, bị xé mở ra. Ầm. Lão giả kia bị Dương Diệp chém bay ra ngoài, trong quá trình bay ngược, thân thể hắn từng khúc văng tung tóe. Chỉ còn linh hồn. Linh hồn lão giả muốn rút lui, nhưng đúng lúc này, một tia kiếm quang xuyên qua mi tâm của hắn. Hai mắt lão giả trợn lên, trong mắt tràn đầy ngốc trệ. Cứ như vậy thất bại. Dương Diệp đã không để ý lão giả kia, bởi vì khi hắn giết đối phương, màn sáng xa xa đột nhiên thả ra lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này rất mạnh. Dương Diệp không dám khinh thường, giơ kiếm đâm một cái. Ầm. Một nhát này, cả người Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài, sau đó đập vào trên vách núi. Bất quá một thanh kiếm lặng yên đâm vào trên màn sáng. Phi kiếm. Thanh phi kiếm này, là siêu thần khí. Giết. Một kiếm đâm lên màn sáng lập tức nổ bể ra, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Mà còn dư lại hai người đã đào tẩu. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, nói khẽ. Vẫn không thể chủ quan à. Chủ quan. Vừa rồi hắn quá chủ quan. Những tông môn này truyền thừa mấy vạn năm, không phải đơn giản như vậy. Thu hồi lòng khinh thị, thân hình Dương Diệp run lên, đi tới trên đỉnh núi. Nhìn tung hoành đạo phía dưới, Dương Diệp mặt không biểu tình, đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Một cỗ kiếm thế áp về phía dưới. Hai tay Dương Diệp nâng kiếm qua đỉnh đầu. Ngay thời điểm Dương Diệp giơ kiếm muốn đánh xuống, một bóng trắng đột nhiên từ phía dưới bay lên, rất nhanh, một lão giả mi trắng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Một hồn phách. Lão giả mi trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lão phu lão tổ tung hoành đạo, lão phu. Lão tử không biết. Dương Diệp nói xong, một kiếm bổ ra. Xuỳ. Một đạo kiếm quang xuyên qua thân thể của lão giả mi trắng, thân thể lão giả mi trắng triệt để hư ảo. Kiếm quang cũng không dừng lại, trực tiếp chui vào đỉnh núi. Xuỳ. Cả ngọn núi bị Dương Diệp tách ra làm hai. Một kiếm chém xuống. Cả ngọn núi bị Dương Diệp cắt thành hai nửa, vô số khói bụi phóng lên trời, thẳng vào mây xanh. Về phần tàn hồn của lão tổ tung hoành đạo, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Vô số cường giả tung hoành đạo điên cuồng bỏ chạy. Dương Diệp cũng không có buông tha những người này, trong kiếm hổ lô, kiếm quang bắn nhanh ra. Rất nhanh, ở chân trời xa xôi, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này nhị nha xuất hiện. Mỗi khi Dương Diệp giết người, nàng sẽ chạy ra hấp. Ăn càng nhiều, nàng sẽ càng lợi hại, một khắc sau, Dương Diệp quay người rời đi. Sau lưng Dương Diệp là một vùng phế tích, vô số thi thể. Cường giả phá giới cảnh của tung hoành đạo, cơ hồ bị hắn giết sạch. Rất nhanh, sự tình Dương Diệp tàn sát Trường Sinh Môn và tung hoành đạo truyền ra. Cả vĩnh hằng chi giới khiếp sợ. Kinh hãi nhất không ai qua được Tạo Hóa Tông và Vô Sinh Giáo. Bọn hắn không nghĩ tới, sau khi Dương Diệp quay về vĩnh hằng chi giới, thực lực đã đạt đến loại trình độ này. Đơn giản chu sát cường giả tứ giới. Không chỉ Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo, cường giả của cả vĩnh hằng chi giới cũng kinh hãi. Thậm chí có nghe đồn, Dương Diệp đã đạt đến ngũ giới trong truyền thuyết. Có người vui mừng có người buồn, người vui mừng tự nhiên là những người xem náo nhiệt, mà người buồn, tự nhiên chính là thế lực như Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Dương Diệp nhất định sẽ đến tìm bọn hắn. Quả thật không sai, một lúc lâu sau, Dương Diệp tới Tạo Hóa Tông. Nhưng khi hắn đi vào Tạo Hóa Tông đã không có một bóng người, một người cũng không có. Chạy! Dương Diệp nhíu mày, hắn nhìn lướt qua phía dưới, thần thức quét qua, không có bất luận khí tức của sự sống nào. Thật chạy rồi! Khóe miệng Dương Diệp nổi lên cười lạnh, tay phải cầm kiếm vung lên. Xuy xuy xuy! Một đạo kiếm quang đánh vào Tạo Hóa Tông, trong khoảnh khắc, toàn bộ Tạo Hóa Tông trở thành phế tích. Dương Diệp quay người rời đi. Rất nhanh, hắn đi tới Vô Sinh Giáo, nhưng như Tạo Hóa Tông, nơi đây cũng không có một người. Tất cả trốn rồi. Trốn. Dương Diệp cười lạnh. Coi như các ngươi chạy tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Nói xong, hắn quay người rời đi, bất quá một tia kiếm quang bắn xuống, thẳng vào Vô Sinh Giáo. Ầm. Cả Vô Sinh Giáo trở thành phế tích. Dương Diệp đi tới Nam Ly Tộc, trong phòng khách. Dương Diệp lấy ra 10 viên giới tinh đặt ở trước mặt Nam Ly Mộng. Ta mua tin tức, tung tích của những người kia.
Nam Ly Mộng nói. Vì sao không trực tiếp đi tìm Vĩnh Hằng Quốc Độ? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Sẽ đi, bất quá ở trước đó, ta muốn giải quyết sự tình Vĩnh Hằng chi giới trước. Nam Ly Mộng thấp giọng thở dài. Ngươi nên biết, bọn hắn đối với ngươi, thật sự là một chút uy hiếp cũng không có. Đương nhiên, ta không phải xin tha cho bọn hắn, hôm nay ngươi báo thù, hợp tình hợp lý, cho dù là ta cũng sẽ làm như ngươi, nhưng mà. Không cần nhưng mà. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt lời của Nam Ly Mộng. Mộng cô nương, tổ chức tình báo đặc thù của Vĩnh Hằng chi giới, nghĩ đến không chỉ có các ngươi. Ta chỉ là không muốn phiền toái, cho nên tới tìm ngươi. Nếu như ngươi không muốn giúp, nói thẳng, ta tìm người khác, chúng ta đều đừng lãng phí thời gian. Nói thật, ta một chút kiên nhẫn cũng không có. Cũng đừng nói với ta những đạo lý lớn kia, ta sợ ta nhịn không được, làm ra chuyện gì đó không hay. Nam Ly Mộng nhíu mày. Ngươi là đang uy hiếp sao? Ngay lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của Dương Diệp. An Nam Tĩnh nhìn xem Nam Ly Mộng, nàng đi tới trước mặt Nam Ly Mộng. Hắn, ta, tàn sát Nam Ly tộc, không có bất kỳ độ khó, muốn thử một chút không? Dương Diệp. Hai mắt Nam Ly Mộng híp lại, đang muốn nói, ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng lên. Mộng cô nương, còn có một việc ta muốn biết, tổ chức thần bí sau lưng người kia. Năm đó đến cùng có vây giết qua ta hay không? Sắc mặt Nam Ly Mộng có chút khó coi. Dương Diệp cười lạnh. Xem ra là có, bất quá cái này cũng bình thường. Năm đó thực lực ta nhỏ yếu, trên người lại có linh tổ, bọn hắn làm sao có thể không có ý đồ với ta chứ? Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Dương Diệp, người thật muốn một mực đánh tiếp sao? Dương Diệp đi tới trước mặt Nam Ly Mộng. Mộng cô nương, nói thật. Ta không muốn nghe ngươi kỳ kỳ oai oai. Chúng ta ở Vĩnh Hằng bí cảnh tạo nên tình bằng hữu, hiện tại đã bị ngươi lải nhải mài không còn. Ta cũng không muốn nói nhảm với ngươi, ta đi thẳng vào vấn đề, thế lực sau lưng ngươi kia, ta có thể không so đo, nhưng ta cần biết sự tình ta muốn biết. Có vấn đề gì không? Sự kiên nhẫn của hắn, thật không còn nữa. Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nàng bấm tay điểm một cái, một phù lục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Truyền âm phù, nếu có tung tích những người đó, chúng ta sẽ lập tức truy tra, tìm được người, sẽ thông báo cho ngươi. Dương Diệp thu truyền âm phù. Không nên để cho ta đợi quá lâu. Nói xong, hắn quay người rời đi, đi đến cửa đại sảnh, đột nhiên hắn ngừng lại nói. Mộng cô nương, thứ cho ta nói thẳng, ngươi nói nhảm thật sự rất nhiều. Ta hy vọng sau này ngươi ở thời điểm đối mặt ta, không nên cùng ta kỳ kỳ oai oai. Thật sự. Ta không có thời gian nghe ngươi làm nhảm. Nói xong, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Trong đại sảnh, Nam Ly Mộng im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp đi ra Nam Ly tộc, đi tới một vùng hư không, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Trên phi thăng đài, Dương Diệp đứng ở giữa nhất, ở chung quanh hắn là Tiểu Ngưu, Nhị Nha, Kiếm Kinh, Tiểu Bạch, Thái Cổ Chân Long, Thái Cổ Lệ Hổ, còn có Vũ Kỳ Lân. Có thể đánh đều ở nơi này. Dương Diệp nhìn lũ yêu, bây giờ những đại yêu kia, thực lực đều là tứ giới, hơn nữa còn không phải tứ giới bình thường. Đặc biệt là Nhị Nha và Thái Cổ Chân Long, có thể nói, coi như cường giả ngũ giới tới, bọn hắn cũng có thể chiến một trận, đương nhiên là chỉ dưới tình huống đối phương áp chế cảnh giới, cường giả ngũ giới chân chính, còn không phải Nhị Nha và Thái Cổ Chân Long có thể chống lại. Kỳ thật trong lòng Dương Diệp cũng hoang mang, Nhị Nha, hắn còn có An Nam Tĩnh, nếu như đối mặt cường giả ngũ giới chân chính, có lực đánh một trận không? Vấn đề này, Kiếm Kinh trả lời. Có. Ba người bọn họ liên thủ, coi như là cường giả ngũ giới, cũng có cơ hội đánh chết rất lớn. Bất kể là Dương Diệp, An Nam Tĩnh hay Nhị Nha, bọn hắn đều không phải cường giả bình thường. Hai người một yêu, trên người không phải thần khí chính là siêu thần khí, hơn nữa đều có truyền thừa cường đại. Ba người liên thủ. Giết một cường giả ngũ giới chân chính, vấn đề không lớn. Nhưng đơn đả độc đấu liền có chút nguy hiểm, tối đa chỉ có ba thành phần thắng. Mà đám người Thái Cổ Chân Long, cường giả ngũ giới còn không phải chúng có thể chống lại. Nhưng cường giả tứ giới bình thường lại không cách nào đối kháng chúng nó. Tăng lên chiến lực của những đại yêu này. Cái này là Dương Diệp phải làm. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Có phương pháp gì đề cao chiến lực của chúng không? Phương pháp bình thường, mà không phải loại phương pháp có di chứng. Kiếm Kinh lạnh nhạt nói,
Phương pháp hữu hiệu nhất chính là để cho tiểu bạch bồi dưỡng hỗn nguyên quả, chúng ăn hỗn nguyên quả, chiến lực tự nhiên sẽ tăng lên. Nói đến đây, trong lòng Kiếm Kinh có chút phức tạp. Những đại yêu này, không thể nghi ngờ là cực kỳ hạnh phúc. Coi hỗn nguyên quả như trái cây ăn, từ xưa đến nay, sợ là cũng chỉ có chúng. Một bên, tiểu bạch nhẹ gật đầu, bất quá như nghĩ tới cái gì, nàng hung hăng trừng Thái Cổ Chân Long. Lúc trước đám người tiểu ngưu đều lên cấp, chỉ có con rồng kia không tăng. Ở trong lòng tiểu bạch, con rồng này chính là người làm biếng điển hình. Một bên, tiểu long chứng kiến tiểu bạch trừng mắt, trong lòng kêu rên không thôi. Đại gia A, tứ giới đến ngũ giới và tam giới đến tứ giới hoàn toàn không phải một khái niệm A. Bất quá đáng tiếc, tiểu bạch căn bản không hiểu những thứ này, nàng chỉ biết, tiểu long ăn xong trái cây, không có thăng cấp. Tiểu long cũng rất bất đắc dĩ. Dương Diệp nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha và Tiểu Ngưu, hai người các ngươi đi theo An Nam Tĩnh học tập cho tốt, biết không? Nhị Nha nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Từ khi đi theo An Nam Tĩnh học tập, Nhị Nha cũng cảm giác mình biến hóa thật lớn, phải nói càng ngày càng mạnh. Nàng không giống như trước kia chỉ biết cậy mạnh. Có thể nói, nếu như Nhị Nha thi triển ác linh tử dực, coi như là Dương Diệp và An Nam Tĩnh cũng không dám khinh thường. Kỳ thật Thái Cổ Chân Long cũng mạnh, chỉ có điều ánh sáng của nó hoàn toàn bị Nhị Nha bao phủ. Sau khi an bài chuyện tình trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi ra ngoài, sau đó lấy ra vạn giới đồ, đi tới Bắc Hoang Giới. Bắc Hoang Giới. Hắn còn có một chuyện cần làm. Dương Diệp xuống lòng đất của Bắc Hoang Kiếm Tông, hắn đi tới đại điện kia, nam tử thần bí kia vẫn còn ở đó. Kiếm tu thần bí này, đúng là Trần Huyền An. Trần Huyền An nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đến rồi. Dương Diệp nói. Tiền bối biết rõ ta sẽ tới. Trần Huyền An gật đầu. Vì thanh kiếm kia mà đến a? Dương Diệp gật đầu. Kiếm sát. Trước mắt kiếm sát chỉ có hai thành uy lực, với Dương Diệp mà nói, hoàn toàn không đủ. Hơn nữa, với tư cách siêu thần khí, hiện tại loại trạng thái này của nó, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Siêu thần khí. Làm sao cũng phải có bộ dạng của siêu thần khí A. Nói thật, kiếm sát bây giờ, ngoại trừ sắc bén một chút, thì hoàn toàn không có gì đặc biệt. Trần Huyền An khẽ gật đầu. Xác thực, nó cũng nên mạnh hơn một ít rồi. Trong kiếm hồ lô, kiếm sát đột nhiên bay ra, sau đó trôi dạt đến trước mặt Trần Huyền An. Trần Huyền An nhìn thanh kiếm kia, hai mắt chậm rãi đóng lại, thời gian dần trôi qua, thanh kiếm kia bắt đầu rung động kịch liệt. Bỏ niêm phong. Dương Diệp biết, Trần Huyền An là bỏ niêm phong cho thanh kiếm này. Cứ như vậy, qua không biết bao lâu, thanh kiếm kia đột nhiên bạo phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Tiếng kiếm minh chấn động toàn bộ thiên địa. Tiếng kiếm minh làm cho cả Bắc Hoang Kiếm Tông run lên kịch liệt. Rất nhanh, kiếm sát trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp. Ở trên mũi kiếm, Dương Diệp phát hiện, có một tia kiếm quang nhỏ như sợi tóc theo mũi kiếm chậm rãi du động. Năm thành. Một bên, Trần Huyền An nói. Ta giải phong nó năm thành uy lực, dùng thực lực của ngươi bây giờ, có thể dễ dàng nắm giữ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn chỉ kiếm quang trên lưỡi kiếm. Đây là gì? Trần Huyền An cười nói. Kiếm phong chi linh, lúc trước không dám để nó ra, sợ ngươi nắm giữ không được, hiện tại dùng thực lực của ngươi đã có thể. Mũi kiếm cũng có linh. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Mũi kiếm cũng có linh. Đây là lần thứ nhất Dương Diệp nghe nói, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trần Huyền An mỉm cười. Nó rất đặc biệt, hơn nữa người nhớ kỹ, kiếm này quá lăng lệ, hăng quá hóa dở, cẩn thận sử dụng. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm sát trong tay, hắn nhẹ nhàng vung lên. Xùy. Chỗ kiếm qua, không gian bị xé mở. Rất dễ dàng xé mở, thật mạnh. Trong lòng Dương Diệp có chút khiếp sợ. Trình độ sắc bén của thanh kiếm này, so với trước đó ít nhất đề cao gấp bội. Có thể nói, hiện tại thanh kiếm này hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự của Nhị Nha. Trần Huyền An đột nhiên nói. Linh trí chân chính của thanh kiếm này, ta đã phong ấn, kiếm phong chi linh này, chẳng qua là một phần nhỏ linh tính của nó. Sở dĩ phong ấn, là vì dùng thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không hàng phục được nó. Ngày sau thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, lại tới tìm ta. Ta giúp ngươi triệt cơ để bỏ niêm phong kiếm này. Không nên để cho ta đợi lâu. Dương Diệp thu kiếm, nhìn Trần Huyền An thi lễ. Đa tạ. Nói đến đây,
hắn do dự một chút, lại nói. Tiền bối có tính toán gì gì? Hắn cho tới bây giờ không tin chuyện tốt bánh từ trên trời rớt xuống, nếu như phát sinh ở trên người Tiểu Bạch, hắn ngược lại tin tưởng, nhưng mà trên người hắn, hắn không tin. Trần Huyền An khẽ lắc đầu. Không nên suy nghĩ nhiều, ta cũng không có tính toán ngươi cái gì, cũng không cần phải như vậy. Sở dĩ giúp ngươi, là vì kiếm đạo của ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Không hơn. Dương Diệp nhìn Trần Huyền An có chút thi lễ. Tiền bối bảo trọng. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Tại chỗ, Trần Huyền An khẽ lắc đầu, hai mắt chậm rãi đóng lại. Kỳ thật Dương Diệp không có phát hiện, thân thể của Trần Huyền An lại hư ảo rất nhiều. Đó là vì bỏ Niêm Phong kiếm sát. Nếu như hắn ở thời kỳ đỉnh phong, loại chuyện này kỳ thật là chuyện nhỏ, nhỏ đến không cần để ý. Nhưng bây giờ, mỗi một lần tiêu hao với hắn mà nói, đều là chí mạng. Dương Diệp đi ra Bắc Hoang Kiếm Tông, vừa rời Bắc Hoang Kiếm Tông, truyền âm phù đã rung động. Dương Diệp lấy truyền âm phù ra, qua hồi lâu, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vĩnh Hằng Chi Dưới, Vĩnh Hằng Chi Hà. Muốn tới Vĩnh Hằng Chi Hà, trước phải qua được Vĩnh Hằng Sơn Mạch, ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Sơn Mạch, giờ phút này tụ tập chừng 30 người. Chừng 30 người kia, đúng là cường giả của Vô Sinh Giáo và Tạo Hóa Tông. Cầm đầu là một trung niên và lão giả, trung niên tên Triệu Vũ Cực, là đương nhiệm tông chủ của Tạo Hóa Tông, cũng là người thực lực mạnh nhất Tạo Hóa Tông hiện tại, tứ giới đỉnh phong. Mà lão giả kia, là giáo chủ của Vô Sinh Giáo Mạc Liên Sinh, cũng là tứ giới đỉnh phong. Mà ở sau lưng hai người, chừng 30 người kia, toàn bộ đều là cường giả phá giới cảnh, trong đó cường giả tam giới có 9 tên, còn lại đều là nhị giới cùng nhất giới. Giờ phút này, thần sắc mọi người đều có chút âm trầm khó coi. Bởi vì bọn họ đã nhận được tin tức, Dương Diệp đi qua Tạo Hóa Tông và Vô Sinh Giáo rồi. Hang ổ của Tạo Hóa Tông và Vô Sinh Giáo không còn. Khinh người quá đáng. Ngay lúc này, Vô Sinh Giáo giáo chủ Mạc Liên Sinh đột nhiên trầm giọng nói. Dương Diệp này, quả nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Đuổi tận giết tuyệt. Tất cả mọi người biết rõ ý đồ của Dương Diệp muốn chém tận giết tuyệt. Lúc này, Triệu Vô Cực trầm giọng nói. Chúng ta bây giờ, chỉ có hai con đường, thứ nhất là đi đầu quân Vĩnh Hằng Quốc Độ, khi chúng ta gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ, Dương Diệp mới có chỗ kiêng kỵ. Thứ hai là đầu nhập vào hoang tộc. Mạc Liên Sinh hỏi. Triệu Vũ Cực lắc đầu. Theo tin tức ta lấy được, Dương Diệp là bằng hữu của Thái tử Điện Hạ hoang tộc, chúng ta đi đầu nhập vào hoang tộc, sợ là chui đầu vô lưới. Mạc Liên Sinh suy nghĩ chốc lát, sau đó nói. Đầu nhập vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vấn đề là, bọn hắn chỉ cần cường giả đúng đầu nhất, người ta ngược lại có thể vào, nhưng những người phía sau chúng ta nên như thế nào? Hơn nữa, chúng ta đầu nhập vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bọn hắn vốn xem thường Vĩnh Hằng Chi Giới chúng ta, hiện tại chúng ta đưa tới cửa, sợ là càng thêm xem thường. Coi như bọn họ để cho chúng ta gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng sẽ không cho chúng ta vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, mà để cho chúng ta ở chỗ này làm pháo hôi ngăn cản hoang tộc. Triệu Vũ Cực nhẹ gật đầu. Mạc Lão nói không sai, nếu như chúng ta đầu nhập vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, bọn hắn sẽ không để ý, kết quả cuối cùng của chúng ta, không phải bị Dương Diệp giết chết, chính là thành pháo hôi. Mà hoang tộc cũng không được. Như vậy chúng ta chỉ còn một chỗ có thể đi. Ở đâu? Mạc Liên Sinh hỏi. Triệu Vũ Cực cười nói. Đế gia, đế giới cùng hoang tộc liên thủ kia. Đế gia. Mạc Liên Sinh nhíu mày. Bọn hắn nguyện ý đắc tội Dương Diệp mà thu lưu chúng ta. Với tư cách mấy thế lực đứng đầu nhất của Vĩnh Hằng Chi Giới, bọn hắn tự nhiên biết đế gia đã từng là một trong những gia tộc đứng đầu nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Khẳng định nguyện ý. Triệu Vũ Cực trầm giọng nói. Lúc trước đế gia phái người đuổi giết Dương Diệp, bất quá đáng tiếc, bọn hắn thất bại. Người bọn hắn phái đi, đều bị Dương Diệp tru sát. Hơn nữa còn có một điểm trọng yếu nhất, theo ta được biết, ở Vĩnh Hằng Quốc Độ có một thế gia nguyên bản chuẩn bị cùng đế gia đám hỏi, nhưng đáng tiếc, nữ tử của gia tộc kia không muốn, sau đó nữ tử này liên thủ với Dương Diệp và Hoang Doanh. Đế gia tự nhiên sẽ không đi tìm Hoang Doanh đã trở thành thế tử hoang tộc phiền toái, nhưng Dương Diệp thì sao? Dương Diệp không phải thế tử hoang tộc nha. Nói đến đây, Triệu Vô Cực cười nói. Hơn nữa bọn hắn cũng phái người đến tiếp xúc qua ta, hy vọng chúng ta theo đế gia. Tất cả mọi người biết rõ, đại chiến rất nhanh sẽ tới. Trong trận đại chiến này,
phương nào thế lực mạnh nhất, lại càng có khả năng cười đến cuối cùng. Chúng ta nơi đây, đều là cường giả phá giới cảnh, đi đế gia, nhất định được coi trọng. Dù sao bọn hắn không có cường đại như Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hoang Tộc. Bọn hắn tiếp xúc qua ngươi. Mạc Liên Sinh hỏi. Triệu Vũ Cực gật đầu. Bất quá khi đó ta không có trực tiếp đáp ứng. Mạc Lão, ta đã quyết định mang theo Tạo Hóa Tông đầu nhập vào đế gia, ngươi có bằng lòng đi cùng hay không? Mạc Liên Sinh có chút do dự. Triệu Vũ Cực trầm giọng nói. Mạc Lão, nếu như Vĩnh Hằng Quốc Độ nguyện ý vì chúng ta cởi mở Vĩnh Hằng Quốc Độ, để cho chúng ta tiến vào, Tạo Hóa Tông ta nguyện ý đầu nhập vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nhưng vấn đề là, bọn hắn sẽ không nguyện ý để cho chúng ta tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mà chúng ta không thể tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, người cảm thấy chúng ta an toàn sao? Hiện tại chỉ có Hoang Tộc và Đế Gia có thể bảo vệ chúng ta, Hoang Tộc là không cần suy nghĩ, chỉ còn Đế Gia mà thôi. Mạc Lão suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Được, đi Đế Gia. Rất nhanh, đoàn người trực tiếp biến mất. Sau khi đám người Mạc Liên Sinh ly khai một khắc, một đạo kiếm quang rơi vào trong dãy núi, kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở vị trí của đám người Mạc Liên Sinh lúc trước, chung quanh không có một bóng người, Dương Diệp nhíu mày, hắn lấy ra truyền âm phù. Rất nhanh, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Ngươi đã tới chậm. Dương Diệp nói. Bọn hắn đi nơi nào? Truyền âm phù trầm mặc một lát, sau đó nói. Đế giới, đế gia. Đế gia. Dương Diệp nhíu mày. Chính là thế gia mà Gika tộc của A Lãnh buộc nàng phải gả kia. Trong truyền âm phù, truyền đến thanh âm của Nam Ly Mộng. Đế gia, đã từng là một thế gia của Vĩnh Hằng Quốc Độ, năm đó bị gạt ra khỏi Vĩnh Hằng Quốc Độ, trải qua vô số năm phát triển, thực lực của bọn hắn so với năm đó, chỉ mạnh không yếu. Hơn nữa theo ta điều tra, hiện tại tựa hồ bọn hắn còn liên thủ với Hoang tộc. Hoang tộc, đế gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra vạn giới đồ, rất nhanh, hắn ở trên vạn giới đồ tìm được đế giới. Đúng lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên truyền âm đến. Ngươi thật muốn đi. Dương Diệp nói. Như thế nào? Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Đế gia không phải đơn giản như vậy, mặc dù bọn hắn không bằng Hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có thể đối kháng. Như vậy ngươi đi, đế gia tuyệt đối sẽ xuất động cường giả ngũ giới. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ một vị. Cường giả ngũ giới. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đa tạ nhắc nhở. Nói xong, tay phải Dương Diệp trực tiếp đè xuống. Xuy. Một đạo bạch quang lập tức bao bọc Dương Diệp. Qua trong giây lát, Dương Diệp biến mất vô tung vô ảnh. Bên kia, Nam Ly Mộng thấp giọng thở dài. Ở bên cạnh Nam Ly Mộng, một nam tử áo đen đột nhiên nói. Vĩnh Hằng Quốc Độ đã tới tiếp xúc chúng ta. Muốn chúng ta gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ. Không chỉ Vĩnh Hằng Quốc Độ, đế gia cũng tới tiếp xúc chúng ta. Nam Ly Mộng lạnh nhạt nói. Thương lão nói thế nào? Hắc Y Nhân trầm giọng nói. Thương lão nói muốn nghe ý kiến của ngươi. Nam Ly Mộng lắc đầu. Nói cho hắn biết, không gia nhập đế gia, cũng đừng gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hắc Y Nhân nói. Sợ là không được, đế gia còn tốt, bên Vĩnh Hằng Quốc Độ kia rất bá đạo. Không phải bằng hữu của bọn hắn, chính là địch nhân của bọn họ, đây là bọn hắn nói. Nam Ly Mộng cười lạnh. Thật bá đạo, không có việc gì, không thể trêu vào bọn hắn, còn trốn không thoát sao? Hắc Y Nhân có chút do dự, đang muốn nói gì, Nam Ly Mộng lại nói. Ngươi trở về chi tiết nói cho thương lão là được. Hắc Y Nhân nhẹ gật đầu. Thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Hắc Y Nhân quay người rời đi. Nam Ly Mộng nhìn lướt qua bốn phía. Đoàn kết, đó là không có khả năng nữa. Nguyên bản nàng muốn liên hợp tất cả cường giả của Vĩnh Hằng Chi Giới, để cho mọi người đoàn kết nhất trí. Chỉ có như vậy, Vĩnh Hằng Chi Giới mới có tư cách có kè mặc cả với Vĩnh Hằng Quốc Độ, đế gia còn có hoang tộc. Nhưng theo Dương Diệp đến, hết thảy đều tan biến. Nàng không dám đi đoàn kết những người kia, bởi vì nếu nàng làm như thế, dùng tính cách của Dương Diệp, khẳng định sẽ giết cả Nam Ly gia. Nàng và Dương Diệp, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính bằng hữu chân chính. Chỉ có thể nói có giao tình, mà chút giao tình này, không đủ để cho Dương Diệp buông cừu hận trong lòng, nàng đã thử qua, nhưng thất bại. Tại chỗ, Nam Ly Mộng lắc đầu thở dài, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Có một số việc, nàng đã tận lực. Đế giới. Một khắc sau, Dương Diệp xuất hiện ở đế giới.
Dương Diệp vừa bước vào đế giới, một lão giả tóc trắng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cường giả tứ giới đỉnh phong. Dương Diệp đang muốn nói, lão giả tóc trắng đột nhiên nói. Dương Diệp, nơi đây không chào đón ngươi, trong 10 hơi rời đi nơi này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dương Diệp ngây cả người, sau đó lắc đầu cười cười. Lão tử cần ngươi hoan nghênh sao? Lão giả tóc trắng hiển nhiên là biết rõ thân phận của Dương Diệp, đối với Dương Diệp, đế gia không sợ, nhưng không muốn ở lúc này gây với đối phương. Thực lực của người này, cho dù là đế gia cũng không dám bỏ. Qua, nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt lão giả tóc trắng lập tức âm trầm xuống. Dương Diệp, ngươi có ý gì? Ngươi? Dương Diệp khoát tay áo. Không muốn nói nhảm với ngươi, bảo ngươi tạo hóa tông và vô sinh giáo đi ra. Hai mắt lão giả tóc trắng híp lại. Bây giờ bọn hắn là khách nhân của đế gia ta, Dương Diệp, ngươi. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ ông. Tiếng kiếm minh vang lên. Ầm. Lão giả tóc trắng bị một đạo kiếm quang oanh trúng, thân thể nổ bể ra, nhưng linh hồn ở thời điểm mấu chốt trốn chạy ra khỏi thân thể, xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Linh hồn lão giả căm tức nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, ai cho ngươi lá gan, để cho ngươi. Xùy. Một tia kiếm quang xuyên qua mi tâm hắn. Linh hồn của lão giả tóc trắng lập tức nổ bể ra. Thần hồn câu diệt. Dương Diệp thu kiếm, nhị nha xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhị nha liếc Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Xin lỗi, dùng sức quá độ. Nhị nha là muốn hấp linh hồn, nhưng vừa rồi một kiếm này của hắn, trực tiếp diệt lão giả kia sạch sẽ, nhị nha ngay cả cọng lông cũng hút không được. Nhị nha có chút bất đắc dĩ. Dương ca ca, người biết đấy, gần nhất ta luôn đói, ta ăn một bữa no dễ dàng sao? Ta... Nói xong, trong mắt nhị nha thậm chí có nước mắt. Cô nãi nãi. Dương Diệp vội vàng xin tha. Là ta sai rồi, ta cam đoan, bảo đảm lần ra nhẹ tay một chút, được chưa? Nhị nha hừ một tiếng, sau đó tiến vào hồng mông tháp. Dương Diệp thấp giọng thở dài. Thật là một tiểu tổ tông a. Nói xong, hắn cầm kiếm đi tới. Chỉ chốc lát, hắn gặp được một tòa thành lớn hùng vĩ, tường thành cao hơn trăm trượng. Hai bên trái phải vô biên vô hạn, căn bản nhìn không tới phần cuối. Mà ở cửa thành, Dương Diệp thấy được hai chữ to, đế thành. Đế thành. Dương Diệp cầm kiếm đi tới trước cửa thành, cửa đóng chặt. Chân phải Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh, cái rậm này, làm toàn bộ đại thành run lên. Lúc này, một thanh niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thanh niên mặc cẩm bào hoa lệ, tóc dài xõa vai, trong tay nắm một thanh trường thương đen nhánh. Thanh niên quan sát Dương Diệp một chút. Tuy chưa gặp, nhưng ta nghe qua ngươi. Đúng rồi, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Đế Thanh, đế gia thế tử. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên. Vị hôn phu của A Lãnh. Đế Thanh lắc đầu. Đế Thanh lắc đầu. Chuyện tình của hai nhà chúng ta đã hủy bỏ. Trong này, có một phần công lao của ngươi. Dương Diệp nói. Được rồi, chúng ta không cần lãng phí thời gian. Ta tới đế gia. Mục đích ngươi nên rõ ràng, là chiến, hay giao người đây? Đế Thanh cười nói. Bọn hắn đã đầu nhập vào đế gia ta, hiện tại đã là người của đế gia ta, cho nên tự nhiên là chiến. Dương Diệp gật đầu. Vậy thì dễ xử lý. Nói xong, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Đế Thanh, thời điểm Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Đế Thanh, trường thương trong tay Đế Thanh đột nhiên xuất động, tựa như sấm sét, nhanh đến cực hạn. Mà lúc này... Kiếm sát trong tay Dương Diệp ra khỏi vỏ. Xùy. Trường thương trong tay Đế Thanh bị Dương Diệp chẻ thành hai nửa. Đồng tử của Đế Thanh bỗng nhiên co rụt lại, thân hình run lên, nhẹ nhàng lùi trăm trượng, tốc độ rất nhanh, bởi vậy hắn tránh được chiêu kiếm chí mạng kia của Dương Diệp. Nhưng chân hắn vừa rơi xuống đất, Dương Diệp đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Một kiếm đánh xuống. Đế Thanh hai mắt híp lại, tay phải có chút xoay tròn, đấm ra một quyền. Một quyền này, còn mau hơn kiếm của Dương Diệp rất nhiều. Ầm, theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bị chấn bay đến hơn trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Dương Diệp cúi đầu nhìn bụng mình, phần bụng hắn đã lõm vào, không chỉ như thế, ngũ tạng còn mơ hồ đau đớn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Đế Thanh. Nguyên lai ngươi không phải dùng thương, mà là dùng quyền. Đế Thanh mỉm cười. Không được sao? Dương Diệp cười nói. Đương nhiên có thể.
Nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất, mà xa xa, Đế Thanh kia đột nhiên lui về phía sau một bước, sau một khắc, thân thể của hắn bay lên trời, thân thể nghiêng nghiêng, ngay sau đó hắn đánh xuống một quyền. Một quyền này, không chỉ nhanh, lực lượng còn rất mạnh. Nhưng một quyền này của Đế Thanh đánh lên kiếm của Dương Diệp, kiếm trong tay Dương Diệp là kiếm sát A. Một quyền rơi xuống. Xuy. Một cái nắm đấm bay ra ngoài. Bất quá Dương Diệp cũng bị chấn lùi lại tầm hơn 10 trượng. Cách đó không xa, Đế Thanh nhìn thoáng qua kiếm trong tay Dương. Diệp, châm chọc nói. Tốt một thanh siêu thần khí, quả nhiên là chu sát hết thảy. Bất quá ta rất muốn biết, Dương Diệp, nếu ngươi không có kiếm này, Dương Diệp ngươi lại xem là cái gì chứ? Hiển nhiên, Đế Thanh có chút không phục, hắn đương nhiên không phục, nếu như Dương Diệp không có kiếm sát, đối phương căn bản không có khả năng chặt đứt cánh tay của hắn. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Kế khích tướng sao, nói thật, ta tính là cái gì, không cần chứng minh cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy ta dùng siêu thần khí là khi dễ người, không sao, người cũng có thể dùng siêu thần khí, ngươi lấy ra đi. Thần sắc của Đế Thanh có chút khó coi. Siêu thần khí, cả đế gia cũng không có siêu thần khí a. Hắn ở đâu làm ra? Đế Thanh cười lạnh. Dương Diệp, ngươi để cho ta đổi mới hai chữ vô sỉ này. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Ngươi không có siêu thần khí, lại không cho phép ta dùng siêu thần khí, là ngươi vô sỉ, hay ta vô sỉ? Ngươi đã không có siêu thần khí, ta lại cho ngươi một biện pháp công bình, ta không dùng siêu thần khí, nhưng ngươi phải áp chế cảnh giới của mình đến hư chân cảnh, bởi vì ta hiện tại mới hư chân cảnh, cảnh giới chúng ta giống nhau, tay không tấc sắt một mình đấu, như vậy đủ công bằng chưa? Hư chân cảnh. Sắc mặt Đế Thanh càng thêm khó coi. Hắn bây giờ là cường giả tứ giới, mà Dương Diệp, cảnh giới xác thực chẳng qua là hư chân cảnh. Nhưng kẻ đần cũng biết, căn bản không thể dùng cảnh giới để cân nhắc Dương Diệp. Nếu như hắn ép cảnh giới đến hư chân, không hề nghi ngờ, hắn không có bất kỳ phần thắng. Đế Thanh gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi thật vô sỉ. Dương Diệp lắc đầu, hắn thu hồi kiếm sát, tiếp theo, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Đế Thanh, hai mắt Đế Thanh híp lại, đấm ra một quyền. Lúc này, trong tay Dương Diệp, kiếm tổ chém xuống một cái. Ngũ kiếm kiếm vực. Một kiếm này đánh xuống, sắc mặt Đế Thanh lập tức thay đổi. Ầm. Một kiếm rơi xuống, Đế Thanh bị chấn bay ra ngoài, mà thời điểm Đế Thanh bay ra ngoài, một đạo phi kiếm từ trong kiếm hổ lô bắn nhanh tới. Phi kiếm lập tức đến trước mặt Đế Thanh. Sắc mặt Đế Thanh đại biến, tuy thân thể đã mất đi cân bằng, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn cưỡng ép đánh một quyền. Mà một quyền vội vàng, so với một quyền lúc trước kia, là yếu hơn không ít. Quyền ra. Xuy. Phi kiếm trực tiếp xuyên qua nắm đấm của Đế Thanh, cả người Đế Thanh bay ngược, sau đó đụng vào trên tường thành. Đế Thanh còn chưa phục hồi tinh thần lại, hai thanh phi kiếm đột nhiên phân biệt cắm vào hai vai của hắn, hai thanh kiếm đinh hắn ở trên tường thành. Bại hoàn toàn. Dương Diệp đi tới trước mặt Đế Thanh, hắn ngẩng đầu nhìn Đế Thanh, Đế Thanh gắt gao nhìn Dương Diệp. Trong mắt không hề có vẻ sợ hãi. Dương Diệp cười nói. Sở dĩ ngươi không sợ hãi, đơn giản là bởi vì ngươi có người sau lưng, có cường giả ngũ giới của đế gia đúng không? Đế Thanh cười lạnh. Dương Diệp, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình ngay cả cường giả ngũ giới cũng có thể chém giết? Hay là nói, ngươi cho rằng hoang tộc sẽ đứng ở bên ngươi? Không sai, hoang doanh là bằng hữu của ngươi, nhưng ở giữa ngươi và đế gia ta, ngươi cảm thấy hắn chọn ai? Coi như hắn lựa chọn ngươi, những trưởng lão trong hoang tộc kia cũng sẽ không đồng ý. Ngươi! Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém. Một kiếm rơi xuống, thanh âm của Đế Thanh im bặt mà dừng. Hắn chưa chết, bởi vì một lão giả xuất hiện ở trước mặt Đế Thanh, mà kiếm của Dương Diệp, bị một màn sáng màu xanh lam gắt gao ngăn trở. Cường giả ngũ giới! Cường giả ngũ giới chân chính! Bất quá hiện tại lão giả này chẳng qua là tứ giới. Sở dĩ chỉ là tứ giới, là vì đế giới này căn bản không tính là thế giới trung đẳng. Ở trong vạn giới, vĩnh hằng quốc độ không tính, chỉ có hoang giới là thế giới trung đẳng, miễn cưỡng có thể dung nạp cường giả ngũ giới. Mà đế giới này, còn kém xa. Tay phải lão giả vung lên, màn sáng nổ bể ra, Dương Diệp xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Dương Diệp, đế gia ta cùng ngươi không có ân oán quá lớn. Mà ngươi vừa tới liền giết cường giả tứ giới của đế gia ta,
có cảm thấy hiếp người quá đáng hay không? Dương Diệp cười nói. Nói nhảm ta không muốn nói, chỉ hỏi một câu, người của Tạo Hóa Tông và Vô Sinh Giáo, đế gia ngươi có giao hay không? Hai mắt lão giả híp lại. Dương Diệp, ngươi không phải cho rằng đế gia ta sợ ngươi chứ? Lão phu cùng ngươi. Thanh âm lão giả im bặt mà dừng, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm chạm xuống. Kiếm trong tay đúng là kiếm sát. Ngũ kiếm kiếm vực. Thời điểm kiếm thứ năm rơi xuống, vùng không gian kia trực tiếp nứt ra, thế giới này căn bản chịu không được một kiếm của Dương Diệp. Mặc dù lão giả là ngũ giới, nhưng giờ phút này hắn trấn áp cảnh giới mình về tứ giới, hiện tại hắn căn bản không dám đón đỡ một kiếm này của Dương Diệp, kiếm trong tay Dương Diệp là vĩnh hằng quốc độ đệ nhất kiếm A. Hai tay lão giả khẽ nâng lên, trong chốc lát, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, khi song trưởng hắn rơi xuống, không gian trực tiếp sôi trào lên. Ầm, một cỗ lực lượng cường đại tựa như núi lửa vạn năm bộc phát. Ầm, lực lượng cường đại chấn cả người Dương Diệp liên tục lùi lại. Lão giả không có ra tay tiếp, mà chỉ nói. Dương Diệp, Tạo Hóa Tông cùng Vô Sinh Giáo đã là thế lực phụ thuộc đế gia ta, người động đến bọn hắn, chính là động đế gia ta. Hôm nay lão phu để lời nói ở chỗ này, coi như thiên vương lão tử đến, hai tông bọn họ, đế gia ta cũng bảo vệ. Xa xa, Dương Diệp gần giọng nói. Nếu như vậy, hôm nay lão tử liền diệt đế gia ngươi. Nói xong. Một cỗ ý cảnh cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời. Phong ma chi ý. Mà trong tay Dương Diệp, kiếm sát lặng yên tiến vào kiếm hồ lô, ở trong hai tay hắn là kiếm thủ và kiếm tổ. Song kiếm. Kiếm sát vào kiếm hồ lô, Dương Diệp tay cầm song kiếm bay thẳng đến lão giả kia. Xa xa, ánh mắt của cường giả ngũ giới kia dần dần lạnh như băng. Ở sâu trong nội tâm, đế gia cũng không muốn ngay lúc này gây chuyện với Dương Diệp, dù sao Dương Diệp không phải người bình thường, hơn nữa lại là một người điên. Nhưng cái này không có nghĩa là đế gia sợ Dương Diệp khiêu khích đế gia như vậy, không nể mặt đế gia, nếu như đế gia còn muốn chịu đựng. Không thể nghi ngờ là sẽ để cho vạn giới chế nhạo. Đại thế gia, để ý mặt mũi nhất. Dương Diệp đã tới trước mặt lão giả, một thanh kiếm quét về yết hầu hắn. Kiếm quang như điện. Hai mắt lão giả híp lại, thân hình run lên, lui về sau 10 trượng tránh thoát kiếm của Dương Diệp. Sau một khắc, tay phải hắn cách không chúi xuống. Không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp tựa như núi cao đè xuống, tầng tầng nghiền ép về phía Dương Diệp. Lúc này, song kiếm trong tay Dương Diệp chém tới. Suy suy. Cả vùng không gian bị xé mở. Đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên biến mất, thoáng qua, trước mặt Dương Diệp, một quả đấm to lớn trống rỗng xuất hiện, thẳng đến đầu hắn. Quyền chưa đến, lực lượng cường đại chấn vùng không gian ở sau lưng Dương Diệp giãn nứt. Mặc dù lão giả là tứ giới, nhưng một quyền này đã có lực lượng bán ngũ giới. Vô cùng cường đại. Dương Diệp không trốn tránh. Cũng không cách nào trốn tránh, một quyền này thả ra lực lượng là tính bao trùm, đừng nói hắn, vùng không gian xung quanh hắn cũng bị bao phủ. Dương Diệp đột nhiên xoay tròn, ngay sau đó, song kiếm hung ác hạ xuống. Kiếm vực, ngũ kiếm kiếm vực, lần này là song kiếm ngũ kiếm kiếm vực. Hai kiếm rơi xuống, cỗ lực lượng kia của lão giả lập tức nghiền nát, cùng lúc đó, cả người lão giả bị chấn đến mấy trăm trượng. Mà hắn còn chưa dừng lại, một thanh phi kiếm lóe lên. Xa xa, hai mắt lão giả híp lại, tay phải tìm tòi về phía trước, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, không gian biến thành một vòng xoáy, mà vòng xoáy này, vừa vặn ngăn trở thanh kiếm kia. Chỉ trong nháy mắt, một cái chớp mắt sau, thanh kiếm kia lập tức đâm rách không gian, tiến quân thần tốc. Lão giả chau mày, đấm ra một quyền. Ngũ giới chi lực. Phi kiếm bay ngược về. Nhưng lão giả lần nữa lui về phía sau trọn vẹn trăm trượng. Lão giả còn chưa kịp phản ứng, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Song đao chém xuống. Phong ma kiếm pháp. Cứ như vậy, lão giả liên tục lùi lại. Khi lão giả lui về phía sau, trong lòng thầm nghĩ không xong, quả thật không sai, song kiếm của Dương Diệp tựa như cuồng phong bạo vũ bổ tới hắn, kiếm kiếm chí mạng. Điều này làm cho hắn chỉ có thể mỏi mệt ứng phó, căn bản không có cách đánh trả. Cho dù đánh trả, nhưng hắn lại phát hiện, lực lượng của Dương Diệp không yếu hơn hắn. Áp chế. Dương Diệp áp chế lão giả gắt gao.
Nhưng đây mới chỉ là vừa bắt đầu, theo không ngừng chiến đấu, dưới da Dương Diệp, mạch máu dần dần rung động, mà phong ma chi ý trên người hắn cũng càng ngày càng điên, càng ngày càng ma. Phong ma. Rất nhanh, Dương Diệp lâm vào trạng thái hoàn toàn phong ma. Mà giờ khắc này, lão giả kia đã lùi ít nhất mấy vạn trượng, không gian xung quanh rách ra khe hở đen kịt, những cái khe kia trải rộng ở chung quanh, toàn bộ là bị phong ma kiếm pháp chém ra. Mà ở trên người lão già, đã sớm trải rộng vết kiếm. Thảm! Giờ khắc này, trong nội tâm lão giả đã kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn, bởi vì Dương Diệp càng chiến càng mạnh, so với trước đó mạnh hơn quá nhiều, nếu như nói lúc trước hắn còn có thể ứng đối, như vậy hiện tại chỉ có thể bị động phòng thủ. Ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Cứ như vậy, lão giả lần lượt tháo chạy, rất nhanh, lão giả sắp không kiên trì được rồi. Bởi vì hai tay hắn, toàn thân hắn trải rộng vết kiếm, có chút vết kiếm xỏ xuyên qua cả người, có thể nói, bộ thân thể này của hắn đã sớm tan tành. Nếu như tiếp tục như thế, vẫn lạc chẳng qua là vấn đề thời gian. Ra tay! Ngay lúc này, thanh âm lão giả đột nhiên vang lên. Theo thanh âm của lão giả vang lên, năm đạo khí tức cường đại đột nhiên từ trong thành phóng lên trời, rất nhanh, năm đạo khí tức kia đánh tới Dương Diệp. Dương Diệp bị năm đạo khí tức chấn đến hơn ngàn trượng. Lúc này, ở trước mặt lão giả, đứng năm tên siêu cấp cường giả, toàn bộ đều là tứ giới đỉnh phong, trên thân năm người tản mát ra khí tức không hề yếu hơn lão giả lúc trước bị giết. Mỗi một siêu cấp thế gia đều sẽ có lá bài tẩy của mình, đế gia cũng không ngoại lệ. Mà những người này, đúng là một trong những lá bài tẩy của đế gia. Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Tim đập nhanh. Dương Diệp này để cho hắn có chút tim đập nhanh. Hắn là ngũ giới, tuy đè ép cảnh giới của mình, nhưng đó cũng là ngũ giới. Nhưng vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị Dương Diệp chém giết. Thực lực của Dương Diệp cường đại đến loại trình độ kia. Giờ phút này, hắn đã thanh tỉnh nhận thức, cường giả tứ giới đối với Dương Diệp căn bản không có uy hiếp. Đừng nói cường giả tứ giới, coi như cường giả ngũ giới áp chế cảnh giới cũng đã không phải đối thủ của Dương Diệp. Có thể nói, dưới ngũ giới, Dương Diệp hầu như vô địch. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt lão giả đại biến. Dương Diệp, ngươi, kiếm. Lão giả còn chưa nói xong, xa xa, một tên cường giả đã bị song chém thành mấy khối. Song kiếm miễu sát cường giả kia, Dương Diệp bay thẳng đến một người khác, ở bên hông hắn, kiếm hồ lô khẽ run lên, một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Phi kiếm còn nhanh hơn bản thân hắn, trực tiếp chém về phía cường giả tứ giới cách đó không xa. Nhìn thấy phi kiếm chém tới, sắc mặt cường giả kia đại biến, chân phải hắn đạp mạnh, cả người lui về phía sau trăm trượng, nhưng tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn hắn, hắn vừa dừng lại, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt. Song kiếm chém xuống, một hơi 200 kiếm, kiếm kiếm cùng một vị trí. Tuy gã cường giả kia phản công khi sắp chết, nhưng vẫn vô dụng. Bị Dương Diệp chém thành vô số khối, lúc này, Nhị Nha xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lặng lẽ lui qua một bên, an tĩnh thôn phệ. Hiện tại Dương Diệp rất không bình thường, quyết không thể trêu. Dương Diệp không có để ý Nhị Nha ở một bên vụng trộm, ăn cơm, xong kiếm chém giết gã cường giả kia xong, hắn quay đầu nhìn về bên cạnh, sau một khắc, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Hai đạo kiếm quang hiện lên. Hai mắt gã cường giả kia híp lại, hắn cũng không có đào tẩu, bởi vì hắn biết, mình căn bản trốn không thoát. Liều chết đánh cuộc. Tên cường giả tứ giới kia hai tay chậm rãi nắm thành quyền, sau một khắc, hai quyền đấm nhau, sau đó oanh một cái. Một cỗ sóng lửa từ trong hai đấm chấn động ra, trong nháy mắt, không gian trước mặt hắn trở thành một biển lửa triệt triệt để để. Nhưng biển lửa này bị hai đạo kiếm quang cắt ra, thoáng qua. Hai thanh kiếm đi tới đỉnh đầu của gã cường giả kia. Trong mắt cường giả kia hiện ra lệ khí, sau một khắc, bụng hắn bành trướng lên, cuối cùng cả người nổ ra. Một cỗ lực lượng cường đại bộc phát ra, mấy trăm ngàn dặm không gian run lên, sau đó rạn nứt. Mà Dương Diệp đứng mũi chịu sào thì bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng. Tự bạo. Một cường giả tứ giới đỉnh phong tự bạo, đó sẽ khủng bố như thế nào? Cho dù là Dương Diệp cũng bị tự bạo chấn toàn thân rạn nứt. Cũng may hắn có hồng mông tử khí, bằng không thì lúc này đây hắn không chết cũng phải lột một lớp da, bởi vì hắn cách cường giả kia quá gần. Còn Nhị Nha,
là một chút việc cũng không có, nàng chỉ bị chấn lui về phía sau mấy bước liền ổn định lại, sau đó tiếp tục thôn phệ. Cách đó không xa, thần sắc cường giả ngũ giới của đế gia vô cùng khó coi. Ba tên tứ giới đỉnh phong lại chết như vậy. Lão giả lòng đang rỉ máu. Nhưng Dương Diệp không có dừng tay, sau khi thương thế của hắn khá hơn một chút, hắn bay thẳng về phía lão giả. Thần sắc của lão giả vô cùng dữ tợn, hắn nhìn thoáng qua nhị nha đang cắn nuốt, sau đó nói. Người đi bắt nữ hài kia, để ta cản hắn. Nói xong, thân hình hắn run lên, hóa thành một tia sáng vọt tới. Mà cường giả tứ giới còn lại thì vọt tới nhị nha. Hiển nhiên, đám người lão giả muốn bắt nhị nha áp chế Dương Diệp. Nhị nha đang cắn nuốt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cường giả tứ giới xông tới nàng. Ngươi muốn làm gì? Tên cường giả tứ giới kia gằn giọng nói. Ngươi cảm thấy sẽ làm thế nào? Cường giả tứ giới kia vừa nói xong. Hắn trực tiếp té bay ra ngoài, xa xa, tên cường giả này nện vào trên đế thành, tường thành ầm ầm sụp đổ. Trong phế tích, cường giả kia bò ra, sau khi phun mấy ngụm máu tươi, hắn cúi đầu nhìn bụng của mình. Bụng hắn đã bị đánh xuyên qua. Đánh xuyên qua triệt triệt để để. Trong nội tâm tên cường giả này giật mình tới cực điểm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ hải cách đó không xa. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhị nha vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, sau đó đi tới trước mặt tên cường giả này. Ta là nhị nha, bằng hữu của tiểu bạch, hiểu chưa? Không rõ cũng không sao, còn nữa, ta muốn ăn ngươi. Nói xong. Nhị nha vỗ vào trên đầu cường giả kia một chưởng. Cường giả kia bị nhị nha đánh thành thịt nát. Nhị nha ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu thôn phệ, ước chừng một khắc sau, nhị nha vỗ vỗ bụng nhỏ lắc đầu. Còn có chút đói. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua lão giả còn lại, kỳ thật nàng có chút muốn thôn phệ lão giả này, nhưng nàng không dám đi qua. Hiện tại Dương ca ca không bình thường, nàng sợ sau khi đi qua, Dương Diệp ngay cả nàng cũng đánh. Nhị nha do dự một chút, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong thành, tiếp đó nàng nhếch miệng cười. Thật nhiều người. Nói xong, nàng đi tới trước cửa thành đã đóng. Nhị nha một cước đá vào trên cửa thành. Không chỉ cửa thành, cả tường thành trực tiếp sụp đổ. Cứ như vậy, nhị nha nghênh ngang đi vào đế thành. Khi nhìn thấy nhị nha vào thành, lão giả đang cùng Dương Diệp giao thủ. Nội tâm có thể nói là giật mình tới cực điểm. Hắn thật không ngờ, thực lực của nữ hài kia khủng bố đến loại trình độ này. Cường giả tứ giới, một quyền liền đánh chết. Nàng còn yêu nghiệt hơn Dương Diệp. Nhưng giờ phút này hắn căn bản không có thời gian để ý nhị nha đã vào thành. Bởi vì ở dưới Dương Diệp điên cuồng công kích, nhục thể của hắn cơ hồ sắp nát. Nhiều lần lão giả muốn chạy trốn, nhưng Dương Diệp tựa như giòi trong xương. Dán thật chặt hắn điên cuồng chém. Xuy xuy xuy. Trong tràng, Dương Diệp kiếm kiếm tận xương, kiếm kiếm dính máu, rốt cuộc cơ thể lão giả triệt để không chịu nổi, linh hồn thể. Thời điểm thân thể lão giả vỡ nát, hắn quyết đoán bỏ nhục thể của mình, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Đào tẩu. Lão giả trực tiếp trốn vào trong thành. Ngoài cửa thành, Dương Diệp lấy ra một viên giới tinh nuốt vào, sau đó cầm kiếm đi tới cửa thành. Sau khi nhị nha vào thành, nàng nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai nàng. Nhị nha nói, Tiểu Bạch, ở đâu có bảo bối? Bảo bối. Tiểu Bạch nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, nàng nhìn về phía xa xa, Tiểu Trảo chỉ chỗ đó. Nhị nha nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng chạy tới. Không biết nhị nha là cố ý hay vô tình, thời điểm nàng chạy, cả đế thành điên cuồng rung động, mà nơi nàng đặt chân. Mặt đất sụp đổ hạ xuống. Cả thành chỉ tựa như địa chấn. Nhị nha càng chạy càng nhanh, địa phương nàng chạy qua, đã trở thành một vùng phế tích. Ngay lúc này, vô số cột sáng đột nhiên từ bốn phương tám hướng kích xạ về phía nhị nha, những cột sáng này giống như mưa dày đặc, bao phủ không gian xung quanh nhị nha. Nhị nha cũng không có dừng bước lại, bất quá Tiểu Bạch ở trên vai nàng vội vàng giấu đi. Rất nhanh, những cột sáng kia rơi xuống. Toàn bộ cột sáng rơi vào trên người nhị nha, nhưng nhị nha còn đang chạy nhanh. Phàm là cột sáng rơi ở trên người nàng, đều trực tiếp nổ bể ra, giống như pháo hoa sáng lạn. Mà tiểu nữ hài ở trong cột sáng, không chỉ không giảm bớt tốc độ, ngược lại tốc độ còn nhanh hơn. Rốt cuộc, những cột sáng kia đều biến mất,
Bất quá rất nhanh, một cỗ khí tức cường đại từ chỗ xa phóng lên trời, ngay sau đó, một quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên không trung. Cự Long. Đây là một con rồng to lớn, toàn thân đen kịt, thân hình che lấp bầu trời, từng đạo khí tức không ngừng từ quanh người nó tràn ra, những khí tức này làm cho không gian sôi trào lên. Mà ở trên đỉnh đầu của Cự Long, đứng một trung niên. Người này đúng là đế gia tộc trưởng Đế Liêm. Cường giả ngũ giới chân chính. Trên đầu Cự Long, Đế Liêm nhìn thoáng qua Nhị Nha, nhíu mày. Người có lai lịch như thế nào? Lai lịch? Cho dù là hắn, vậy mà cũng nhìn không ra lai lịch của tiểu cô nương trước mắt này. Nhị Nha đang muốn nói, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh nàng, Nhị Nha trừng mắt, sau đó lặng lẽ lui sang bên cạnh, hiện tại không thể gây Dương ca ca. Ánh mắt Đế Liêm rơi vào trên người Dương Diệp. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Dương Diệp ngươi. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên phóng lên trời, một đạo kiếm quang chém thẳng về phía Đế Liêm. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, Đế Liêm nhíu mày, lúc này kiếm đã tới. Chân phải Đế Liêm nhẹ nhàng đạp đầu rồng, thoáng qua, hắn đánh về phía Dương Diệp một quyền, khi nắm đấm hắn đánh ra, ở đỉnh nắm đấm, một cỗ lực lượng cuồng bạo chấn động ra. Một quyền này, trực tiếp nổ nát kiếm quang của Dương Diệp, ngay sau đó, cả người Dương Diệp bị chấn về chỗ cũ. Nhưng vừa quay về chỗ cũ, Dương Diệp lại lần nữa phóng lên trời. Đế Liêm nhíu mày, trong đôi mắt hiện ra sát ý. Khinh người quá đáng. Đế Liêm đột nhiên biến mất, sau đó vọt về phía Dương Diệp. Khí tức cường đại giống như thủy triều từ trong cơ thể Đế Liêm tràn ra, cả đế thành sôi trào. Mà Dương Diệp càng ngày càng phong ma. Nhưng hai người vừa giao thủ một cái, Dương Diệp liền ở hạ phong. Chứng kiến Dương Diệp và Đế Liêm chiến đấu. Ánh mắt Nhị Nha rơi vào trên người Hắc Long, mà giờ khắc này, Hắc Long cũng đang nhìn Nhị Nha. Hai cái cấp bậc giống nhau, Nhị Nha là tứ giới đỉnh phong, Hắc Long cũng vậy. Nhị Nha liếm môi một cái, đột nhiên nàng phóng lên trời, trực tiếp đánh về phía Hắc Long. Trên không trung, một long chảo của Hắc Long bay thẳng đến Nhị Nha. Cái vỗ này, phảng phất như muốn đập vỡ cả vùng trời. Nhị Nha không sợ hãi chút nào, một quyền đánh vào long chảo. Ở dưới vô số người nhìn chăm chú, thân thể Hắc Long run lên kịch liệt, sau đó bị chấn đến hơn trăm trượng. Mà long chảo của Hắc Long thì đã triệt để rạn nứt, máu tươi văng khắp nơi. Nhị Nha còn chưa thu tay lại, thân thể phóng lên trời, sau đó dùng cái đầu nhỏ của nàng trực tiếp đụng lên người Hắc Long. Nhị Nha lại trực tiếp xuyên qua thân thể của Hắc Long. Lực lượng cường đại chấn Hắc Long bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Mà ở bụng thì có một lỗ máu khổng lồ. Chỉ hai chiêu, Hắc Long đã trọng thương. Nhìn thấy một màn này, cường giả đế gia hoàn toàn bối rối. Hắc Long này là thủ hộ thần thú của đế gia, hơn nữa còn đến từ thời đại Thái Cổ, tuy cấp bậc kém Thái Cổ chân long một chút, nhưng ở yêu giới, đây tuyệt đối là bá chủ. Mà bây giờ, Hắc Long bị tiểu cô nương kia ngược đãi thành như vậy. Là ngược đãi. Trên bầu trời, Nhị Nha cũng không dừng tay. Nàng lần nữa vọt về phía Hắc Long, lần này trong mắt Hắc Long đã có vẻ sợ hãi. Vừa giao thủ một cái, nó đã sợ hãi. Bẩm sinh sợ hãi. Mặc dù sợ hãi, nhưng nó không đào tẩu, cũng không cách nào đào tẩu, hơn nữa với tư cách long tộc, nó cũng có tôn nghiêm của mình. Kỳ thật, nếu như nó biết Tiểu Long mà nói, nó sẽ không nghĩ tới tôn nghiêm gì. Ở trước mặt Tiểu Bạch và Nhị Nha, ngàn vạn lần chớ nói chuyện tôn nghiêm gì. Mạng nhỏ trọng yếu nhất. Trên không trung, trong mắt Hắc Long hiện lên lệ khí, đột nhiên thân thể nó xoay tròn, long vĩ quét tới Nhị Nha. Lực lượng cường đại quét không gian tan nát, cái quét này, có thể thấy được lực lượng nó kinh khủng đến cỡ nào. Nhị Nha đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía đuôi rồng quét tới, sau một khắc, nàng thả người đụng tới đuôi rồng. Cứng đối cứng. Nhị Nha không có lựa chọn trốn tránh Hắc Long, mà lựa chọn lấy cứng chọi cứng. Ở dưới vô số người nhìn chăm chú, cả hai đụng vào nhau. Nhị Nha đụng thủng đuôi rồng, cùng lúc đó, Hắc Long bị chấn bay ra ngoài, phát ra một tiếng kêu rên. Đuôi rồng xuất hiện một lỗ máu khổng lồ, đúng là lỗ máu bị Nhị Nha đụng thủng kia. Lúc này đây, Nhị Nha không có dừng tay, thân hình của nàng run lên, trực tiếp xuất hiện ở trên lưng Hắc Long, sau đó một quyền đánh xuống. Hắc Long kinh hãi gần chết. Một cỗ long uy cường đại từ trong cơ thể nó chấn động ra,
nhưng nhị nha không để ý long uy gì đó, ở trong mắt nhị nha, một chút tác dụng cũng không có. Đừng nói hắc long, ngay cả long uy của tiểu long có được huyết mạch thuần chính, ở trong mắt nhị nha cũng chỉ là chuyện cười. Loại long uy này, còn không bằng một ánh mắt của An Nam Tĩnh. Đối với An Nam Tĩnh, nhị nha giống như tiểu bạch, đều là trong kính trọng mang theo một tia sợ hãi. Quả đấm của nhị nha rơi vào trên người hắc long. Ầm. Hắc long bị nhị nha đập từ bầu trời rơi xuống, sau đó rớt vào trong đế thành. Ầm. Cả đế thành run lên kịch liệt, vô số khói bụi phóng lên trời. Trên không trung, nhị nha vọt xuống, chân dẫm lên đầu hắc long. Ầm. Một cước này, trực tiếp dẫm nát đầu của hắc long. Giống như bóng hơi nổ tung. Ngay sau đó, ở dưới vô số người nhìn chăm chú, nhị nha bắt đầu ăn. Lúc này đây, nàng là ăn sống, mà không phải thôn vệ năng lượng. Thịt nhân loại, nhị nha không quá ưa thích, hơn nữa quá nhỏ, ăn không có cảm giác, nhưng thịt của yêu thú không giống, không chỉ ăn ngon, còn có năng lượng. Tinh hoa cả người yêu thú đều ở trong nhục thể, mà tinh hoa của người, thì là tinh khí thần. Cứ như vậy, ở dưới vô số cường giả đế gia nhìn chăm chú, nhị nha bắt đầu ăn. Lúc này tiểu bạch xuất hiện ở cách đó không xa, nhị nha ăn vài miếng, sau đó nhìn về phía tiểu bạch. Muốn ăn không? Tiểu bạch trừng mắt nhìn. Nhị nha suy nghĩ một chút, tiểu trảo nắm về phía bụng của hắc long, rất nhanh, một hạt châu lớn chừng quả đấm xuất hiện ở trong tay nàng. Long nguyên. Đây là vật tốt nhất trên người hắc long. Nhị nha bấm tay điểm một cái, long nguyên rơi vào trước mặt tiểu bạch. Cái này cho ngươi ăn, ăn rất ngon. Tiểu bạch nhìn thoáng qua long nguyên còn dính máu, nàng lắc đầu, cái đồ chơi này quá máu tanh. Nàng thích ăn đồ vật sạch sẽ. Nhị nha ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu bạch. Vật kia là đồ tốt, ăn ngon lắm. Tiểu bạch lau viên long nguyên, rất nhanh, một cỗ linh khí tắm sạch sẽ long nguyên, nàng thu long nguyên vào, sau đó chỉ Dương Diệp ở cách đó không xa. Nhị nha liếc mắt nhìn Dương Diệp, giờ phút này Dương Diệp đang cùng đế liêm giao thủ. Dương Diệp đang ở hạ phong. Nhị nha thu hồi ánh mắt. Ngươi đừng lo lắng Dương ca ca, Dương ca ca càng đánh càng lợi hại, hắn khẳng định có thể đánh thắng được tên kia. Kỳ thật nàng là không dám đi nhúng tay. Dương Diệp ở dưới loại trạng thái này, thật là gặp người nào chém người đó. Đặc biệt là hiện tại, sau khi kiếm của Dương Diệp biến thành lợi hại, là có thể phá vỡ phòng ngự của nàng. Yêu quý sinh mệnh, rời xa Dương ca ca. Đây là ý nghĩ của nhị nha. Ngay lúc này, nhị nha đột nhiên đứng lên, nàng kéo đuôi rồng của hắc long. Không có mùi vị, chúng ta vào trong tháp từ từ ăn. Cứ như vậy, hắc long bị nhị nha kéo vào trong hồng mông tháp. Trên phi thăng đài, lũ yêu vây quanh. Ăn. Nhìn hắc long khổng lồ, lũ yêu đều chảy nước miếng. Đi theo Dương Diệp quá lâu, chúng sắp quên mình là yêu thú. Nhị nha vây quanh đầu kia hắc long đi lòng vòng, sau đó nói. Dùng dùng nướng lên, nướng xong ăn chung. Tiểu Ngưu, người đi dựng giá nướng. Tiểu Long, người tới cắt thịt, cắt nhỏ một chút cho dễ ăn. Tiểu Hổ, người đi tìm đám người Thanh Thi tỷ tỷ xin chút gia vị. Còn Kỳ Lân, người đi tìm một cái nồi tới. Vũ Kỳ Lân. Nồi. Ở đâu tìm ra cái nồi lớn như vậy? Chứng kiến nét mặt của Vũ Kỳ Lân, nhị nha cũng ý thức được vấn đề. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tìm thiết tự mình chế tạo một cái đi. Tự mình chế tạo một cái. Vũ Kỳ Lân nhẹ gật đầu, này thì có thể. Vũ Kỳ Lân quay người rời đi. Chỉ chốc lát, trên phi thăng đài xuất hiện một cái nồi thật lớn, còn lớn hơn cả gian nhà. Nồi sắt hầm hắc long. Cứ như vậy, dưới sự chỉ huy của nhị nha, hắc long bị tháo thành 8 khối, sau đó bỏ vào trong nồi, bắt đầu hầm. Mà ở bên ngoài hồng mông tháp, Dương Diệp vẫn còn đại chiến với Đế Liêm. Giờ khắc này, Dương Diệp và Đế Liêm đã cân sức ngang tài. Càng chiến càng mạnh. Chiến đến thời khắc này, trong lòng Đế Liêm đã có thoái ý. Đế gia và Dương Diệp không có thâm cừu đại hận gì, cho dù Đế gia có thể giết Dương Diệp, nhưng tuyệt đối phải bỏ ra cái giá thê thảm. Đế gia truyền thừa mấy vạn năm, át chủ bài không chỉ có một chút, còn có lá bài tẩy. Nhưng Đế Liêm không muốn dùng. Những át chủ bài kia, là dùng để đối kháng hoang tộc và vĩnh hằng quốc độ. Trận đại chiến kia, là mấu chốt sinh tử của Đế gia. Hơn nữa, Đế gia có lá bài tẩy, Dương Diệp không có lá bài tẩy sao?
khỏi cần phải nói, chỉ là nữ hài vừa rồi kia, liền để cho Đế Liêm có chút kiêng kỵ. Thực lực của Hắc Long, hắn vô cùng rõ ràng, đây chính là thái cổ đại yêu tu luyện trên vạn năm, ở trong thái cổ đại yêu gần thái cổ chân long nhất, nhưng Hắc Long bị tiểu cô nương kia đánh chết rồi. Tuy hắn không biết lai lịch của Nhị Nha, nhưng hắn biết, Nhị Nha không phải nhân loại. Một đại yêu thần bí. Đế Liêm đã có thoái ý, nhưng Dương Diệp ở loại trạng thái này, căn bản là không có cách nói chuyện với nhau. Hơn nữa Dương Diệp càng chiến càng mạnh. Rầm rầm rầm. Trên không đế thành, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Theo thời gian từng chút trôi qua, giờ phút này, Đế Liêm bị Dương Diệp áp chế. Bởi vì kiếm của Dương Diệp càng mạnh hơn, nhanh hơn. Ngay lúc này, ở trên không đột nhiên vang lên thanh âm của Đế Liêm. Khởi trận. Theo thanh âm của Đế Liêm vang lên, dưới đế thành, một luồng sáng từ sâu trong lòng đất phóng lên trời, trực tiếp đánh trúng Dương Diệp. Ầm. Cả người Dương Diệp bị đẩy lui ngàn trượng. Trực tiếp lui ra đế thành. Mà bốn phía đế thành, đột nhiên xuất hiện một màn sáng to lớn, màn sáng gắt gao bao phủ cả đế thành. Cùng lúc đó, ở trên không đế thành đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu trắng, khí tức khủng bố không ngừng từ trong vòng xoáy màu trắng kia chấn động ra. Trên không đế thành, Đế Liêm lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Công! Nói xong, vòng xoáy màu trắng đột nhiên xoay tròn, ngay sau đó, từng chùm tia sáng mang theo lực lượng kinh khủng từ trong vòng xoáy bắn nhanh ra. Cực nhanh! Ngoài thành, song kiếm của Dương Diệp chém xuống. Xuy xuy xuy! Mỗi một kiếm của Dương Diệp rơi xuống, đều cắt nhỏ một tia sáng, nhưng tia sáng rất nhiều, hơn nữa lực lượng trong đó quá mạnh. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị dây dưa đến chết. Đột nhiên, kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp run lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, trực tiếp đâm vào vòng xoáy màu trắng. Ầm, một kiếm này, trực tiếp đâm vòng xoáy màu trắng nổ bể ra. Kiếm sát. Lúc trước Dương Diệp không có sử dụng kiếm sát. Chiến đấu. Dùng lời của kiếm kinh chính là, hắn cần chiến đấu điên cuồng hơn, mới có thể để cho huyết mạch của mình mau sớm kích phát. Cường giả tứ giới bình thường, căn bản không có cách để cho hắn tiến vào loại trạng thái phong ma kia, thật vất vả gặp được Đế Liêm có thể áp chế hắn, hắn tự nhiên sẽ không buông tha. Bởi vậy hắn không có lựa chọn dùng kiếm sát. Nhưng Đế Liêm không cùng hắn sâu lâu, mà muốn dùng trận pháp. Thời điểm này, Dương Diệp bản năng dùng ra kiếm sát. Một đạo phi kiếm, lập tức phá trận. Trên không đế thành, sắc mặt Đế Liêm trầm xuống. Vĩnh Hằng Quốc độ đệ nhất kiếm. Hắn tự nhiên là biết. Xa xa, sau khi Dương Diệp phá trận, hắn tung người nhảy vọt, bay thẳng đến Đế Liêm. Khi đi tới đỉnh đầu Đế Liêm, song kiếm thẳng tắp chém xuống. Ngũ kiếm kiếm vực. Lúc này đây, hắn chơi thật rồi. Hai mắt Đế Liêm híp lại, thân thể nửa ngồi, hai tay hắn kết thủ ấn kỳ dị, ấn thành. Một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể chấn động ra. Kiếm rơi xuống, thủ ấn của Đế Liêm đưa lên đỉnh đầu, những khí tức cường đại kia như có được mục tiêu, trong nháy mắt đều phóng lên trời. Ầm. Ở trên không đế thành, một tiếng nổ tựa như sấm sét nổ vang. Hai người tách ra. Dương Diệp về tới tại chỗ, Đế Liêm lui về phía sau trọn vẹn trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, đột nhiên một đạo phi kiếm lặng yên bắn tới. Phi kiếm. Mắt Đế Liêm híp híp, hai tay chặp lại. Hai tay kẹp lấy phi kiếm, nhưng trong phi kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho Đế Liêm liên tục lùi lại. Đột nhiên, Đế Liêm nhẹ buông tay, đầu có chút lệch lạc. Xuy. Phi kiếm dán gò má hắn xuyên thẳng qua. Phi kiếm xoay một vòng, lại chém quay trở về. Bất quá lúc này đây, lực lượng so với từ kiếm hồ lô bay ra thì chênh lệch rất nhiều. Đế Liêm đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại bức phi kiếm ngừng ngay tại chỗ. Bất quá lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, song kiếm hung ác chạm xuống. Hai mắt Đế Liêm híp lại, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó đạp mạnh. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại dùng hắn làm trung tâm chấn động ra. Cỗ lực lượng này cứng rắn bức lui Dương Diệp, mà sau khi Dương Diệp lui, một đạo phi kiếm xuất hiện ở mi tâm Đế Liêm. Còn kém nửa tấc liền có thể đâm vào mi tâm hắn. Hai tay Đế Liêm lần nữa hợp lại ngăn một kiếm chí mạng này. Nhưng ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau kiếm sát, tay phải cầm kiếm sát xoay tròn. Xuy. Một đôi tay bay ra ngoài, mà bản thân Đế Liêm thì bị lực lượng của kiếm sát chấn đến hơn ngàn trượng.
một kiếm chém hai tay. Xa xa, Đế Liêm gắt gao nhìn Dương Diệp, mặt không biểu tình, Dương Diệp đang định tiếp tục ra tay, đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên. Dương huynh, xin dừng tay. Dương Diệp không có nghe thanh âm này, tiếp tục vọt về phía Đế Liêm. Kính xin An cô nương ra gặp một lần. Thanh âm kia lại vang lên. An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp chém về phía An Nam Tĩnh không có ra tay, nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Thanh kiếm kia cuối cùng không có rơi xuống. Cách đỉnh đầu An Nam Tĩnh tầm 10 xích thì ngừng lại. Thời gian dần trôi qua, phong ma chi ý trên người Dương Diệp đều tuôn trở về trong cơ thể, mạch máu dưới da cũng ở thời khắc này dần dần khôi phục bình thường. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, hắn quay người, ở trước mặt hắn là Hoang Doanh. Hoang Doanh cười nói, chúc mừng, thực lực của Dương huynh lại tăng lên không ít. Dương huynh, có thể nghe ta một lời hay không? Dương Diệp nói, nói đi. Hoang Doanh cười nói, mục đích của ngươi, là tạo hóa tông và vô sinh giáo, đúng không? Dương Diệp gật đầu, phải, bất quá ta không ngại tăng thêm một đế gia. Cách đó không xa, Đế Liêm nghe được những lời này của Dương Diệp, mặt không biểu tình. Hoang Doanh lắc đầu cười cười, hắn nhìn về phía Đế Liêm. Tiền bối, đế gia ngươi và Dương huynh không có thâm cừu đại hận gì, nhưng tạo hóa tông và vô sinh giáo lại bất đồng. Hai thế lực này đã từng vô số lần đuổi giết Dương huynh, tiền bối có thể để cho hai thế lực này đi ra, chuyện của bọn hắn chính bọn hắn giải quyết, được không? Đế Liêm nhìn thoáng qua Hoang Doanh. Bọn hắn đã phụ thuộc đế gia ta. Hoang Doanh cười nói. Tiền bối, ta biết đế gia còn có rất nhiều át chủ bài, cũng biết tiền bối còn có rất nhiều át chủ bài, nhưng đế gia có, Dương huynh không có sao. Khỏi cần phải nói, nữ hài kia, còn có An cô nương, cũng đủ để cho đế gia nhức đầu, không phải sao. An cô nương. Đế Liêm nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, như Hoang Doanh nói, nữ nhân trước mắt này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn Dương Diệp. Còn có nữ hài kia, lực lượng thân thể của nữ hài kia, còn khủng bố hơn long tộc. Nàng cuối cùng có lai lịch gì? Lúc này Hoang Doanh lại nói. Đế Liêm tiền bối, hoang tộc ta và quý tộc đã có hợp tác nhất định, lời nói thật lòng, hoang tộc ta không hy vọng quý tộc xuất hiện phiền toái gì. Đương nhiên, ta cũng không muốn Dương huynh xảy ra phiền toái gì, cho nên ta mới đích thân tới. Đế Liêm nhìn Hoang Doanh. Hoang tộc ngươi đứng bên nào? Hoang Doanh cười nói. Hoang tộc bên nào cũng không đứng. Bất quá. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười cười. Bất quá bản thân ta đứng ở bên Dương huynh. Nghe vậy, hai mắt Đế Liêm híp lại. Câu trả lời này rất có môn đạo a. Người nào không biết Hoang Doanh ngươi bây giờ là thái tử điện hạ của hoang tộc. Ngươi đứng ở bên Dương Diệp, không phải đồng nghĩa với hoang tộc đứng ở bên Dương Diệp sao? Hoang tộc đứng ở bên Dương Diệp. Đế Liêm đương nhiên sẽ không cho rằng đây là vì Hoang Doanh nghĩa khí. Hoang tộc ở giữa Dương Diệp và đế gia lựa chọn Dương Diệp, hiển nhiên hoang tộc càng coi trọng Dương Diệp hơn. Vì cái gì hoang tộc coi trọng Dương Diệp hơn? Còn nữa, vì cái gì hoang tộc buông tha linh tổ trên người Dương Diệp? Coi như Hoang Doanh và Dương Diệp là bằng hữu, nhưng cái này không đủ để hoang tộc buông tha linh tổ. Đây chính là linh tổ. Suy nghĩ hồi lâu, Đế Liêm nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lúc này đây, là đế gia ta thua, tạo hóa tông và vô sinh giáo, ta đã trục xuất bọn hắn ra đế giới. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Đế gia nhận thua. Trong tràng, Hoang Doanh nhìn về phía Dương huynh. Dương huynh không trách ta chứ? Dương Diệp lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không trách Hoang Doanh, bởi vì hắn vốn không có ý định cùng đế gia cá chết lưới rách. Hoang Doanh nói khẽ. Mặc dù đế gia không bằng hoang tộc ta và Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng bọn hắn cũng không đơn giản. Sự tính xấu nhất là, một khi Đế Liêm này không áp chế cảnh giới, phần thắng của Dương huynh tối đa chỉ có 3 thành, mà đế gia, cường giả ngũ giới không chỉ một mình hắn, hơn nữa lão tộc trưởng của đế gia vẫn còn, nếu như hắn đi ra, sự tình sẽ phiền toái hơn. Hoàng đế cùng vị tổ tiên kia của đế gia từng đấu qua. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Trừ lần đó ra, đế gia còn có vài lão quái vật sống sót, một khi đế gia xuất hiện nguy hiểm diệt tộc, bọn hắn đều sẽ ra, mà một khi bức bách bọn hắn, dùng thực lực của Dương huynh bây giờ, căn bản ngăn không được bọn hắn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua đế thành, sau đó nói. Lúc nào các ngươi khai chiến?
dĩ nhiên là chỉ Hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ. Hoang Doanh cười nói, sắp rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đi đâu? Hoang Doanh hỏi. Giết người. Dương Diệp cũng không quay đầu lại. Giết người. Hoang Doanh lắc đầu cười cười. Cùng Dương Diệp tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá hắn vẫn rất rõ ràng tính khí của Dương Diệp. Có thù tất báo. Đây tuyệt đối là một người hẹp hòi, phạm vào hắn, thì đừng mong hắn khoan dung độ lượng. Hoang Doanh xoay người muốn rời đi, lúc này trong đế thành đột nhiên truyền đến một giọng nói. Thái tử điện hạ có thể vào nói chuyện một lát không? Thanh âm của Đế Liêm. Hoang Doanh không do dự, tiến vào đế thành, thời khắc này đế thành một mảnh hỗn độn. Trong thành, trên đường phố, Hoang Doanh và Đế Liêm song song đi tới. Hoang Doanh mở miệng trước. Tiền bối là muốn hỏi lai lịch của hắn. Đế Liêm gật đầu. Lần này đế tộc ta chịu thiệt nhiều như vậy, dù sao cũng phải để cho chúng ta rõ ràng chứ. Hoang Doanh cười nói. Kỳ thật, lai lịch của hắn, ta cũng không quá rõ ràng. Sở dĩ Hoang tộc ta buông tha linh tổ, tự nhiên không phải bởi vì ta, bất quá, đến tột cùng là vì sao, ta không rõ lắm, đây là lời nói thật. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói. Kỳ thật Đế Liêm tộc trưởng nên nhìn thoáng ra, hắn trẻ tuổi như vậy, cũng đã có thực lực như thế, đế gia lựa chọn đối địch với hắn, đúng là không khôn ngoan, ngươi nói phải không? Đế Liêm trầm mặc một lát, sau đó nói. Lúc này đây, là đế gia ta cân nhắc không chu toàn. Nguyên bản ở trong mắt đế gia, mặc dù thực lực của Dương Diệp không tệ, nhưng cũng chỉ bình thường. Nhưng bọn hắn sai rồi, thực lực của Dương Diệp không phải bình thường, mà là rất mạnh. Hoang Doanh khẽ gật đầu. Bây giờ giao hảo cũng không muộn. Nghe nói Vĩnh Hằng quốc độ bắt cha vợ hắn, hơn nữa giống như còn phát ra lệnh truy nã cao nhất. Đế Liêm nói. Hoang Doanh nhìn thoáng qua Đế Liêm. Tin tức của tiền bối rất nhanh. Đế Liêm lạnh nhạt nói. Vĩnh Hằng quốc độ không dễ nói chuyện như đế gia ta. Hoang Doanh cười nói. Vậy thì càng tốt. Nói xong hắn ngừng lại. Trong tộc còn có rất nhiều sự vụ. Vãn bối cáo từ trước. Đế Liêm nói. Vĩnh Hằng quốc độ, không phải là Vĩnh Hằng quốc độ lúc trước rồi. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Hoang Doanh mỉm cười. Hoang tộc ta, cũng không phải hoang tộc lúc trước rồi. Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Tại chỗ, hai mắt Đế Liêm chậm rãi đóng lại, bất kể là hoang tộc hay Vĩnh Hằng quốc độ, thực lực đều trên đế gia. Đế gia cuối cùng dựa vào bên nào? Từ trước đến nay, phàm là đứng sai đội, cơ bản đều diệt tộc. Dương Diệp ly khai đế giới, nhanh chóng liên hệ Nam Ly Mộng, lúc này đây, Nam Ly Mộng không có nói nhảm, rất mau hồi âm. Dương Diệp thu hồi truyền âm phù, thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Vĩnh Hằng Chi Hà. Lúc này ở trên Vĩnh Hằng Chi Hà, có một đám người đang điên cuồng chạy gấp. Nhóm người này, đúng là người của Tạo Hóa Tông và Vô Sinh Giáo. Nhóm người này đang lao về phía Vĩnh Hằng quốc độ. Bị đế gia đuổi ra đế giới, đám người Triệu Vũ Cực rất rõ ràng, bây giờ Vĩnh Hằng quốc độ là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Nếu như không thể để cho người Vĩnh Hằng quốc độ thu lưu bọn hắn sẽ xong đời. Thực lực của Dương Diệp đã cường đại đến cho dù là đế gia cũng phải nhường bước. Trốn. Với đám người Triệu Vô Cực mà nói, hiện tại bọn hắn chỉ có trốn, điên cuồng trốn, chạy tới Vĩnh Hằng Chi Hà. Bên kia, trong hư không, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, kiếm quang cực kỳ nhanh chóng. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, sau đó hắn tiến vào Hồng Mông Tháp. Trên phi thăng đài, Dương Diệp đi tới trên phi thăng đài, ở trên phi thăng đài, mấy con đại yêu đang ngồi quây quần, ở chính giữa là một cái nồi to lớn. Trong nồi đầy thịt, nhị nha còn ở đằng kia chỉ huy. Tiểu Ngưu, thịt còn dư lại cắt nhỏ một chút, tiểu hổ, thả thêm dầu. Còn có hương liệu, cũng thả nhiều một chút, tiểu long, người đi hỏi đám người An tỷ tỷ, hỏi các nàng có muốn ăn thịt rồng hay không. Tiểu long. Lúc này nhị nha nhìn thấy Dương Diệp, ánh mắt nàng sáng lên, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy. Dương ca ca, người thanh tỉnh rồi. Dương Diệp. Nhị nha đi tới trước mặt Dương Diệp, kéo hắn đi tới trước nồi. Dương ca ca, bên trong là thịt rồng, rất thơm, người có muốn nếm thử hay không? Dương Diệp nhìn thoáng qua nồi thịt rồng. Con hắc long kia. Nhị nha gật đầu.
Kỳ thật thịt của tiểu long khẳng định ăn ngon hơn hắc long, nhưng mà không có cách nào ăn nó a. Bất quá còn tốt, thịt của hắc long này miễn cưỡng cũng được, trước chấp nhận một chút đi. Dương Diệp nhịn không được nhìn thoáng qua Nhị Nha, hầm thịt rồng, cũng chỉ có nha đầu này làm được. Khó trách đồ phụ bảo nha đầu này là nha đầu điên. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên chạy tới trước mặt Dương Diệp, trong tiểu chảo của nàng bưng lấy một hạt châu. Đúng là long nguyên kia. Nhị Nha nói. Dương ca ca, đây là đồ tốt, ngươi ăn vào, thực lực sẽ gia tăng rất nhiều. Long nguyên. Dương Diệp do dự một chút, sau đó tiếp nhận hạt châu, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch và Nhị Nha. Các ngươi từ từ ăn, ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp rời Hồng Mông Tháp. Tại chỗ, Nhị Nha thấp giọng nói. Nhất định là đi giết người rồi, Tiểu Bạch. Nhị Nha kéo Tiểu Bạch đi tới trước nồi, giờ phút này nước trong nồi đã sôi trào. Chung quanh, Tiểu Ngưu và Tiểu Hổ còn có Vũ Kỳ Lân nhìn chằm chằm thịt trong nồi. Nước miếng sắp chảy ra. Kỳ thật với bọn hắn mà nói, ăn chín hay ăn sống không có gì khác nhau. Bất quá Nhị Nha được nhân loại nuôi lớn, nàng càng khuynh hướng ăn chín uống sôi. Không có cách nào, phải theo đại tỷ A. Hơn nữa Tiểu Bạch cũng không thích ăn sống, nàng là hoàn toàn cự tuyệt ăn sống. Nhưng nấu chín mà nói, nàng sẽ nếm thử, giống như dê nướng nguyên con. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp gia tăng tốc độ, rất nhanh, hắn đi tới Vĩnh Hằng Chi Hà, nhìn nước sông mờ mịt, Dương Diệp không chút do dự, trực tiếp ngự kiếm qua sông. Vĩnh Hằng Chi Hà chia làm ba khu vực, Hạ Du, Trung Du, Thượng Du, Thượng Du, cũng chính là phần cuối của Vĩnh Hằng Chi Hà, còn được xưng Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, qua Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, có thể chứng kiến vũ trụ bích trướng. Phá vỡ vũ trụ bích trướng, thì sẽ đến Vĩnh Hằng quốc độ. Dương Diệp vượt qua Hạ Du, Hạ Lưu Vĩnh Hằng Chi Hà không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng khi hắn đi vào Trung Bình, phiền toái xuất hiện. Hắn gặp một yêu thú khổng lồ. Yêu thú dưới nước. Yêu thú này hắn nhìn có chút quen mắt, một loại yêu thú hắn đã từng thấy qua, đế ngạc. Yêu thú này hình dạng giống như đế ngạc, bất quá yêu thú trước mắt này màu đen tuyền. Hơn nữa hình thể lớn hơn đế ngạc hắn đã từng thấy gấp bội. Trừ lần đó ra, phần lưng của nó mọc gai, dài khoảng 7 thước, mà số lượng chỉ ít cũng có mấy trăm. Thái cổ đế ngạc. Trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của kiếm kinh. Đây là một thái cổ đế ngạc thuần chính, bá chủ trong nước, cho dù là thái cổ chân long cũng không dám tùy tiện xuống nước đánh với chúng nó, lực chiến đấu của chúng ở trong nước sẽ được tăng trưởng rất lớn. Thái cổ đế ngạc. Dương Diệp nhìn thoáng qua thái cổ đế ngạc, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Để cho ta đi qua. Thái cổ đế ngạc đột nhiên há mồm giống. Một cột nước kích xạ về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đưa tay chém một cái. Xuy. Một kiếm này, trực tiếp cắt cột nước thành hai nửa, bất quá ngay lúc này, một quái vật khổng lồ bay thẳng đến hắn. Đúng là thái cổ đế ngạc. Dương Diệp nhíu mày, giơ kiếm chém. Bành! Một chảm này, Dương Diệp bị thái cổ đế ngạc đụng bay ra ngoài ngàn trượng. Bất quá trên đầu thái cổ đế ngạc xuất hiện một rãnh máu. Bị Dương Diệp chém tổn thương, thái cổ đế ngạc lập tức nổi giận. Nó ngửa đầu rít lên một tiếng, sau đó vọt về phía Dương Diệp, thủy vực sôi trào lên, từng cột nước oanh tới. Những sóng nước này xuất hiện, quả thực là giả thiên tế nhật. Phiên gian đảo hải chân chính. Xa xa. Ánh mắt Dương Diệp dần dần băng lạnh, đang muốn ra tay, lúc này Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương ca ca, ngươi nghỉ ngơi một chút, loại người này, giao cho ta là được. Nói xong, nàng bay thẳng đến đối phương. Dương Diệp. Xa xa, đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, ngay sau đó, vô số sóng nước ầm ầm nổ bể ra, cuối cùng hóa thành mưa to từ không trung chút xuống. Dương Diệp nhìn về phía xa, chỉ thấy Nhị Nha một quyền đánh vào đầu thái cổ đế ngạc, người kia như diều đứt dây bay ra ngoài. Nhưng Nhị Nha không có thu tay lại, nàng tung người nhảy vọt, bay thẳng đến thái cổ đế ngạc. Xa xa, trong mắt thái cổ đế ngạc tràn đầy lệ khí, nó hoàn toàn bị chọc giận. Giống. Thái cổ đế ngạc rít lên, sau đó đụng thẳng tới Nhị Nha. Lựa chọn cùng Nhị Nha cứng rắn va chạm. Một bên, Dương Diệp nhịn không được nhắm mắt. Thái cổ đế ngạc điên rồi. Cứ như vậy, Nhị Nha và thái cổ đế ngạc đụng vào nhau. Cái đụng này, nước chung quanh lập tức phóng lên trời, thẳng vào mây xanh,
mà Thái Cổ Đế Ngạc thì phát ra tiếng kêu rên, lần nữa bay ra ngoài. Lúc này đây, đầu của Thái Cổ Đế Ngạc đã triệt để rạn nứt, có thể thấy rõ ràng huyết nhục bên trong, không chỉ như thế, toàn thân Thái Cổ Đế Ngạc xuất hiện vết rạn rậm rạp chằng chịt. Máu tươi văng khắp nơi. Những nơi nó đi qua, nước biến thành đỏ như máu. Mà xa xa, Nhị Nha vỗ nhẹ nhẹ đầu của mình, đầu nàng hơi chóng mặt, vừa rồi đụng có chút mãnh liệt. Rất nhanh, Nhị Nha lắc cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Thái Cổ Đế Ngạc, nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ Thái Cổ Đế Ngạc, sau đó chỉ mình. Nhị Nha trừng mắt, Tiểu Bạch, ta cảm thấy chúng ta hẳn không cần người đầu hàng, giết chết, sau đó nấu ăn, đây mới là phong cách của chúng ta. Ánh mắt Tiểu Bạch chớp chớp, sau đó vội vàng lắc đầu, tiểu trảo nàng chỉ Thái Cổ Đế Ngạc, tỏ vẻ ra hỏa này có thể thu làm tay chân. Nhị Nha có chút bất đắc dĩ. Nhưng ta muốn ăn nó, trông nó rất ngon. Tiểu Bạch lấy ra một cây kẹo hồ lô đưa tới trước mặt Nhị Nha, tỏ vẻ ngươi có thể ăn mứt quả. Nhị Nha vỗ vỗ cái đầu nhỏ của chính mình. Tiểu Bạch, mứt quả không ngon bằng thịt. Hơn nữa nó là đại yêu, nhất định rất có cốt khí, tin tưởng ta. Nó sẽ không cúi đầu, cũng sẽ không thần phục ngươi. Ngay lúc này, Thái Cổ Đế Ngạc vội vàng nói. Ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý thần phục. Nhị Nha ngây cả người, sau đó nhìn về phía Thái Cổ Đế Ngạc. Bà mẹ nó. Thần phục. Thái Cổ Đế Ngạc không phải ngu xuẩn, hắn biết rõ, lần này mình đã trúng thiết bản rồi. Có thể nói, nếu như không chọn đầu hàng, không hề nghi ngờ, hắn sẽ bị tiểu cô nương trước mắt này ăn sống. Đương nhiên, quan trọng nhất là, tiểu gia hỏa cách đó không xa kia, hình như là linh tổ. Linh tổ. Trong lòng Thái Cổ Đế Ngạc còn có chút không quá chắc chắn. Nghe được lời của Thái Cổ Đế Ngạc, Tiểu Bạch đại hỉ, vội vàng bay đến trước mặt Thái Cổ Đế Ngạc, vỗ vỗ đầu nó, nàng rất hài lòng. Khoảng cách gần chứng kiến Tiểu Bạch, trong lòng Thái Cổ Đế Ngạc lập tức xác định. Linh tổ, trước mắt thật là linh tổ, tiểu trảo của Tiểu Bạch khoa tay múa chân một cái. Ý là bảo Thái Cổ Đế Ngạc nhỏ lại chút. Thái Cổ Đế Ngạc hiển nhiên rõ ràng ý tứ của Tiểu Bạch, thân hình run lên, sau đó rút nhỏ tầm 10 lần. Tiểu Bạch cười cười, càng vui vẻ hơn. Cứ như vậy, Thái Cổ Đế Ngạc bị Tiểu Bạch dẫn tới trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch còn chuyên môn cho nó một phiến hải vực, vùng biển kia, hiện tại chỉ có Thái Cổ Đế Ngạc. Đối với cái này, Thái Cổ Đế Ngạc cực kỳ cao hứng. Nó khống chế tất cả hải vực của thế giới này à. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Nhị Nha đi tới trước mặt Dương Diệp, thành khẩn nói. Dương ca ca, Tiểu Bạch như vậy là không được, nàng làm như thế, ta sẽ ăn ít đi rất nhiều thịt. Dương Diệp, Nhị Nha thấp giọng thở dài. Dương ca ca, người có thể ra sức chút được không? Tiểu Bạch ưa thích mời chào tiểu đệ như vậy, đều là vì ngươi a. Nếu như ngươi mạnh mẽ hơn, nàng sẽ không mời chào tiểu đệ nữa. Nàng không mời chào tiểu đệ. Ta có thể ăn thật nhiều thịt. Cho nên ta tổng kết lại, sở dĩ ta không thể ăn được nhiều thịt, nguyên nhân căn bản đều ở trên người ngươi, là ngươi không thể để cho ta ăn được nhiều thịt, ngươi phải bồi thường, biết không? Dương Diệp trừng Nhị Nha. Có phải ngứa mông hay không? Nhị Nha thè lưỡi, vội vàng chạy vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Nhị Nha đi tới hải vực của Thái Cổ Đế Ngạc. Thái Cổ Đế Ngạc vốn đang thoải mái tung tăng trên mặt nước vội vàng chìm xuống đáy biển. Không dám mạo hiểm a. Tiểu cô nương kia quá kinh khủng. Nhị Nha hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi, tiếp tục hầm thịt rồng. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp tiếp tục tiến lên, lúc này đây, hắn không có gặp được đại yêu gì, đương nhiên trong sông vẫn có rất nhiều đại yêu, đều là tứ giới đỉnh phong. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì Vĩnh Hằng Chi Hà khó đi như vậy. Ở Vĩnh Hằng Chi Giới, không có cường giả ngũ giới, tứ giới chính là đỉnh phong. Mà trong này, đều là yêu thú tứ giới đỉnh phong. Nơi này số lượng không chỉ nhiều, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, có thể nói, cường giả tứ giới bình thường căn bản không có cách chống lại những đại yêu này. Cường giả tứ giới bình thường tới nơi này, không thể nghi ngờ là tìm đường chết. Nhưng hắn một đường đi tới, lại không nhìn thấy đám người Triệu Vũ Cực. Giống như nghĩ đến cái gì? Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh. Dương Diệp tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn tới thượng du của Vĩnh Hằng Chi Hà. Nước sông ở thượng du rất bình tĩnh, tựa như ao tù nước đọng. Không nên bình tĩnh như vậy à.
Bất quá Dương Diệp kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút để ý. Dù sao bên trong có Nhị Nha và Tiểu Bạch, mặc kệ yêu thú gì, không hàng phục được thì đánh. Phải nói trước đánh một trận sau đó lại hàng phục, Nhị Nha hát mặt đen, Tiểu Bạch hát mặt đỏ, các nàng phối hợp rất tốt. Đột nhiên, dòng nước trước mặt Dương Diệp rung động, ngay sau đó, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, nước sông tách ra hai bên. Rất nhanh, một nữ tử nhân ngư xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nữ tử nhân ngư. Tránh ra, không nói lần thứ hai. Nữ tử nhân ngư nhìn Dương Diệp. Nàng là linh tổ sao? Dương Diệp gật đầu. Nữ tử nhân ngư trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Không nên đi tiếp. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử nhân ngư nói khẽ. Những người ngươi muốn đuổi giết kia, vừa rồi đi qua nơi này, bất quá có người bảo vệ bọn hắn, hơn nữa còn lệnh những đại yêu ở Vĩnh Hằng Chi Hà này ngăn cản ngươi. Người của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp hỏi. Nữ tử nhân ngư gật đầu. Rất mạnh, hơn nữa bọn hắn đang chờ ngươi. Chờ ta. Dương Diệp nở nụ cười. Giờ khắc này, hắn xem như đã minh bạch. Người Vĩnh Hằng Quốc Độ bắt Bạch Đế thành lão thành chủ, là vì hấp dẫn hắn đến, mà người Vĩnh Hằng Quốc Độ tiếp dẫn đám người Triệu Vũ Cực, cũng là vì chờ hắn đến. Nói đơn giản, người Vĩnh Hằng Quốc Độ cố ý để cho Dương Diệp hắn tới. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử nhân ngư. Vì sao ngươi nói cho ta biết những thứ này? Nữ tử nhân ngư nói. Năm đó, nếu không phải linh tổ nhân từ, những đại yêu chúng ta đều chết ở trong trận hạo kiếp kia. Trên người ngươi có linh tổ, trực giác nói cho ta biết, ngươi không phải người tội ác tày trời. Bất kể như thế nào ta cũng phải ra nhắc nhở, còn có đi hay không, chính ngươi quyết định. Nói xong, nữ tử nhân ngư muốn đi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Đi theo ta đi. Nữ tử nhân ngư ngây cả người, nhất thời quên trả lời. Dương Diệp tiếp tục nói. Thế giới này, rất nhanh sẽ không yên ổn nữa. Ngươi ở lại chỗ này, rất nguy hiểm, đương nhiên, đi hay không, chính ngươi quyết định. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt nữ tử nhân ngư, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, trong tay bưng lấy một quả trái cây. Hỗn nguyên quả. Nhìn thấy trái cây, yết hầu nữ tử nhân ngư lăn lăn. Cho ta sao? Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, sau đó đưa trái cây cho nữ tử nhân ngư. Nữ tử nhân ngư nhận lấy trái cây, tay có chút run, nàng tự nhiên biết hàng. Một lát sau, nữ tử nhân ngư nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ta đi cùng các ngươi. Dương Diệp bất đắc dĩ, vẫn là Tiểu Bạch dễ dùng a. Cứ như vậy, trong quân đoàn đại yêu của Dương Diệp lần nữa nhiều hơn một thành viên. Nhân ngư đại yêu đi vào Hồng Mông Tháp, rất nhanh thì cùng đám người Thái Cổ Chân Long hòa hợp, cùng Nhị Nha quan hệ cũng không tệ lắm, bởi vì nàng mang đến rất nhiều món ăn ngon ở đáy biển, còn có một chút chân châu ẩn chứa linh khí cực kỳ tinh thuần, Nhị Nha rất ưa thích những chân châu kia, nàng tìm nhân ngư muốn hơn 10 viên. Sau đó mời nhân ngư cùng một chỗ hưởng thụ thịt rồng. Thịt rồng. Nhìn thấy một nồi thịt rồng, còn có hỗn nguyên quả trong tay mình, nữ tử nhân ngư lần thứ nhất tin tưởng người tốt có hảo báo. Nguyên bản nàng chỉ vì nhớ ơn, bởi vậy mở miệng nhắc nhở Dương Diệp và Linh Tổ, nhưng thật không ngờ, một cử động thiện ý, lại để cho tương lai của nàng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn nàng tới tứ giới đã là đỉnh phong nhất. Nhưng bây giờ, có trái cây kia, có Linh Tổ, ngũ giới giống như cũng không có gì khó khăn a. Trên phi thăng đài, một đám đại yêu vây quanh nồi lớn bắt đầu ăn thịt. Tiểu Bạch cũng thỉnh thoảng nếm một miếng nhỏ, cảm thấy mùi vị không tệ, vì vậy lại ăn thêm. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp gia tăng tốc độ, tiếp tục đi tới. Hắn biết, ở phía trước có cái gì đang chờ hắn, rất rõ ràng mình phải đối mặt cái gì. Rất nhanh, Dương Diệp thấy được phần cuối, ở phần cuối có một cây cầu. Cầu dài chừng 5 dặm, từ mặt sông nối thẳng xa xa. Dương Diệp xuất hiện ở trên cầu có một hàng chữ. Vĩnh Hằng Quốc Độ chờ ngươi, Thiên Tú. Thiên Tú. Dương Diệp đi tới trước hàng chữ kia, nhìn hàng chữ kia hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười. Ngươi quả nhiên đi Vĩnh Hằng Quốc Độ. Khi biết Thiên Tú không có vẫn lạc, Dương Diệp biết rõ, nàng sẽ đến Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa. Mỉm cười, bước nhanh hơn. Dương Diệp mới vừa đi tới một nửa, đột nhiên nước sông hai bên sôi trào, rất nhanh, những nước sông này vén lên, tạo thành một màn nước,
màn nước này triệt để bao phủ Dương Diệp. Mà ở trên màn nước thì xuất hiện vô số phù lục thần bí, những phù lục này theo thủy lưu dần dần lưu động. Không chỉ như thế, thế giới trong màn nước biến thành một hư không thế giới. Tự thành thế giới. Ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một người, đúng là Triệu Vũ Cực. Triệu Vũ Cực cười lạnh. Dương Diệp, người biết đây là cái gì không? Đây là... Dương Diệp đột nhiên chém ra một kiếm. Một tia kiếm quang lóe lên, kiếm quang trực tiếp xuyên qua thân thể của Triệu Vũ Cực. Nhưng Triệu Vũ Cực vẫn còn. Không phải bản thể. Dương Diệp nhíu mày. Xa xa, Triệu Vũ Cực cười lạnh. Không nên uống phí công sức. Đây không phải bản thể của ta, chỉ là một hình chiếu. Dương Diệp, này chính là thủy mạc kết giới do một vị siêu cấp cường giả thiết trí. Đây là một thế giới độc lập, đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, đây là một thế giới trung đẳng, một thế giới trung đẳng tạm thời. Ha ha, một thế giới trung đẳng tạm thời, có thể để cho một vị cường giả ngũ giới không cần áp chế cảnh giới của mình. Thế giới trung đẳng tạm thời. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, ý tứ của Triệu Vũ Cực hắn tự nhiên hiểu, nói cách khác, đến chặn giết Dương Diệp hắn, là một vị cường giả ngũ giới của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cường giả ngũ giới chân chính. Triệu Vũ Cực lại nói. Dương Diệp, vị cường giả ngũ giới kia của Vĩnh Hằng Quốc Độ lập tức sẽ đến, tất cả mọi người của Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo sẽ ở bên ngoài nhìn ngươi chết, chờ đợi tử vong đi. Nói xong, Triệu Vũ Cực dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trong thủy mạc kết giới, chỉ còn Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có phá giới, mà hai mắt chậm rãi đóng lại, cầm kiếm mà đứng. Rất nhanh, một trung niên trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cường giả ngũ giới. Khí tức thâm trầm như biển, vô biên vô hạn, một cỗ áp lực vô hình xuất hiện ở trên người Dương Diệp. Trong Hồng Mông Tháp, Nhân Ngư đột nhiên nói. Cần đi ra hỗ trợ không? Nhị Nha hung hăng cắn một miếng thịt, sau đó lắc đầu. Không cần, Dương ca ca lợi hại lắm, nếu như Dương ca ca cũng đánh không lại, chúng ta ra ngoài khẳng định càng đánh không lại. Hơn nữa coi như muốn đánh, cũng phải ăn no mới có thể đánh. Đến, chúng ta ăn trước. Lũ yêu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt, đang muốn nói, đột nhiên Nhị Nha xé một miếng thịt đưa tới trước miệng Tiểu Bạch. Miếng này ăn rất ngon. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng lo ăn thịt. Bởi vì ở trong lòng Tiểu Bạch, Dương Diệp lợi hại nhất, trừ khi nàng tận mắt nhìn thấy Dương Diệp bị đánh ngã, bằng không thì ở trong thế giới của nàng, Dương Diệp là lợi hại nhất. Về phần thực lực của Dương Diệp gì gì đó, nàng hoàn toàn không có khái niệm. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cùng Trung Niên tương đối, hai người cách bất quá mấy trượng, rất gần. Trung Niên nói, nữ nhân ngươi giết kia, là thuộc hạ của ta. Nói thật, khi biết nàng bị ngươi chém giết, ta rất khiếp sợ. Bây giờ ngươi là đạo chân cảnh, đương nhiên, ngươi đang tận lực áp chế cảnh giới của mình, nhưng vẫn để cho ta rất khiếp sợ. Chúng ta biết, ngoại trừ ngũ giới, phái tử giới đến, đơn giản là chịu chết. Cho nên ta tới. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười cười. Gặp ngươi, ta biết, cho dù là ta đích thân tới, cũng không có hoàn toàn chắc chắn giết ngươi. Tối đa bảy thành, nhưng với ta mà nói, cái này đã đủ rồi. Dương Diệp nói, ta đi qua hoang tộc, bọn hắn để ta thật bất ngờ. Ta cảm thấy, bọn hắn có một điểm cực kỳ tốt, chính là hoang tộc bọn hắn chỉ tin tưởng mình, chỉ biết dựa vào mình. Bọn hắn sẽ không gửi gắm hy vọng trên thân người khác, càng sẽ không gửi gắm hy vọng ở trên người một vị linh tổ tương lai. Vĩnh Hằng Quốc Độ các ngươi thì sao? Trung Niên cười nói, kỳ thật ngươi sai rồi, chúng ta cũng không có gửi gắm hy vọng ở trên người linh tổ, chúng ta muốn linh tổ. Có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như không muốn nàng rơi vào trong tay hoang tộc. Hơn nữa linh tổ, nên đứng ở bên chính nghĩa, không đúng sao? Chính nghĩa? Dương Diệp bật cười. Vĩnh Hằng Quốc Độ chính nghĩa? Vì cái gì hoang tộc xâm lấn các ngươi, trong nội tâm các ngươi không rõ ràng sao? Trung Niên đi đến một bên, hắn nhìn đám người Triệu Vũ Cực. Vĩnh Hằng Quốc Độ không cho người vạn giới tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, vạn giới sẽ phản kháng. Cái này thật ra đã sớm ở trong dự liệu của các tiền bối. Nhưng ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào? Mở đại môn của Vĩnh Hằng Quốc Độ ra, để cho tất cả mọi người đi vào. Không được sao? Dương Diệp hỏi lại. Trung Niên lắc đầu cười cười. Quá trẻ tuổi, Dương Diệp, người từ tiểu thế giới đi đến bây giờ, đã trải qua rất nhiều rất nhiều.
ta lại hỏi ngươi, sở dĩ một thế giới diệt vong, nhiều khi là bởi vì sao? Thế giới diệt vong? Dương Diệp nhíu mày, chờ đợi hắn nói. Trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Nhiều khi, một thế giới hủy diệt, cũng không phải bởi vì ngoại lực, cũng không phải bởi vì thiên mệnh. Nhiều khi, kỳ thật là vì nhân loại chúng ta tự mình tìm đường chết. Cướp đoạt, mỗi người đều đang điên cuồng cướp đoạt thế giới của bọn hắn. Tài nguyên của một thế giới, nó không phải vô cùng vô tận, cho dù là thế giới cao đẳng, ví dụ như Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng không phải vô cùng vô tận. Nói đến đây, hắn cười cười. Có lẽ ngươi không biết, lúc trước những người làm chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ sớm nhất kia, kỳ thật bọn hắn đến từ vạn giới. Khi bọn hắn tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, bọn hắn tụ chung một chỗ, làm ra một quyết định, cái kia chính là đóng cửa Vĩnh Hằng Quốc Độ, hơn nữa không ngừng tăng cường vũ trụ bích chướng của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vì vậy người vạn giới không thể đơn giản tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Có lẽ ngươi cảm thấy ích kỷ, nhưng thứ cho ta nói thẳng, nếu như lúc trước bọn hắn không làm như vậy, hôm nay sợ là Vĩnh Hằng Quốc Độ đã biến mất từ lâu, coi như không biến mất, khẳng định cũng đã tiến vào thời đại mạt pháp rồi. Dương Diệp nói, cho nên các ngươi làm như thế là chính nghĩa. Trung niên lắc đầu, không có chính nghĩa bất nghĩa gì cả, chính nghĩa, cho tới bây giờ đều là người thắng viết. Người thắng chính là chính nghĩa, trái lại thì là tà ác. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, sở dĩ Vĩnh Hằng Quốc Độ làm như vậy, mặc dù có tư tâm, nhưng tư tâm này làm cho Vĩnh Hằng Quốc Độ trường tồn đến bây giờ. Hơn nữa ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, còn có một công ước cường giả. Công ước cường giả? Dương Diệp hỏi. Trung niên gật đầu. Phàm là cường giả thực lực đạt tới trình độ nhất định, một khi bọn hắn vẫn lạc, hoặc đến đại nạn, bọn hắn sẽ tự mình phân giải. Trả lại hết thảy năng lượng và huyền khí cho thiên địa. Lúc trước những tiền bối kia của Vĩnh Hằng Quốc Độ, đều ở lúc vẫn lạc làm như thế. Không chỉ như thế, trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, thật nhiều phù lục đại sư, trận pháp đại sư, không ngừng nghiên cứu làm sao để cho linh khí và tài nguyên tuần hoàn tái sinh. Ngươi nên nghe qua, Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta có một siêu cấp linh mạch, cũng chính là thần linh. Chính bởi vì có sự hiện hữu của nó. Vĩnh Hằng Quốc Độ mới có thể vô hạn trì hoãn thời đại mạt pháp đến. Vì bảo hộ nó, Vĩnh Hằng Quốc Độ bỏ ra rất nhiều tâm huyết và thời gian. Dương Diệp lắc đầu. Thật có lỗi, những thứ này không có quan hệ gì tới ta. Trung niên nói. Ta nói với ngươi nhiều như vậy, tự nhiên là bởi vì những thứ này có liên quan tới ngươi. Vĩnh Hằng Quốc Độ ta cần linh tổ, chỉ có linh tổ và thần linh phối hợp. Mới có thể đúng nghĩa để cho linh khí và tài nguyên của Vĩnh Hằng Quốc Độ vô hạn tái sinh. Tất cả mọi người của Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta đều cần linh tổ. Cho nên linh tổ với chúng ta mà nói, không thể không có. Dương Diệp cười lạnh. Các ngươi cần linh tổ, cho nên liền đoạt, cho nên liền giết. Lúc trước các ngươi truy sát ta không nói gì, dù sao chúng ta đã là tử địch. Các ngươi truy sát ta, không gì đáng trách, nhưng những người ở Vĩnh Hằng Tiên Thôn kia, bọn hắn lại có lỗi gì? Chỉ bởi vì bọn họ nhận thức Dương Diệp ta, nên các ngươi muốn diệt bọn hắn. Đúng không? Trung niên nói. Vĩnh Hằng Quốc Độ, ngoại trừ mạch ta, còn lại phía dưới, có rất nhiều thanh âm bất đồng, có ít người rất cực đoan, việc này. Cực đoan? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Lão tử còn cực đoan hơn các ngươi. Nói xong, Dương Diệp không nói nhảm nữa, thân hình run lên. Hóa thành một đạo kiếm quang bắn tới. Trung niên khẽ lắc đầu, cũng không có nói gì, tay phải vung lên, trực tiếp dùng lòng bàn tay chặn một kiếm kia của Dương Diệp. Nhưng lúc này, hai tay Dương Diệp nắm kiếm mãnh liệt xoay tròn. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của Trung niên, một cỗ lực lượng cường đại chấn động ra. Ầm, cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn trăm trượng, sau đó cả người đụng vào màn nước. Ầm, màn nước run lên. Nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Xa xa, Trung niên nhìn lòng bàn tay của mình, trong lòng bàn tay có một cái lỗ máu thật nhỏ. Đó là bị kiếm đâm xuyên, mới vừa rồi, hắn đã dùng lực lượng bao phủ bàn tay của mình, nhưng vẫn bị đâm xuyên qua. Trung niên nhìn Dương Diệp. Không hổ là Vĩnh Hằng Quốc Độ lờ đệ nhất kiếm, rất sắc bén, nhưng đáng tiếc, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ, không cách nào chính thức triển khai uy lực của nó. Nói xong. Trung niên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại nghiền ép tới. Cỗ lực lượng này tựa như trời sập áp ở trên người Dương Đại Kiệp, cảm giác nặng nề làm cho khí tức của Dương Diệp cứng lại, lục phủ ngũ tạng muốn nổ. Ngay lúc này,
thân thể Dương Diệp đột nhiên hư ảo, sau một khắc, một đạo kiếm quang chém xuống. Kiếm vực. Ở thời khắc mấu chốt này, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực. Sau ngũ kiếm, còn có một kiếm. Lục kiếm kiếm vực. Kiếm thứ sáu rơi xuống. Ầm. Toàn bộ màn nước run lên kịch liệt, cùng lúc đó, trung niên kia bị chấn lùi lại, thân thể đâm vào thủy mạc kết giới mới dừng được. Lúc này đây, bàn tay của trung niên bị bổ ra. Trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, đột nhiên một đạo phi kiếm bay tới. Trung niên giơ tay quét qua. Ầm. Phi kiếm bị quét bay ra ngoài, cùng lúc đó, tay trái nắm chắc thành quyền, oanh về phía Dương Diệp một quyền. Một quyền này, không khí trong thủy mạc kết giới nổ nát vụn, từng âm thanh khí bạo không ngừng vang lên, đồng thời một cỗ lực lượng cường đại tràn ngập toàn bộ thủy mạc kết giới. Những lực lượng này, không ngừng bao phủ Dương Diệp. Nếu không phải Dương Diệp ở thời điểm mấu chốt thả ra kiếm ý và kiếm quang ngăn cản, hắn sẽ bị những lực lượng kia xé thành thịt băm. Nhưng cỗ lực lượng này quá mạnh rồi, kiếm ý và kiếm quang của Dương Diệp không ngừng bị những lực lượng kia xoắn giết. Trung niên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Thực lực của ngươi xác thực không tồi, nếu như ta áp chế cảnh giới, hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, nhưng đáng tiếc, ở chỗ này, ta không cần áp chế cảnh giới. Nói xong, trung niên giơ tay phải lên, tất cả lực lượng tụ ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, thời điểm bàn tay của trung niên muốn rơi xuống, Dương Diệp nguyên bản đau khổ chống đỡ tung người nhảy vọt, hung ác bổ đến một kiếm. Hai mắt trung niên híp lại, tay phải từ trên xuống dưới vẽ một cái. Kiếm chí. Ầm. Kiếm của Dương Diệp mới vừa dứt, cả người hắn liền bay ra ngoài, bất quá lúc này đây, trung niên cũng bị chấn liên tục lùi lại, sau khi dừng lại, khóe miệng trung niên tràn ra máu tươi. Lục kiếm kiếm vực. Vừa rồi một kiếm kia, là lục kiếm kiếm vực chồng chất, uy lực của một kiếm này, cho dù là trung niên cũng không cách nào hoàn toàn gánh vác. Bất quá Dương Diệp thảm hại hơn. Thi triển lục kiếm kiếm vực, là phải trả giá thật lớn, mà hắn trong thời gian ngắn thi triển hai lần, cái giá này rất nghiêm trọng. Sắc mặt Dương Diệp tái nhợt, quanh người xuất hiện vết rạn rậm rạp chằng chịt, máu tươi nhuộm Dương Diệp thành một huyết nhân. Trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Theo như suy đoán của ta, một kiếm như vừa rồi kia, ngươi ít nhất phải thi triển 20 lần mới có thể giết ta, đáng tiếc, ngươi ngay cả một lần nữa cũng không thi triển được, đúng không? Nói xong, trung niên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Lúc này, quanh người Dương Diệp, đột nhiên xuất hiện từng cỗ sát khí nhàn nhạt, sát khí càng ngày càng mạnh. Phong ma chi ý. Sau khi Dương Diệp thi triển ra phong ma chi ý, dưới da hắn, mạch máu đột nhiên rung động, cùng lúc đó, khí tức phong ma chi ý càng ngày càng mạnh. Cả thủy mạc kết giới rung động kịch liệt. Hai mắt trung niên híp lại, lực lượng huyết mạch, lực lượng huyết mạch. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, sở dĩ khí tức của Dương Diệp tăng vọt, nguyên nhân chân chính không phải ý cảnh kia, mà là huyết mạch. Đối với lực lượng huyết mạch, trung niên tự nhiên hiểu rõ. Đây là một loại tồn tại giống như thần thông thuật, thực lực tổ tiên càng mạnh, huyết mạch sẽ càng cao, ẩn chứa lực lượng tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên, còn phải xem người có được huyết mạch có thể kích phát mấy thành. Mà Dương Diệp này, tựa hồ còn chưa chính thức kích hoạt được lực lượng huyết mạch. Trung niên thu hồi suy nghĩ, hai tay của hắn thò ra, sau đó nhẹ nhàng phất một cái. Suy, ở trước mặt Dương Diệp, không gian giống như nước gợn, trong đó từng đạo lực lượng cường đại bành trướng, liên tục không ngừng chấn động ra. Cổ lực lượng mạnh mẽ này, nếu bây giờ ra bên ngoài, đủ để đơn giản phá hủy cả Vĩnh Hằng Chi Hà. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu, hai tay hắn nổi gân xanh, mạch máu vừa thô vừa to, còn có quang mang huyết sắc từ trong đó tràn ra. Chân phải Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh. Ầm. Toàn bộ thủy mạc kết giới run lên kịch liệt, thoáng qua, hai tay Dương Diệp cầm kiếm hung ác bổ xuống. Xuy. Một kiếm này, đủ để khai thiên. Một kiếm rơi xuống, không gian trước mặt Dương Diệp bị xé mở, cùng lúc bị xé nứt còn có lực lượng của trung niên thả ra. Cách đó không xa, trung niên nhíu mày, thực lực của Dương Diệp nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang đi tới trước mặt hắn, hai ngón của trung niên nhẹ nhàng kẹp lại, trực tiếp kẹp lấy đạo kiếm quang kia. Trung niên cũng không có nói nhảm, bước chân hắn xê dịch, thân hình nghiêng một cái, thân thể trực tiếp đánh về phía Dương Diệp, đúng lúc này, đầu gối Dương Diệp kê lên. Ầm, một nhân ảnh bay ra ngoài, đúng là Dương Diệp. Lực lượng của hắn so sánh với trung niên,
còn kém rất nhiều. Bất quá sau khi bay ra ngoài, Dương Diệp lập tức bắn lên, lần nữa vọt về phía trung niên. Lúc này đây, kiếm sát trong tay Dương Diệp đột nhiên vào kiếm hổ lô, trong hai tay hắn phân đừng xuất hiện hai thanh kiếm. Kiếm thủ, kiếm tổ. Song kiếm. Phong ma kiếm pháp. Một hơi 200 kiếm rơi xuống. Tốc độ kia nhanh bực nào. Dày đặc bực nào. Bất quá những thứ này đối với trung niên đều không tạo thành phiền toái gì, bởi vì hắn trực tiếp dùng lực lượng cường đại đánh lui Dương Diệp. Dốc hết toàn lực. Nhưng mỗi lần thối lui, Dương Diệp đều xông lên lần nữa, một lần lại một lần bại lui, một lần lại một lần xông lên. Thời gian dần trôi qua, trong mắt trung niên xuất hiện vẻ ngưng trọng. Dương Diệp không chỉ song kiếm, mà là tam kiếm, bởi vì kiếm hổ lô bên hông hắn thỉnh thoảng sẽ bay ra phi kiếm. Trung niên chân chính coi Dương Diệp là đối thủ cùng cấp bậc. Trong Hồng Mông Tháp, một đám yêu thú và tiểu bạch nhị nha an vị ở trên phi thăng đài, bọn hắn đều đang nhìn bên ngoài, đây tự nhiên là bởi vì Hồng Mông Tháp, chỉ cần Hồng Mông Tháp nguyện ý, người ở bên trong tùy thời có thể quan sát thế giới bên ngoài. Khẩn trương. Tiểu bạch cực kỳ khẩn trương, bởi vì trung niên kia xem ra rất mạnh, hơn nữa mỗi một lần Dương Diệp đều bị đánh bay ra ngoài. Nhị nha vỗ tiểu bạch nhẹ nhẹ, an ủi. Đừng sợ, Dương ca ca sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu bạch nhìn về phía nhị nha, tiểu chảo của nàng quơ quơ, ý là để cho nhị nha hỗ trợ. Nhị nha cười khổ. Tiểu bạch, hiện tại không thể đi hỗ trợ, Dương ca ca điên rồi, hiện tại đi hỗ trợ, hắn ngay cả ta cũng đánh. Tiểu bạch giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nàng biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh, nàng ở phía sau núi tìm được An Nam Tĩnh. Giờ phút này, An Nam Tĩnh cũng đang nhìn bên ngoài, ở trong tay nàng là vô danh thương. Nàng đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Tiểu Bạch lo lắng nhìn An Nam Tĩnh, tiểu chảo chỉ đỉnh đầu. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói. Hắn không có việc gì, đi ăn thịt đi. Ăn thịt. Tiểu Bạch khổ sở, hiện tại nàng nào có tâm tình ăn thịt. Lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên vỗ đầu Tiểu Bạch. Hắn rất mạnh. Còn có thể càng mạnh hơn, tin tưởng hắn. Rất mạnh. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vừa vặn thấy Dương Diệp bị trung niên kia đánh bay ra ngoài. Thấy một màn như vậy, Tiểu Bạch qua, một tiếng khóc lên. Trên phi thăng đài, nhị nha còn đang ăn thịt, bất quá nàng thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhị nha tự nhiên không phải người không có lương tâm, nàng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần Dương Diệp có nguy hiểm tính mạng, nàng sẽ lập tức ra tay. Nàng ở ngay trong cơ thể Dương Diệp, muốn ra tay rất tiện lợi. Mà mấy con đại yêu khác chỉ có thể nhìn, đối với cường giả ngũ giới, chỉ có Thái Cổ Chân Long có lẽ có thể chiến một trận, nhưng đám người tiểu ngưu là hoàn toàn không cách nào chống lại cường giả ngũ giới. Cảnh giới áp chế. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp lại lần nữa bay ra ngoài, nhưng mà sau một khắc, hắn lại vọt về phía trung niên kia. Trung niên và mọi người đều không có phát hiện, hồng mang quanh người hắn càng ngày càng nhiều. Mà ở trong cơ thể Dương Diệp, máu của hắn tựa như bị nấu sôi, bắt đầu sôi trào lên. Trên người Dương Diệp, lực lượng càng ngày càng mạnh. Trung niên kia hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn biết, nếu như lại kéo xuống, sẽ không phải là hắn áp chế Dương Diệp, mà là Dương Diệp áp chế hắn rồi. Mũi chân trung niên nhẹ nhàng điểm một cái, cả người bay thẳng đến, sau một khắc. Trong tay hắn xuất hiện một mâm tròn màu vàng, mâm tròn cực mỏng, như cánh ve, L gần như trong suốt. Đột nhiên hai tay hắn kết thủ ấn kỳ dị, thoáng qua, từng đạo kim quang từ trong mâm tròn chấn động ra. Những kim mang này, nếu như C nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó là hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao thật nhỏ, những lưỡi dao này mỏng hầu như không thấy. Hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao giống như cú cồng phong bạo vũ kích bắn về phía Dương Diệp. Thần khí. Cái mâm tròn màu vàng này là một kiện thần khí. Một cường giả ngũ giới sử dụng thần khí, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của nó. Trong Hồng Mông Tháp, An Nam Tĩnh nhíu mày, trường thương trong tay rung động nhẹ nhẹ, như cảm nhận được chiến ý của chủ nhân. Mà trên phi thăng đài, nhị nha cũng ngừng ăn thịt, mũi chân nàng đang nhẹ nhàng ma sát phi thăng đài. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, giờ phút này Dương Diệp lâm vào trạng thái phong ma, nhưng bản năng vẫn ý thức được nguy hiểm. Hắn lui về phía sau một bước, song kiếm chậm rãi giơ lên, cùng lúc đó, cả người hắn bắt đầu hư ảo, thoáng qua, song kiếm trong tay hắn mãnh liệt rơi xuống. Song kiếm kiếm vực. 10 kiếm,
mặc dù không phải 10 kiếm chồng chất, nhưng cả hai cùng một chỗ bạo phát ra, lực lượng kia không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng. Suy suy, hai kiếm rơi xuống, trong tràng vang lên âm thanh nứt vỡ chói tai, đó không phải chỉ là không gian bị xé nứt, còn có một cỗ lực lượng cường đại bị xé nứt. Rầm rầm rầm, không gian trong thủy mạc kết giới sụp đổ mai một, mà thủy mạc kết giới vây nhốt hai người cũng ở thời khắc này rung động kịch liệt lên, hơn nữa xuất hiện rất nhiều vết rạn. Bên ngoài thủy mạc kết giới, đám người Triệu Vũ Cực thấy một màn như vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà trong lòng bọn hắn càng giật mình tới cực điểm. Ngũ giới, trung niên trong màn nước kia, là cường giả ngũ giới chân chính. Nhưng một vị cường giả ngũ giới như vậy, cũng không thể gạt bỏ được Dương Diệp sao? Dương Diệp này rốt cuộc cường đại đến trình độ nào? Đi không? Bên cạnh Triệu Vũ Cực, Mạc Liên Sinh đột nhiên nói. Đi đâu? Sắc mặt Triệu Vũ Cực có chút tái nhợt. Chạy đi đâu, tuy Vĩnh Hằng Quốc Độ đáp ứng thu chúng ta, nhưng người không thấy sao? Bọn hắn căn bản không có mở vũ trụ bích chướng, mà với thực lực của chúng ta, người cảm thấy chúng ta có thể mở ra sao? Căn bản không có khả năng. Nếu như cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ giết không được Dương Diệp, vậy chúng ta tự mình động thủ, lúc kia chính là thời điểm Dương Diệp suy yếu nhất, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tuyệt đối có thể tru sát hắn. Nghe vậy, mọi người sau lưng Triệu Vũ Cực nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thời khắc này Dương Diệp đã nỏ mạnh hết đà, lại đánh tiếp, coi như Dương Diệp thắng, thân thể cũng sẽ trọng thương. Bọn hắn tuyệt đối có cơ hội. Đám người Triệu Vũ Cực trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trong màn nước, không gian từng khúc sụp đổ mai một, nhưng thủy mạc kết giới vẫn tồn tại. Bất quá đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Mà ở trong thủy mạc kết giới, Dương Diệp và trung niên kia đều bị thương, Dương Diệp bị thương rất nặng, trung niên thì bị thương tương đối nhẹ, nhưng Dương Diệp khôi phục nhanh hơn. Phải nói là rất nhanh. Hai người chiến đấu, đã chuẩn bị kết thúc rồi. Trong thủy mạc kết giới, Dương Diệp bò dưới đất, mà bên kia, thân thể trung niên dựa vào vách tường, trên người hắn trải rộng vết kiếm. Dương Diệp ương ngạnh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên bò lên, nhìn thấy một màn này, hai mắt trung niên hơi híp lại, cùng lúc đó, tay của hắn cũng chậm rãi nắm lại, chỉ có điều cầm không quá chặt. Rất nhanh, hai tay Dương Diệp cầm kiếm đi về phía trung niên, trên người hắn, phong ma chi ý không chỉ không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Mà trên người hắn thì tản ra hồng mang này không phải sát ý, mà là tia máu. Ở dưới da, những huyết dịch kia càng thêm sôi trào. Đã bắt đầu biến chất. Xa xa, hai mắt trung niên chậm rãi đóng lại. Không giết ngươi, Vĩnh Hằng Quốc Độ ta nguy rồi. Nói xong, trung niên đứng lên, sau một khắc, một luồng khí tức cực kỳ cường đại từ trong cơ thể trung niên quét ra. Sau đó hắn vọt về phía Dương Diệp. Răng rắc, thủy mạc kết giới rạn nứt, vết nứt càng ngày càng lớn. Tiêu hao. Giờ khắc này, trung niên dùng bí pháp khu động thân thể của mình. Một kích này, so với lúc trước càng thêm cường đại. Mà xa xa, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ. Ầm, một tia máu cường đại từ quanh người hắn tản ra. Huyết mạch chính thức kích hoạt. Trong Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Để cho ta nhìn xem, vị tổ tiên kia của Dương gia ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu. Lực lượng huyết mạch. Trong cơ thể Dương Diệp, huyết dịch tựa như nham thạch nóng chảy sôi trào, lực lượng huyết mạch trải rộng toàn thân. Không chỉ như thế, trường kiếm trong tay Dương Diệp, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng hồng mang mỏng manh. A! À, một tiếng giống giận dữ từ trong thủy mạc kết giới vang lên, ngay sau đó, hai tay Dương Diệp cầm kiếm mãnh liệt bổ tới. Xuy! Thủy mạc kết giới ầm ầm nổ nát ra. Kết giới biến mất, mà trung niên kia thả ra lực lượng lập tức bị Dương Diệp cắt phá, kiếm tiến quân thần tốc, một tia kiếm quang xuyên thẳng qua trước ngực trung niên. Thân thể trung niên cương cứng. Sau lưng trung niên, đúng là Dương Diệp tay cầm trường kiếm, bất quá rất nhanh, Dương Diệp cũng té xuống. Sức cùng lực tận. Chiến đến bây giờ, hắn chính thức tới cực hạn, bất kể là thần hồn hay thân thể. Giờ khắc này, hắn ngay cả ngón tay cũng không động được. Vừa rồi toàn bộ nhờ một hơi kéo dài, hiện tại một hơi này hết rồi. Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên lao tới mấy chục người. Đúng là đám người Triệu Vũ Cực. Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, hắn cảm nhận được những người chung quanh, nhưng hắn đã không có năng lực xuất thủ.
đau nhức mà vui vẻ. Đây là cảm giác của Dương Diệp ở thời khắc này, đau nhức không phải là đau đớn trên thân thể, mà là thoải mái. Trận chiến vừa rồi, hắn chiến thoải mái đầm đìa, hắn không giữ lại chút nào. Loại chiến đấu này, thật sự quá thoải mái. Đám người Triệu Vũ Cực nhìn Dương Diệp nằm dưới đất, trong mắt hưng phấn, dữ tợn. Dương Diệp đang ở trước mắt, giết hắn đi, mọi sự vô tư. Hơn nữa bọn hắn nhìn ra, thời khắc này Dương Diệp đã nỏ mạnh hết đà. Giết Dương Diệp, không chỉ vô tư, còn có thể được linh tổ, còn có thần khí trên người Dương Diệp. Mọi người càng nghĩ càng hưng phấn. Rất nhanh, đám người Triệu Vũ Cực đi tới trước mặt Dương Diệp, đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở bên cạnh. Là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn đám người Triệu Vũ Cực. Giao cho các ngươi. Trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài, Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Tiểu Long, các ngươi ăn uống chùa của Dương ca ca lâu như vậy, là thời điểm nên xuất lực rồi. Những tiểu lâu la này ta không có hứng thú, giao cho các ngươi. Đám đại yêu nhận được mệnh lệnh, lập tức đi ra Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, khi thấy mấy thái cổ đại yêu, đám người Triệu Vũ Cực mộng bức. Đặc biệt là trước mắt còn có một thái cổ chân long chân chính. Trên bờ vai An Nam Tĩnh, thời điểm Tiểu Bạch chứng kiến bộ dáng của Dương Diệp bây giờ, nàng lập tức khóc lên, rất nhanh, nàng nhìn về phía đám người Triệu Vũ Cực, trong mắt tràn đầy nộ khí, Tiểu Trảo chỉ đám người Triệu Vũ Cực, sau đó làm một động tác cắt đầu. Tiểu Ngưu xông ra ngoài. Nó vĩnh viễn là chấp hành giả trung thành nhất của Tiểu Bạch. Tốc độ của đám người Tiểu Long cũng không chậm, nhao nhao vọt tới. Sắc mặt đám người Triệu Vũ Cực trắng bệch như tờ giấy. Bất quá thời điểm này, bọn hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể nghênh chiến. An Nam Tĩnh, Tiểu Bạch, Nhị Nha không có để ý đám người Triệu Vũ Cực, mà nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này bộ dạng của Dương Diệp cực thảm, thân thể đã đến trình độ tan tành. Cũng may có Hồng Mông tử khí, bằng không thì Dương Diệp đã sớm xong đời. Ngón tay của Nhị Nha đặt ở trên mũi Dương Diệp, một lát sau, nàng quay đầu nhìn Tiểu Bạch và An Nam Tĩnh nhếch miệng cười cười. Còn thở. Tiểu Bạch trừng mắt, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Nhị Nha, người kia vội vàng xin tha. Không không, không dám nói giỡn nữa. Nói xong, nàng ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Tiểu Bạch. An Nam Tĩnh đương nhiên sẽ không so đo với Nhị Nha, nàng chỉ là một hài tử. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, thần sắc khẽ buông lỏng, rất nhanh, nàng nhìn về phía một bên, thân thể trung niên kia còn chưa hoàn toàn biến mất. Trung niên đang muốn nói gì? Một cây trường thương đột nhiên cắm vào đầu hắn. Một bên, Nhị Nha nhìn sợ mất mật, Tiểu Bạch cũng run rẩy. Có thể nói, trong Hồng Mông Tháp đáng sợ nhất không phải Dương Diệp, cũng không phải Nhị Nha và Tiểu Bạch, mà là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh ngồi xổm xuống, nàng muốn đưa Dương Diệp vào Hồng Mông Tháp, nhưng thời điểm tay nàng vừa đụng tới thân thể Dương Diệp, một cỗ hồng mang cường đại từ trong cơ thể hắn chấn động ra, hồng mang chấn An Nam Tĩnh lùi lại mấy trượng. An Nam Tĩnh nhìn tay mình, tay của nàng bị lột một lớp da thật dày. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Lực lượng huyết mạch. Là lực lượng huyết mạch. Ngay lúc này, kiếm kinh xuất hiện ở bên cạnh An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn kiếm kinh nói khẽ. Huyết mạch của hắn đã kích hoạt, phải nói triệt để kích hoạt, hiện tại huyết mạch của hắn đã biến thành phong ma huyết mạch thuần chính nhất như tổ tiên Dương gia. Huyết mạch đang cải tạo thân thể hắn, mà bây giờ... Là bản năng hộ chủ, chúng ta đợi chút đi. An Nam Tĩnh gật đầu, sau đó nàng nhìn xung quanh, mấy con đại yêu đã đại chiến với đám người Triệu Vũ Cực. Nghiền ép, ở dưới thái cổ chân long dẫn dắt, những đại yêu kia quả thật là nghiền ép đám người Triệu Vũ Cực. Trong đó đại bộ phận cường giả đã bị đám người Tiểu Long giết, không đúng, là sống sờ sờ nuốt mất. An Nam Tĩnh thu hồi ánh mắt, nàng xoay người nhìn, ở chỗ không xa, cuối cầu có một vách tường kỳ dị. Đó chính là vũ trụ bích chướng. Kiếm kinh nói khẽ. Đánh vỡ vách tường này, sẽ tới vĩnh hằng quốc độ rồi. An Nam Tĩnh lạnh nhạt nói. Này sẽ là bắt đầu, hay chấm dứt? Hiển nhiên là chỉ chuyện của Dương Diệp. Kiếm kinh trầm giọng nói. Bắt đầu, từ cường giả ngũ giới kia nói với Dương Diệp đến xem, vĩnh hằng vũ trụ rất cần linh tổ, bọn hắn muốn lợi dụng linh tổ để cho linh khí của vĩnh hằng quốc độ tuần hoàn tái sinh. Cái này quan hệ đến vĩnh hằng vũ trụ trường tồn, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Bất quá lúc này đây Dương Diệp tru sát một vị cường giả ngũ giới, bọn hắn sẽ không đơn giản phải người đến nữa,
coi như phái người đến, cũng sẽ phái mạnh. Hơn, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch cách đó không xa, ánh mắt khó được nhu hòa xuống. Người nói nếu bán nàng, có thể bán được bao nhiêu tiền? Kiếm kinh, bán linh tổ. Này là bảo vật vô giá a. Rất nhanh, kiếm kinh nở nụ cười, An Nam Tĩnh cũng biết nói đùa. A, ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. An Nam Tĩnh và kiếm kinh quay đầu nhìn, chỉ thấy Triệu Vũ Cực bị Tiểu Long xé thành hai nửa, sau đó nuốt vào. Kết thúc chiến đấu. Đám người Triệu Vũ Cực không có một người còn sống. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua đám đại yêu. Chúng cần chiến đấu. Kiếm kinh gật đầu, nếu như những đại yêu này không thường xuyên chiến đấu, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành hổ nuôi. An Nam Tĩnh nhìn về phía Nhị Nha. Sau này, những đại yêu kia quy ngươi quản, ngươi dạy bọn nó. Ân, chính là đánh chúng nó, không đánh chết là được. Nhị Nha, chiến đấu. Bất kể là Tiểu Ngưu hay đám người Thái Cổ Chân Long đều cần chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho chúng bảo trì lực chiến đấu cường đại. Bằng không thì, lâu dài xuống dưới, bọn đại yêu này ngay cả chiến đấu như thế nào cũng không biết. Cứ như vậy, thời gian bi thảm của đám người Thái Cổ Chân Long bắt đầu. Đặc biệt là Thái Cổ Đế Ngạc, bởi vì Nhị Nha nhìn nó khó chịu nhất, hiện tại rốt cuộc có một lý do quang minh chính đại đánh đối phương. Nhị Nha vừa nghĩ tới đó, liền cực kỳ hưng phấn, sau đó nàng gọi đám người Tiểu Long vào Hồng Mông Tháp. Trên phi thăng đài, Nhị Nha chắp hai tay sau lưng, nàng chậm rãi đi qua trước mặt đám người Tiểu Long. Nghĩ đến các ngươi cũng biết, không sai, An tỷ tỷ cho ta một nhiệm vụ, chính là đánh các ngươi, à không đúng, là huấn luyện các ngươi, huấn luyện, các ngươi hiểu không? Không hiểu cũng không sao, dù sao chỉ cần các ngươi hiểu, trong cuộc sống sau này, các ngươi đều giống như ta tiếp nhận huấn luyện. An tỷ tỷ huấn luyện ta, ta huấn luyện các ngươi. Ta huấn luyện các ngươi. Các ngươi không có ý kiến chứ? Nếu như có ý kiến mà nói, cứ nói ra, ta cam đoan sẽ không đánh chết các ngươi. À không đúng, ta sẽ hảo hảo thảo luận, Nhị Nha ta, là một người biết phải trái. Trên phi thăng đài, chúng đại yêu hai mặt nhìn nhau, lúc này Thái Cổ Đế Ngạc đột nhiên nói. Ta không cần huấn luyện. Bạch, các đại yêu hao nhau nhìn về phía Thái Cổ Đế Ngạc. Thái Cổ Đế Ngạc tê cả ra đầu, mình nói sai cái gì sao? Tiểu Ngưu lắc đầu, con cá sấu ngu xuẩn này. Ngay cả khù khờ như Tiểu Ngưu nó cũng nhìn ra, Nhị Nha đang muốn tìm một con giết gà dọa khỉ. Hắn hiện đang lo không có ai ra làm chim đầu đàn, người ngược lại rất tốt, tự mình chạy đến. Nhị Nha đột nhiên đi tới trước mặt Thái Cổ Đế Ngạc. Vì cái gì ngươi không cần huấn luyện? Thái Cổ Đế Ngạc hiển nhiên có chút kiêng kỵ Nhị Nha, nó do dự một chút, sau đó nói. Không cần, ta. Ngay lúc này, Nhị Nha đánh vào trên đầu của Thái Cổ Đế Ngạc một quyền. Ầm. Ở dưới chúng yêu nhìn chăm chú, Thái Cổ Đế Ngạc bay ra ngoài. Xa xa, Thái Cổ Đế Ngạc bò lên, nó căm tức nhìn Nhị Nha. Ngươi. Ngay lúc này, Nhị Nha bay qua một cước đá vào trên đầu Thái Cổ Đế Ngạc, người kia lần nữa bay ra ngoài. Lũ yêu. Cách đó không xa, Thái Cổ Đế Ngạc bò lên, trong mắt Thái Cổ Đế Ngạc tràn đầy lệ khí. Nó bay thẳng đến Nhị Nha. Nhìn thấy một màn này, đám đại yêu lắc đầu liên tục, không dám nhìn thẳng. Rất nhanh, Thái Cổ Đế Ngạc đi tới trước mặt Nhị Nha, sau đó cắn một cái. Hiển nhiên, bản tính yêu thú của Thái Cổ Đế Ngạc bị Nhị Nha kích phát ra. Nhị Nha mặt không biểu tình, phóng lên trời, đánh vào trên miệng Thái Cổ Đế Ngạc một quyền, lực lượng cường đại đánh bay Thái Cổ Đế Ngạc ra ngoài. Không chỉ như thế, trong miệng Thái Cổ Đế Ngạc, vô số răng nanh bay ra, còn có máu tươi. Sau khi Thái Cổ Đế Ngạc bay ra ngoài, Nhị Nha cũng không dừng tay, vọt tới, đá vào trên người Thái Cổ Đế Ngạc một cước. Ầm! Thái Cổ Đế Ngạc kêu rên, lần nữa bay ra ngoài. Trên mặt đất, Thái Cổ Đế Ngạc vừa muốn đứng lên, lúc này một chân của Nhị Nha giẫm trên đầu nó, trong mắt Thái Cổ Đế Ngạc tràn đầy lệ khí và hung quang, nhìn thấy một màn này, Nhị Nha không nói hai lời trở tay vỗ một cái. Ầm, lân phiến của Thái Cổ Đế Ngạc bị đập nứt. Nhị Nha đá vào bụng của Thái Cổ Đế Ngạc một cước, nó liền trượt đến hơn trăm trượng. Nhị Nha đi tới trước mặt Thái Cổ Đế Ngạc, chân dẫm trên đầu nó. Không cần huấn luyện, ngươi nói một chút, ngươi dựa vào cái gì không cần huấn luyện. Lão tử lợi hại như vậy, cũng bị An tỷ tỷ đánh, không đúng,
cũng bị An tỷ tỷ huấn luyện, ngươi yếu như vậy, ngươi còn muốn không huấn luyện, ngươi là nghĩ ở chỗ này ăn uống chùa sao? Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội sắp xếp ngôn ngữ lần nữa, trả lời ta, ngươi có muốn huấn luyện hay không? Yên tĩnh. Trong chàng rất yên tĩnh. Tất cả đại yêu đều đang nhìn Nhị Nha và Thái Cổ Đế Ngạc. Ở trong mắt Nhị Nha, tất cả đại yêu đều thấy được một vật, cái kia chính là sát ý. Sát ý lạnh lẽo, tiểu cô nương này, trong mắt có sát ý. Cho các đại yêu khiếp sợ vô hình. Mà Thái Cổ Đế Ngạc kia, trong mắt đã không còn lệ khí và hung quang. Thời điểm này cậy mạnh ở trước mặt Nhị Nha, kết quả của nó tuyệt đối sẽ rất thảm. Ở trong yêu tộc, kẻ yếu tuyệt đối không thể khiêu khích cường giả, nếu không sẽ chết rất thê thảm. Kẻ yếu phải có giác ngộ của kẻ yếu. Nhị Nha lạnh lùng nhìn Thái Cổ Đế Ngạc, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Chứng kiến ánh mắt của Nhị Nha, trong lòng Thái Cổ Đế Ngạc run lên, không dám có chút do dự nào, vội vàng gật đầu. Huấn luyện, cố gắng huấn luyện. Nhị Nha quay người đi tới trên phi thăng đài. Lũ yêu không dám nói lời nào. Nhị Nha nhìn thoáng qua các đại yêu. Các ngươi nhìn thấy không? Trung niên mới vừa rồi đại chiến với Dương ca ca kia, ta hỏi các ngươi, trong các ngươi, ai có thể đánh thắng được hắn? Dù sao để cho ta đánh, ta khẳng định không đánh lại. Cường giả ngũ giới. Tuy thực lực của Nhị Nha vô cùng cường đại, nhưng thực lực của nàng so với cường giả ngũ giới chân chính, thì vẫn còn có chút chênh lệch, đương nhiên nàng có thể chiến một trận. Bất quá phần thắng rất nhỏ. Cho dù là Dương Diệp, cũng phải ở sau khi kích hoạt huyết mạch mới chém giết được. Hơn nữa Dương Diệp còn có rất nhiều thần khí. Nhị Nha lại nói, như loại cường giả kia, sau này tuyệt đối sẽ không chỉ có một, khẳng định còn có rất nhiều, ta hỏi các ngươi, đụng phải bọn hắn, các ngươi sẽ như thế nào? Trốn, chiến, hay toàn bộ đều muốn Dương ca ca và An tỷ tỷ đi giải quyết? Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta ở nơi này nhìn xem à? Lũ yêu trầm mặc, Nhị Nha lạnh lùng nói. Dương ca ca, An tỷ tỷ còn có Tiểu Bạch để cho chúng ta ở chỗ này, các ngươi cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sao? Tiểu Bạch cho các ngươi trái cây, các ngươi cũng sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên sao? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tiểu Long và Tiểu Ngưu. Tiểu Long, Tiểu Ngưu, Tiểu Hổ, lúc trước các ngươi vì Tiểu Bạch, xém chút chết đi, hai gia hỏa các ngươi còn biết cảm ơn. Nhưng các ngươi phải hiểu. Có rất nhiều người đang có ý đồ xấu với Tiểu Bạch, tựa như người vừa rồi kia, hắn bởi vì Tiểu Bạch mà tới. Mà như loại cường giả kia, sau này khẳng định còn rất nhiều, thậm chí đến mạnh hơn. Nếu như các ngươi không trở nên mạnh mẽ, kết quả cuối cùng hoặc là bị giết chết, hoặc theo không kịp cước bộ của An tỷ tỷ và Dương ca ca, bị bỏ rơi. Tiểu Long và Tiểu Ngưu trầm mặc. Bị bỏ rơi. Đây là chúng tuyệt đối không thể nhịn được. Có lẽ Dương Diệp sẽ không để cho bọn hắn ly khai Hồng Mông Tháp, nhưng khi đó bọn hắn giống như Nhị Nha nói, biến thành ăn uống chùa chân chính. Nhị Nha nhìn về phía Đế Ngạc, Nhân Ngư, còn có Vũ Kỳ Lân. Mấy gia hỏa mới tới như các ngươi phải nhớ, Dương ca ca và An tỷ tỷ thu các ngươi, thực lực của các ngươi rất không tệ, nhưng mạnh hơn An tỷ tỷ và Dương ca ca sao? Không nên coi Tiểu Bạch và Dương ca ca đối tốt với các ngươi là đương nhiên, sau đó yên tâm thoải mái hưởng thụ. Còn có Tiểu Long, Tiểu Hổ, Tiểu Ngưu, các ngươi cũng thế, tâm tính phải nhìn cho rõ ràng. Nữ tử Nhân Ngư trầm mặc nửa ngày, sau đó nhìn Nhị Nha thi lễ. Tiền bối dậy phải. Ở trong lòng nữ tử Nhân Ngư, Nhị Nha này chính là tiền bối. Nhị Nha khoát tay áo. Gọi ta Nhị Nha là được rồi. Nói xong, nàng ngồi xuống. Ta tới hỏi các ngươi, trong này thoải mái không? An nhàn không? Lũ yêu gật đầu. Trong này, chúng đều cải biến vận mệnh của mình. Nhị Nha lại nói. Thế nhưng các ngươi có nghĩ qua, nếu như Dương ca ca và An tỷ tỷ ngã xuống, khi đó các ngươi còn có thể ở trong này sao? Lũ yêu sửng sốt, bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ qua vấn đề này. Nhị Nha nói. Các ngươi phải hiểu rõ, nơi đây, không chỉ là nhà của An tỷ tỷ, Dương ca ca và Tiểu Bạch, cũng là nhà của chúng ta. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này đây Dương ca ca đánh thảm như vậy, thiếu chút nữa thì bị người giết, các ngươi không có ý tưởng gì khác sao? Ta thì có, nếu như ngày nào đó Dương ca ca ngã xuống, chúng ta còn có thể ngồi ở trong này ăn thịt, vô ưu vô lo sao? Lúc này, Tiểu Ngưu đi tới trước mặt Nhị Nha, hắn dương lên Hồng Hoang Khai Thiên Phủ trong tay, tỏ vẻ muốn huấn luyện.
Tiểu Long cũng mở miệng. Nhị nha, trước kia ta không phục ngươi, còn nhìn ngươi khó chịu, cảm thấy ngươi chỉ biết khi dễ chúng ta, nhưng bây giờ ta phục rồi. Nhị nha nhìn lướt qua đám đại yêu, sau đó nói. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cần ma quỷ huấn luyện. Trong này, có linh khí tốt nhất, có trái cây tốt nhất, còn có tiểu bạch, nếu như chúng ta vẫn không thể đột phá mình, trở nên càng mạnh mẽ hơn mà nói, vậy chúng ta chính là phế vật trong phế vật. Đến, hiện tại bắt đầu. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh nói khẽ. Không nghĩ tới trong nội tâm nha đầu này cất giấu nhiều chuyện như vậy. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, nàng cũng có chút bất ngờ, ngoài ý muốn vì nhị nha có thể nói ra những lời kia. Trừ ngoài ý muốn, là vui mừng. Thời gian từng chút trôi qua, tia máu quanh người Dương Diệp rút về trong cơ thể hắn, mà những vết thương trên người hắn kia, cũng biến mất không thấy gì nữa. Chữa khỏi. Rất nhanh, Dương Diệp mở mắt. Như thế nào? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp đứng lên, hắn hoạt động một chút, sau đó nói. Không có gì đáng ngại rồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ta cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Lực lượng huyết mạch. Lúc này Kiếm Kinh đột nhiên nói. Huyết mạch của ngươi đã triệt để kích hoạt. Huyết mạch của ngươi bây giờ, chính là phong ma huyết mạch thuần chính nhất. Trong phong ma huyết mạch này, ẩn chứa phong ma chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà ngươi, tùy thời có thể vận dụng những phong ma chi lực kia. Ngươi bây giờ, sau khi kích phát lực lượng huyết mạch, hoàn toàn không thua một vị cường giả ngũ giới. Ta đề nghị, ngươi không nên áp chế cảnh giới của mình nữa. Không áp chế nữa. Dương Diệp khó hiểu, vì sao? Kiếm Kinh trầm giọng nói. Ngươi không áp chế cảnh giới mình, cảnh giới tăng lên, sẽ để cho thực lực của ngươi toàn phương vị tăng lên, ví dụ như lực cổ lượng huyết mạch. Tuy bây giờ ngươi kích hoạt phong ma huyết mạch, nhưng ngươi không có khả năng hoàn toàn phát huy ra lực lượng huyết mạch này, giống như kiếm sát. Ngươi chỉ có thể triển khai 5 thành thực lực, với ngươi mà nói, chiến lực nhận lấy hạn chế rất lớn. Dương Diệp trầm giọng nói. Bây giờ ta liền đột phá. Kiếm Kinh lắc đầu. Không cần, bây giờ chỉ cần ngươi không tận lực đi áp chế là được. Hơn nữa ngươi áp chế quá lâu, một lần bộc phát hết ra, nhục thể của ngươi tuyệt đối không chịu nổi, không chỉ thân thể không chịu nổi, tâm tình khả năng cũng chịu không được. Cho nên việc này vẫn không thể gấp, cần từ từ tiến dần. Thời gian dần qua sẽ tới. Mà mấu chốt nhất là, người cần phải có một thân thể tốt, thân thể mạnh mẽ, mới có thể thừa nhận lực lượng cường đại hơn. Thân thể. Dương Diệp nhìn thân thể của mình, nhẹ gật đầu, hiện tại thân thể hắn xác thực quá yếu, đặc biệt là đối với cường giả ngũ giới, bây giờ thân thể hắn căn bản không chịu nổi lực lượng của cường giả ngũ giới. Kiếm Kinh cười nói, muốn đi Vĩnh Hằng Quốc Độ không? Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm Kinh chỉ vũ trụ bích trướng. Đánh vỡ vách ngăn này, có thể đến Vĩnh Hằng Quốc Độ rồi. Dương Diệp lắc đầu. Tạm thời không đi. Vì sao? Kiếm Kinh hỏi. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh. Bọn hắn khẳng định còn sẽ phái người tới. Ta sẽ thủ ở chỗ này giết mỏi tay mới thôi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kiếm Kinh. Ngươi muốn đi. Kiếm Kinh gật đầu. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Trễ một chút không được sao? Kiếm Kinh cười nói. Không vội, là ta có chút nóng lòng. Ngươi bây giờ, không thích hợp qua bên kia, một khi bị bọn hắn phát hiện, ngươi chính là dê vào miệng cọp. Ở bên này, bọn hắn còn bận tâm hoang tộc, bận tâm thiên mệnh, nhưng mà ở bên kia, đây chính là lá bài tẩy của bọn hắn cái gì cũng không cần chiếu cố. Ngươi bây giờ, việc cấp bách nhất là tăng lên nhục thể của mình. Tăng lên cảnh giới của mình. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó, thi thể trung niên kia còn trôi lơ lửng. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, một vệt kim quang rơi vào trước mặt hắn. Đúng là mâm tròn màu vàng kia. Thần khí. Lúc trước kiện thần khí này cho hắn phiền toái rất lớn. Cường giả ngũ giới thúc giục thần khí, uy lực kia xác thực rất mạnh. Dương Diệp thu thần khí vào, sau đó đi tới trước vũ trụ bích trướng. Ở bên cạnh vũ trụ bích trướng có 2 thi thể, Dương Diệp nhìn thoáng qua, đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên Kiếm Kinh nói. Là hắn. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Ai? Kiếm Kinh chỉ vào một cỗ thi thể trong đó, nói khẽ. Sư tổ Kiếm Thiên Thành, cũng chính là kiếm chủ ta đã từng chọn. Dương Diệp nhìn về phía thi thể kia, giờ phút này hắn nhớ tới một sự kiện,
thành chủ kiếm thiên thành hiện tại đã từng nhờ hắn một sự kiện, chính là nhờ hắn sau khi đến Vĩnh Hằng Chi Hà, nhìn xem sư tổ của bọn hắn có vẫn lạc hay không. Vẫn lạc. Dương Diệp đi tới trước hai cỗ thi thể kia, trầm giọng nói. Bọn hắn đã tới trước vũ trụ bích trướng, vì sao còn có thể vẫn lạc? Phá không vỡ được vũ trụ bích trướng. Kiếm Kinh trầm giọng nói. Vũ trụ bích trướng này, coi như là một vị cường giả ngũ giới cũng khó phá vỡ. Có thể nói, Vĩnh Hằng quốc độ cho cửa vào này, kỳ thật giống như không cho. Bất quá cũng bình thường, bọn hắn vốn không hy vọng có người tiến vào Vĩnh Hằng quốc độ. Dương Diệp trầm giọng nói. Từ trước đến nay, không ai có thể đi vào sao? Kiếm Kinh khẽ lắc đầu. Chỉ có hai loại người, một loại là người bọn hắn chọn, sau khi những người này tiến vào Vĩnh Hằng quốc độ, sẽ biến thành người của bọn hắn cũng sẽ cho rằng mình là người Vĩnh Hằng quốc độ, còn có một loại người này, ví dụ như Thiên Tú, Tiêu Giao Tử, thực lực của bọn hắn đã đạt đến trình độ nhất định, bọn hắn có thể cưỡng ép đi vào. Nhưng loại người này, sao mà ít? Nói đến đây, nàng nhìn về phía hai thi thể kia. Bọn hắn đến nơi này, nhưng lại phát hiện, vốn là hy vọng biến thành tuyệt vọng. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó có một người đang nhanh chóng bay đến, nhìn thấy người tới, Dương Diệp sửng sốt. Không phải chứ, Tiểu Bạch mau ra đây ăn cướp, không đúng, mau ra đây gặp lão bằng hữu, nhanh. Xa xa, người tới là một lão giả. Một lão giả lưng đeo giỏ trúc. Lão giả tay cầm một cây trúc trượng, trên trúc trượng treo một tấm vải trắng, trên vải có hai chữ, công bằng. Lão giả đeo giỏ trúc. Nhìn thấy người này, Dương Diệp vội vàng kêu Tiểu Bạch ra. Sau khi Tiểu Bạch xuất hiện, ở trong móng vuốt của nàng còn cầm một cục thịt, mới vừa rồi nàng đang ăn thịt. Khi thấy lão giả đeo giỏ trúc, Tiểu Bạch nhảy dựng lên, mà lão giả kia ở thời điểm nhìn thấy Dương Diệp và Tiểu Bạch, cũng ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, hắn xoay người rời đi, bất quá Dương Diệp lanh tay lẹ mắt, ngự kiếm xuất hiện ở trước mặt lão giả, sau đó vội vàng thi lễ. Bái kiến tiền bối. Mà Tiểu Bạch thì đã bay đến giỏ trúc ở sau lưng lão giả, hai tiểu chảo gắt gao cầm lấy dương nhỏ. Mà cái dương kia dường như đang trả lời Tiểu Bạch cái gì đó, sắc mặt lão giả đen lại. Chúng ta quen biết sao? Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Tiền bối nói đùa. Mặt lão giả càng đen. Tiểu tử, ta không có nói đùa, chúng ta không biết nhau à. Nói xong, hắn quay người muốn đi, đúng lúc này, sau lưng hắn Tiểu Bạch đột nhiên vỗ tiểu chảo một cái, giỏ trúc run lên, có đồ vật gì đó muốn chạy đến. Lão giả đeo giỏ trúc quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch trừng mắt, tiểu chảo chỉ giỏ trúc, ý là để cho lão giả lưu giỏ trúc lại. Lão giả đeo giỏ trúc đen mặt. Nó là của ta. Tiểu Bạch chỉ giỏ trúc, sau đó chỉ mình. Lão giả đeo giỏ trúc lập tức nhảy dựng lên. Cái gì, ngươi nói cho rõ ràng, ngươi nói một chút, nó làm sao lại là của ngươi? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo chỉ giỏ trúc, sau đó chỉ lão giả đeo giỏ trúc, ý là, ngươi nói một chút, tại sao nó là của ngươi? Lão giả ngây ngẩn cả người, một lát sau, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ý tứ của nàng là muốn ta chứng minh cái giỏ trúc này là của ta. Dương Diệp gật đầu. Lão giả nhảy dựng lên. Đây chính là của ta. Ta chứng minh cọng lông. Tiểu Bạch cũng đột nhiên nhảy dựng lên. Nàng chỉ giỏ trúc, sau đó chỉ mình, tỏ vẻ cái kia chính là của nàng. Lão giả tức giận râu ria run rẩy. Tiểu gia hỏa, ngươi chơi lưu manh có phải hay không? Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối. Ta cảm thấy cái này có chút không công bằng. Không công bằng. Lão giả quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử ngươi có ý gì? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó chỉ Tiểu Bạch nói. Tiền bối nên biết thân phận của nàng a. Lão giả nhếch miệng. Biết rõ thì nhớ nàng là linh tổ, không biết, còn tưởng nàng là lưu manh đây này. Tiểu Bạch. Dương Diệp ngượng ngập cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Ở trong lòng linh tổ, thiên địa vạn vật đều có sinh mạng, chúng đều là vật vô chủ, phải nói, chúng lựa chọn đi với ai, nó là của người đó, cái giỏ trúc này là của tiền bối, bất quá nàng cảm thấy nó là của nàng, như vậy đi, tiền bối để cho giỏ trúc tự chọn, nhìn xem nó muốn đi với ai, được không? Lão giả khó thở. Ta nói vì sao nàng sẽ lưu manh như vậy, nguyên lai là ở cùng một đại lưu manh a.
dựa vào cái gì cầm đồ đạc của ta tới chọn? Sao ngươi không cầm đồ đạc của ngươi ra chọn? Ngươi! Nói đến đây, Dương Diệp đã lấy ra tất cả thần khí, kể cả siêu thần khí cũng lấy ra. Lão giả ngây ngẩn cả người. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Tiền bối nói đúng, để cho công bằng, hẳn là ta để chúng ra chọn trước. Nói xong, hắn nhìn về phía đống thần khí kia. Các ngươi chọn đi, Dương Diệp ta dùng nhân phẩm cam đoan, nếu như các ngươi muốn đi theo tiền bối, Dương Diệp ta tuyệt đối không ngăn trở. Ta sẽ thành toàn các ngươi, nói được thì làm được. Những thần khí kia khẽ run lên, rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của lão giả đeo giỏ trúc, toàn bộ bay đến trước mặt Tiểu Bạch. Toàn bộ lựa chọn Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, cười cực kỳ sáng lạn. Những thần khí này đương nhiên chọn nàng, bởi vì mỗi ngày nàng đều sẽ thăng linh cho chúng nó a. Tiểu Bạch và Dương Diệp nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc, ý bảo nên tới lượt lão giả. Lão giả chỉ Dương Diệp và Tiểu Bạch. Lưu manh, hai người các ngươi đều là lưu manh. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên lấy ra một quả trái cây, nàng đưa trái cây đến trước mặt lão giả, tiểu chảo chỉ. Hỗn nguyên quả. Lão giả ngây cả người, sau đó nói. Vẫn còn, không đúng, quả này so với hai quả ta cho ngươi còn lớn hơn rất nhiều, cũng càng thành thục hơn, không phải là hai quả ta cho ngươi kia, ngươi từ đâu lấy được. Tiểu Bạch chỉ mình. Lão giả im lặng, nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp nói. Là nàng dùng hạt của hai quả kia trồng ra. Không có khả năng. Lão giả lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng, đây tuyệt đối không thể. Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, không sai, người khác là tuyệt đối không có khả năng, nhưng Tiểu Bất Điểm trước mắt này rất có thể. Đây chính là linh tổ nha. Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Ta có thể nhìn chúng một chút không? Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp do dự một chút, sau đó gật đầu. Lão giả trước mắt này, biết rõ hết thảy át chủ bài của hắn, biết rõ hết thảy bí mật của hắn, thực lực đối phương càng vượt xa hắn, nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, hắn căn bản ngăn không được. Đây là trực giác của hắn. Cứ như vậy, Dương Diệp và Tiểu Bạch mang theo lão giả đeo giỏ trúc đi tới Hồng Mông Tháp, phía sau núi Kiếm Tông. Thời điểm lão giả đeo giỏ trúc chứng kiến hai cây hỗn nguyên thụ, lão giả chậc chậc tán thưởng. Khó có thể tưởng tượng, vậy mà thật là hỗn nguyên thụ, thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ a. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, thật sự rất lợi hại. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, con mắt phụng trộm liếc giỏ trúc sau lưng lão giả. Lão giả đeo giỏ trúc nhìn lướt qua bốn phía, lại nói. Đây là một tiểu thế giới, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Lão giả đeo giỏ trúc nhìn thoáng qua hai cây hỗn nguyên thụ trước mặt, hắn do dự một chút, sau đó nói. Cấp bậc của chúng quá cao, ở chỗ này, thế giới này căn bản không có cách nào dung nạp chúng, lại qua một đoạn thời gian, lực lượng của chúng sẽ phá hư thế giới này. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước cây hỗn nguyên thụ, tiểu chảo chỉ hai cây hỗn nguyên thụ, tỏ vẻ chúng là của nàng. Lão giả đeo giỏ trúc mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ không mang chúng đi. Chúng ly khai ngươi, qua không được bao lâu sẽ héo rũ, không có ngươi, coi như dẫn chúng nó đi vĩnh hằng quốc độ, chúng cũng không sống nổi. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Thế giới này, có thể vững chắc hơn một chút. Nói xong, hai tay của hắn khẽ nâng lên, trong chốc lát, cả Hồng Mông Tháp bắt đầu rung động kịch liệt, thời gian dần trôi qua. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và Tiểu Bạch, không gian trong Hồng Mông Tháp bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kết cấu không gian, kết cấu vật chất đều đang thay đổi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trong Hồng Mông Tháp khiếp sợ. Kể cả Dương Diệp và An Nam Tĩnh, còn có Kiếm Kinh gắt gao nhìn lão giả đeo giỏ trúc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì nàng phát hiện, thế giới này đang lột xác. Từ tiểu thế giới bắt đầu chậm rãi lột xác. Mà bây giờ, thế giới này đã biến thành thế giới hạ đẳng. Nhưng nó vẫn còn tiếp tục lột xác. Ước chừng sau nửa canh giờ, lão giả thu hai tay. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, khẽ gật đầu. Thế giới trung đẳng, có thể miễn cưỡng để cho chúng nó trưởng thành. Thế giới trung đẳng. Dùng sức một mình, biến tiểu thế giới thành thế giới trung đẳng giống như hoang tộc, lão giả này cuối cùng có lai lịch ra sao? Thực lực mạnh như thế nào? Trong lòng đám người Dương Diệp cực kỳ khiếp sợ. Lão giả nhìn thoáng qua đám người Dương Diệp,
sau đó nói. Đều là chút trò mèo, không có gì phải khiếp sợ cả. Dương Diệp cười khổ. Tiền bối, những thứ này không phải trò vặt gì à. Thế giới trung đẳng. Dương Diệp cười khổ, thực lực của lão giả này, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cuối cùng cường đại tới loại trình độ nào, mới có thể cứng rắn cải biến một thế giới. Lão giả không có nói gì, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, thấp giọng thở dài. Có lẽ cái này gọi là duyên phận, còn giỏ trúc, ta không cách nào cho ngươi. Bất quá đã có duyên, hơn nữa ngươi còn là hóa thân của Chí Thiện, không để lại chút gì đó, ta cũng không thể nào nói nổi, ngươi cũng sẽ không để cho ta đi. Nói xong, hắn bấm tay điểm một cái, một tia bạch quang xông vào mi tâm Tiểu Bạch. Đây là gì? Dương Diệp vội hỏi. Lão giả nói. Đây là một tia lực lượng, sẽ ở thời điểm nàng gặp nguy hiểm không thể địch phóng xuất ra, hẳn sẽ có trợ giúp cho nàng. Nhưng ánh mắt Tiểu Bạch vẫn nhìn chằm chằm vào sau lưng lão giả. Nhìn thấy một màn này, lão giả đeo giỏ trúc cười khổ. Người a, chỉ biết nhớ thương bảo bối của ta. Nói xong, tay phải hắn vỗ giỏ trúc nhẹ nhẹ. Rất nhanh, một quả trái cây xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sờ lên trái cây. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Lão giả cười nói. Đây là thiên dưỡng quả, chính là một loại trái cây trời sinh đất dưỡng. Hiệu quả còn tốt hơn hỗn nguyên quả, ta cũng không nhiều, cái này cho ngươi, nếu như có thể mà nói, ngươi bồi dưỡng nó ra, như vậy lợi ích sẽ cực kỳ to lớn. Cái mũi Tiểu Bạch ngửi ngửi trái cây kia, sau đó nàng thu hồi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía giỏ trúc. Lão giả cười khổ. Tiểu tổ tông. Ta chỉ có chút của cải để dưỡng già, người thương xót, bỏ qua cho ta đi. Tiểu Bạch. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Nhanh đa tạ tiền bối. Làm người phải có chừng có mực. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua lão giả đeo giỏ trúc, sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng quơ quơ. Lão giả đeo giỏ trúc cười nói. Mà thôi, liên tục hai lần gặp được các ngươi, duyên phận này, mặc dù có chút không bình thường. Nhưng là duyên phận không cách nào chối bỏ. Nói xong, hắn buông giỏ trúc xuống, mở giỏ trúc ra, hắn từ bên trong lấy ra một cái ấn. Đây là... Dương Diệp vội hỏi. Lão giả cười nói. Chư thiên ấn, có thể phá hủy tất cả trận pháp, kết giới, cùng với tất cả vũ trụ bích chướng ta đã biết, đương nhiên, quan trọng nhất là... Trọng yếu hơn là cái gì? Dương Diệp vội hỏi. Lão giả đeo giỏ trúc mỉm cười. Ấn này... Có được lực lượng 10 giới, lực lượng 10 giới này, là lực lượng của 10 thế giới trung đẳng chân chính, nếu như ngươi thoáng một phát phóng ra, coi như là một vị cường giả ngũ giới cũng bị ngươi lập tức miểu sát. Lực lượng 10 giới. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiền bối, sau ngũ giới, là lục giới sao? Lão giả đeo giỏ trúc lắc đầu. Không phải. Vậy là cái gì? Dương Diệp hỏi. Lão giả đeo giỏ trúc suy nghĩ một chút. Sau đó nói, phá giới cảnh phân từ 1 đến 5, mà sau 5. Một vị cường giả, sau khi một kích có thể phá 5 thế giới, lực lượng của bọn hắn sẽ đạt được lột xác, phải nói là một biến chất, sau đó tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, lĩnh vực này, thế nhân xưng là chủ. Chủ. Dương Diệp khó hiểu. Lão giả đeo giỏ trúc nhẹ gật đầu. Trên giới chân, chính là giới chủ, người hẳn biết a. Dương Diệp gật đầu. Biết rõ. Lão giả đeo giỏ trúc nói. Giới chủ cảnh, coi trọng chính là một người nắm giữ được lực lượng của một thế giới, trong cơ thể tự thành một tiểu thế giới. Nhưng sau ngũ giới, lực lượng của bọn hắn sẽ đạt được lột xác, cái lột xác này, không đơn giản chỉ là một giới, mà có thể là vô số giới. Cho nên xóa chữ giới, chỉ còn chủ cảnh. Đến, ta biểu diễn cho ngươi biết ba cảnh giới này khác nhau một chút. Nói xong, lão giả thò tay nắm chắc. Cả hồng mông tháp đột nhiên chấn động. Lão giả nhìn về phía Dương Diệp. Giới chủ cảnh, chiêu thức ấy của ta, là chính thức nắm giữ lực lượng một thế giới, đương nhiên, chỉ có thể coi là thế giới hạ đẳng. Nói xong, tay hắn mở ra, hóa trưởng, nhẹ nhàng đè xuống. Cả thế giới của hồng mông tháp trực tiếp hư ảo. Lão giả thu tay lại. Đây là phá giới, lực lượng một trưởng, có thể phá thế giới. Tiếp đó hai tay lão giả nhẹ nhàng đẩy tới trước. Cái đẩy này, phảng phất như muốn đẩy ngã cả thế giới. Đám người Dương Diệp chính là loại cảm giác này. Hơn nữa bọn hắn tin tưởng, nếu như lão giả nguyện ý, hoàn toàn có thể đẩy ngã thế giới này.
Lão giả thu tay, toàn bộ thế giới khôi phục bình thường. Lão giả đeo giỏ trúc nói. Chủ cảnh, người có thể cho là như thế, người đạt tới chủ cảnh, bọn hắn không đơn thuần là có được lực lượng, mà còn lĩnh ngộ thế giới pháp tắc cao hơn, hơn nữa hiểu được vận dụng thế giới pháp tắc. Bọn hắn chính thức vượt ra phạm vi của lực lượng và tốc độ, trừ khi người có được tốc độ hoặc lực lượng tuyệt đối. Mà người có thể có được tốc độ và lực lượng tuyệt đối, loại người này, bình thường đều đạt đến chủ cảnh. Dương Diệp lắc đầu. Vẫn còn có chút không rõ. Lão giả cười nói. Cũng phải, ta nói hơi phức tạp. Nói đơn giản chính là, chủ cảnh, mình là chúa tể lực lượng, mình là chúa tể thế giới. Ví dụ như ngươi, ngươi ở trong vĩnh hằng chi giới này, kỳ thật ngươi vẫn ở trong cái vòng tròn này, tuy ngươi có thể một kiếm phá hỏng thế giới này, nhưng ngươi vẫn ở trong cái vòng tròn ấy. Mà chủ cảnh, nó đã nhảy ra khỏi cái vòng tròn này, thậm chí hắn có thể vẽ ra một cái vòng tròn khác, đương nhiên, loại người này rất ít. Một câu khái quát chính là, trong và ngoài vòng tròn. Trong và ngoài vòng tròn. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Người trong vòng tròn, có khả năng giết chết người ở bên ngoài vòng tròn không? Lão giả cười nói. Tự nhiên có khả năng. Người ngoài vòng tròn, bọn hắn chẳng qua là đi trước người ở trong vòng tròn. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn nhất định sẽ mạnh mẽ hơn người ở trong vòng. Còn có một điểm, ta phát hiện ngươi đối với cảnh giới có chút mơ hồ, cái mơ hồ này, là chỉ có chút hiểu lầm đối với hàm nghĩa chân chính của chúng, hoặc có lẽ là hiểu không đúng. Dương Diệp cung kính thi lễ. Xin tiền bối chỉ giáo. Lão giả nói. Ví dụ như phá giới, phá một tiểu thế giới, cũng là phá một thế giới trung đẳng cũng là phá. Mà phá một thế giới cao đẳng, đồng dạng là phá. Người phá một tiểu thế giới, tuyệt đối không có khả năng giết chết một người ở bên ngoài vòng tròn, nhưng trong phá giới cảnh, người có thể phá một thế giới cao đẳng, hắn hoàn toàn có khả năng đánh chết một người ở bên ngoài vòng tròn. Cảnh giới đồng dạng, kỳ thật có tốt có xấu, tựa như một ít học đường trong thế tục, đọc sách giống như, giáo viên giống như, nhưng một trong lớp, thành tích lại có cao thấp có. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Có ít người, bọn hắn áp chế cảnh giới của mình, kỳ thật mục đích thực sự của bọn hắn, là muốn tăng lên tới cực hạn, ví dụ như hắn là phá giới cảnh, hắn muốn lực lượng của mình tăng lên tới có thể phá một thế giới cao đẳng, sau đó mới đi bước tiếp theo, mà không phải vì tăng lên mà tăng lên. Tựa như những học sinh trong thế tục, học một môn học, có người liều mạng học thuộc, vì thành tích mà học, nhưng có người là chân chính đi tìm hiểu, đi nắm giữ, đi hiểu rõ. Hai cái này, có bản chất khác biệt. Thiên Tú. Giờ khắc này, Dương Diệp nghĩ tới Thiên Tú. Không hề nghi ngờ, Thiên Tú thuộc về loại người kia, Tiêu Dao Tử cũng vậy. Lão giả đeo giỏ trúc đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Kỳ thật, người cũng là loại người kia. Người đi mỗi một bước, rất thực tế, loại chậm rãi này, có thể để cho người đi càng xa hơn. Ta. Dương Diệp vội hỏi. Tiền bối có thể nói khuyết điểm của ta một chút không? Lão giả lắc đầu. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Lão giả có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nhiều lắm, nhất thời nói không hết. Dương Diệp. Lúc này Tiểu Bạch chỉ mình, tỏ vẻ nàng thì sao? Lão giả nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Khuyết điểm của ngươi chính là quá lưu manh, cái gì cũng là của ngươi, khắp thiên hạ đều là của ngươi, sao ngươi có thể có ý tưởng lưu manh như vậy? Tiểu Bạch. A, L. Ngay lúc này. Nhị Nha đột nhiên đi đến trước mặt lão giả, Nhị Nha nhìn thoáng qua lão giả. Lão đầu, người đều cho bọn hắn bảo bối, cũng cho ta một kiện đi. Lão giả nhìn xê Nhị Nha, hai mắt hơi híp lại. Người đây là ánh mắt gì? Nhị Nha có chút bất mãn nói. Một lát sau, lão giả thấp giọng thở dài. Người bây giờ, tâm tính hồn nhiên, cơ thiện lương, ta. Ai, hy vọng người có thể vĩnh viễn như thế. Nói xong. Hắn do dự một chút, sau đó bấm tay điểm một cái, một giọt huyết châu lớn bằng ngón cái xông vào mi tâm Nhị Nha. Trong chốc lát, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể Nhị Nha cuồn cuộn quét ra, ngay sau đó, ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, quanh người Nhị Nha xuất hiện từng khối lân phiến đen nhánh, trừ lần đó ra, đỉnh đầu Nhị Nha, hai cái sừng lại dài một chút, tựa như sừng hươu, nhìn có chút đáng yêu. Mà phía sau cái mông của Nhị Nha, còn xuất hiện một cái đuôi dài. Cái đuôi đen kịt, trên đuôi là vô số miếng vảy nhỏ bé, mà ở cuối cái đuôi thì rất nhọn, cực kỳ nhọn. Dễ thấy nhất vẫn là móng vuốt của Nhị Nha. Giờ phút này,
hai chảo của nàng tựa như một cặp long chảo, mỗi một cái móng vuốt đều vô cùng bén nhọn, biên giới mỏng như cánh ve, nhìn làm cho người ta không rét mà run. Nhị Nha trừng mắt nhìn, sau đó nói. Lão đầu, cái này, đây là cái gì? Lão giả nói. Một giọt huyết dịch, có thể giúp ngươi sớm thức tỉnh một ít năng lực. Nha đầu, lời kế tiếp của ta, có lẽ ngươi không thích nghe. Nếu như là lúc trước, coi như ta không tru sát ngươi, cũng sẽ không trợ giúp ngươi. Nhưng mọi sự đều có nhân duyên, ngươi bây giờ, trên người không có lệ khí, không có ý tưởng cuồng vọng, hơn nữa ngươi ở nơi này, còn có bằng hữu của mình, cho nên ta nguyện ý giúp ngươi một tay, ta muốn tiếp tục nhìn xem, nhìn ngày sau ngươi sẽ đi con đường như thế nào. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi có thể đi con đường như bây giờ. Nhị Nha trừng mắt nhìn. Lão đầu, ta nghe không hiểu nhiều lắm. Bất quá cái máu kia, có thể cho ta mấy trăm giọt hay không? Nói xong, nàng liếm môi một cái, giọt máu vừa rồi kia, vị thật sự rất ngon, có thể bằng mười mấy con thái cổ chân long. Mấy trăm giọt. Lão giả đeo giỏ trúc tức giận đến râu ria run rẩy. Ngươi cho rằng đó là nước sao? Đây chính là một vị thượng cổ. Nói đến đây, lão giả đeo giỏ trúc lắc đầu. Không nói với ngươi những chuyện này, dù sao đã không còn. Ngươi nhớ kỹ, tuy bây giờ ngươi đã có được một ít bổn sự, còn học kỹ xảo chiến đấu của nhân loại, đối với ngươi chỗ tốt vẫn rất lớn, đừng chỉ biết cậy mạnh xông tới. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Tiền bối, Nhị Nha nàng cuối cùng có lai lịch gì? Lão giả đeo giỏ trúc nhìn thoáng qua Nhị Nha, lạnh nhạt nói. Lai lịch của nàng lớn lắm, sau này nhất định sẽ cho ngươi một kinh hỉ to lớn. Rất lớn sao? Ánh mắt Nhị Nha sáng lên. Tại sao ta không biết nhỉ? Lão giả đeo giỏ trúc lạnh nhạt nói. Ngươi biết cái búa, nếu ngươi biết, đám người tiểu tử này sớm đã bị ngươi giết chết. Nhị Nha có chút bất mãn nói. Lão đầu, sao ngươi có thể nói như vậy? Dương ca ca cùng Nhị Nha ta có giao tình sinh tử, Nhị Nha ta làm sao có thể giết hắn chứ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không nên chia rẽ quan hệ của ta và Dương ca ca, bằng không thì ta đánh ngươi. Dương ca ca là tuyệt đối không thể đắc tội, phải biết, nàng có thể được ăn no hay không, toàn bộ là nhờ Dương ca ca. Đây chính là chén cơm của nàng. Khuôn mặt lão giả đeo giỏ trúc co lại. Không nói với ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Chư thiên ấn này, chỉ có thể coi là bán siêu thần khí, bất quá rất gần với kiếm sát và ác linh tử dực. Trong này ẩn chứa lực lượng rất cường đại, sử dụng cẩn thận. Ta còn phải đi Vĩnh Hằng Quốc độ một chuyến. Chỗ đó gần đây linh khí dao động rất lợi hại, đám người kia khẳng định đang làm sự tình gì, phải đi xem một chút. Chúng ta, ân, cũng đừng có gặp mặt nhau nữa. Tiểu tử ngươi quá vô sỉ, các nàng đều bị ngươi dạy hư, điểm này, ngươi phải hảo hảo tỉnh ngộ thoáng một phát. Nói xong, lão giả đi ra Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp vừa muốn nói gì, lão giả đeo giỏ trúc đã nhanh chân biến mất ở xa xa. Tại chỗ, trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn giỏ trúc ở sau lưng lão giả kia. Đột nhiên Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, tiểu chảo chăm chú nắm chắc, trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị. Ý tứ của nàng là, chúng ta đoạt đi, làm một vố. Dương Diệp, làm một vố. Mặt Dương Diệp đen lại, tiểu tổ tông của ta, lão đầu này, chúng ta đánh không lại a. Tiểu Bạch lần nữa huy vũ móng vuốt thoáng một phát. Dương Diệp cười vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Người đối với thực lực của chúng ta, hoàn toàn không biết gì cả a. Lúc này, Nhị Nha xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp và Tiểu Bạch, Nhị Nha nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói. Tiểu Bạch, lão đầu này rất lợi hại, chúng ta đánh không lại, cho nên cướp bóc khẳng định là không được. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch lập tức khổ sở, lúc này Dương Diệp đột nhiên cười nói. Đừng lo lắng, sau này chúng ta còn gặp được hắn. Tiểu Bạch gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Nhị Nha đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca ca, ta cảm giác mình lại lợi hại hơn. Dương Diệp nói. Muốn nói cái gì? Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Nếu không, chúng ta đánh một chút đi. Dương Diệp nói. Tại sao không đi tìm An tỷ tỷ của ngươi? Nhị Nha nhếch miệng, tìm An tỷ tỷ. Nàng còn có chút sợ An Nam Tĩnh a, không chỉ là trên thực lực, còn có trên tâm lý. An Nam Tĩnh ở trong lòng nàng, là tồn tại giống như gia gia. Mà Dương Diệp ở trong lòng nàng, giống như một ca ca hoặc có thể nói là bằng hữu.
Đương nhiên, nếu như Dương Diệp lâm vào trạng thái phong ma, nàng là quyết không dám trêu chọc. Dương Diệp trực tiếp cự tuyệt nhị nha. Không đánh, ngươi có thể đi tìm An tỷ tỷ, hoặc là đám người tiểu long. Hiện tại nhị nha thăng cấp, thực lực mạnh hơn trước không chỉ một chút, nàng bây giờ, sợ là có thể đánh cường giả ngũ giới rồi. Điểm trọng yếu nhất là, lực phòng ngự của nhị nha quá cao, đặc biệt là hiện tại trên người nàng nhiều thêm một tầng vảy. Tuy hắn không biết những lần phiến kia, nhưng hắn biết rõ một điểm, coi như là kiếm sát trong tay mình, sợ là cũng khó có thể phá vỡ. Đánh với nàng, rất mệt a. Đúng lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói. Đánh với nàng đi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh nói. Lực lượng huyết mạch của ngươi đã kích phát, ngươi có thể thử xem lực lượng huyết mạch của mình, mà nhị nha cũng tăng lên phòng ngự và thực lực, nhưng đến cùng tăng lên đến trình độ nào, nàng cũng không biết, hai người các ngươi, có thể lẫn nhau thử xem. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Hai người tiến vào Hồng Mông Tháp. Trên phi thăng đài, nhị nha xoa tay nhìn Dương Diệp, vẻ mặt cười xấu xa, nếu như có thể mà nói, nàng không ngại đánh Dương Diệp một trận. Lý do, nhị nha nàng đánh người còn cần lý do gì? Dưới phi thăng đài là chúng đại yêu. Về phần Tiểu Bạch, đã ôm trái cây lúc trước lão giả đeo giỏ chúc cho nàng chạy tới phía sau núi, không biết đang làm gì đó. Trên phi thăng đài, nhị nha đột nhiên nói. Dương ca ca, cẩn thận. Nói xong. Nhị nha tung người nhảy vọt về phía Dương Diệp. Nhìn thấy nhị nha vào tới, hai mắt Dương Diệp híp lại, đối mặt tiểu gia hỏa này, hắn không dám chủ quan chút nào, tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm từ trong kiếm hổ lô bay ra. Chứng kiến phi kiếm, nhị nha không sợ chút nào, nâng móng vuốt vỗ một cái vỗ này, trực tiếp đập vỡ kiếm quang, mà kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng ngay vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào trước ngực nhị nha. Không đâm vào được. Hai tay Dương Diệp nắm kiếm mãnh liệt xoay tròn. Ầm. Nhị nha bị chấn đến biên giới phi thăng đài. Nhị nha vừa dừng lại, kiếm của Dương Diệp lần nữa đi tới trước mặt, nhị nha phản ứng rất nhanh, né người như chớp tránh thoát, ngay sau đó, cả người nàng trực tiếp đập lên người Dương Diệp. Ầm. Dương Diệp bị đụng bay ra ngoài. Còn chưa kết thúc, nhị nha cất bước, áp sát tới trước mặt Dương Diệp, sau đó đá về phía hắn một cước. Thân thể Dương Diệp đột nhiên hư ảo, sau một khắc, hai tay Dương Diệp nắm kiếm bổ một cái. Lục kiếm kiếm vực. Lúc này đây, Dương Diệp đánh thật tình, tỉ thí với nhị nha, nếu như hắn không làm thật, tuyệt đối sẽ bị nhị nha đánh đến thổ huyết. Phát giác được uy lực một kiếm này của Dương Diệp, nhị nha trừng mắt nhìn, nàng cũng không có trốn tránh, mà dùng đầu của nàng đỉnh tới kiếm. Chuẩn xác mà nói là dùng sừng ngăn kiếm. Cứ như vậy. Ở dưới chúng yêu nhìn chăm chú, kiếm của Dương Diệp thẳng tắp rơi vào trên sừng của nhị nha. Ầm, cả không gian run lên kịch liệt. Sau đó Dương Diệp té bay ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 170.